con đường đau khổ của kiếp làm người. Theo luật nhân quả thì con người không ai thoát ra khỏi quy luật tình yêu trai gái, ngoại trừ những người học Phật Pháp và tu tập chứng quả vô lậu, thì họ mới có thể làm chủ và điều khiển quy luật này. Chỉ có đạo Phật mới nhìn thấu suốt được con đường tình ái, tức là con đường tình yêu thương trai gái, là con đường đau khổ dẫn đến luân hồi tái sinh muôn vạn kiếp. Cho nên một người tu theo đạo Phật mà chưa thông suốt tâm ái dục này là chưa thông suốt Phật giáo. Bởi Phật giáo ra đời vốn chỉ dạy cho con người hiểu rõ nguyên nhân khổ đau của con người là cái gì. Chân lý tập đế không phải là ái dục sao? Ái dục không phải là con đường tình yêu thương trai gái sao? Đối với đạo Phật, trai gái yêu nhau là một sự khổ đau. Người tu sĩ Phật giáo họ yêu thương mọi người, mọi loài bình đẳng như nhau. Vì thế họ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Từ tình yêu trai gái, nó không dừng ở đó, mà nó đòi hỏi đi xa hơn. Đó là tình yêu thương nhục dục. Từ tình yêu thương nhục dục mới khiến con người làm ra biết bao nhiêu tội ác. Có thể làm cha mẹ vẫn giết con như thường mà báo chí thông tin. Những bà mẹ trẻ nạo móc bỏ thai nhi. Ai có vào bệnh viện Từ Dũ thì sẽ rõ, ngày nào cũng có người nạo móc thai nhi. Thật là đau xót vô cùng. Nỗi đau không những của riêng ai. Còn nếu để nuôi lớn thì bụng mang dạ chữa, đó cũng là một cách khổ sở vô cùng. Rồi đến khi sinh nở phải chịu khổ đau tận cùng. Do đó người ta cầu khẩn trời Phật gia hộ, mẹ tròn con vuông. Từ đó câu này trở thành câu tục ngữ. Thật sự trong đời này, người ta thường nhắn nhủ người phụ nữ rất chí tình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Những câu ca dao tục ngữ như vậy thường nói cái khổ của người phụ nữ trên tình yêu ái dục. Trên tình yêu ái dục, người phụ nữ phải gánh chịu trăm ngàn khổ đau. Từ tình yêu đi đến hôn nhân, người phụ nữ phải chiều chuộng chồng con, phải quần quật nặng gánh chuyện nội trợ, rồi những chuyện nghịch ý không cùng một quan niệm sống, nhưng phải thầm lặng chịu đựng để làm vui cửa vui nhà, chứ nào có thật sự vui đâu. Vả lại khi có chồng rồi, không được tự do như lúc chưa có chồng. Khi có chồng mà tiếp giao với một người khác phái trang lứa tuổi như mình, thì coi chừng chồng ghen tuông. Ghen tuông thì khó thể nào tránh khỏi bạo lực gia đình. Nếu bạo lực gia đình không xảy ra thì gia đình cũng lục đục, cơm không lành, canh không ngon, không làm sao tránh khỏi. Khi xảy ra bạo lực gia đình thì có thể đi đến ly dị. Tất cả những điều khổ đau này, người phụ nữ phải lãnh đủ cả mọi sự khổ. Nếu khép mình làm người vợ tốt trong gia đình thì được yên thân, nhưng không an thân đâu quý vị ạ. Rồi đây bụng mang dạ chữa, nặng nhọc trăm bề khổ sở, cho đến ngày sinh nở, một chết một sống, vô cùng đau đớn. Như vậy chưa hết khổ đâu, phải suốt 3 năm nuôi con cho bú mốm, tam niên nhũ bộ, phải chịu dơ chịu bẩn, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Rồi khi con đau ốm bệnh tật thì mẹ khổ trăm bề. Vốn con người có sức chịu đựng giỏi trong mọi khổ đau, để tuân theo quy luật nhân quả trả vai. Như vậy, chúng ta truy ra nguyên nhân sinh ra muôn vàn đau khổ của người phụ nữ, không phải là tình yêu trai gái sao? Đúng là tình yêu trai gái là nguyên nhân sinh ra muôn vàn sự khổ đau. Vậy sao người ta lại yêu nhau? Lại còn gọi người có tình yêu thương trai gái gắn bó là người có quả tim vàng. Theo chúng tôi nghĩ, không có quả tim vàng mà có tràn đầy quả khổ đau của kiếp người. Chỉ có những người không biết mới chấp nhận tình yêu trai gái không quên mới gọi là quả tim vàng. Tại sao con người không thông minh nhận ra đâu là con đường khổ, đâu là con đường không đau khổ, chỉ mê mờ ham muốn chạy theo những phút tri hoang sắc dục của tình yêu trai gái, mà phải gánh chịu suốt cả một đời người trăm cay muôn ngàn dạng khổ đau? Biết tình yêu trai gái là trăm cay muôn vạn sự khổ đau, sao mọi người không dừng lại mà cứ lao thẳng vào, để rồi như con cá mắc cạn trên khô? Thật là tội nghiệp. Đức Phật xác định con người là vô minh, tức là con người thiếu sự hiểu biết quy luật nhân quả. Nhưng khi đã chỉ dạy cho họ hiểu biết, giác ngộ được tình yêu trai gái là con đường khổ, con đường tái sinh luân hồi, thế mà họ vẫn không dừng lại, là cớ sao vậy? Biết rõ nơi đó là hang hùm, rắn độc, nơi đó sẽ giết hại và làm đau khổ con người, thế mà mọi người vẫn chui vào hang hùm, đùa giỡn với rắn độc. Nhưng khi bị hùm ăn, rắn độc cắn thì than thân trách phận, kêu trời kêu Phật. Thật là đáng thương, nhưng biết làm sao khuyên và giúp họ. Bởi vì mỗi người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay thế cho mình được. Đây là lời nhắn nhủ của Đức Phật đã dạy cách đây 2551 năm. Nhưng giá trị lời nói này mãi mãi không mờ phai trong lòng người. Kết luận và áp dụng. Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy các con còn có những gì mà không buông xả cho sạch? Chỉ còn duy nhất là tâm bất động trước ác pháp và cảm thọ. Đó là một trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Hãy cố gắng lên các con ạ. Đời là vô thường, có ai sống mãi với chúng ta đâu. Rồi đây mọi người đều theo nghiệp thiện ác mà đi tái sinh luân hồi. Vậy còn gì nữa mà chúng ta không buông xuống cho thật sạch, phải không các con? Đoạn 10. Bà cố vượt qua nỗi buồn tê tái trong lòng mình, nhưng rất vui vẻ lạc quan. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức vượt qua nhân quả ý hành. Giải trình án: vốn con người có sức chịu khổ, khi chịu đựng những sự khổ đau thì gọi là vượt qua. Nhưng bảo rằng tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, là không khổ đau là không đúng. Bởi nói đến gia đình là nói đến mọi sự khổ đau đều tập trung nơi đó. Thế mà con người ít ai tránh khỏi. Con người cứ trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, như một điệp khúc khổ đau lặp đi lặp lại mãi mãi, từ đời này đến đời khác không bao giờ dứt. Đúng vậy, quy luật nhân quả sinh tồn của muôn loài trên hành tinh sống này duy nhất chỉ có con đường này. Con đường này gọi là con đường tái sinh luân hồi như trên đã nói. Muốn chấm dứt tái sinh luân hồi thì tình yêu trai gái sắc dục phải chấm dứt. Nếu không chấm dứt con đường đau khổ này thì loài người mãi mãi phải chịu khổ đau muôn đời muôn kiếp. Khi yêu thương nhau cách xa thì khổ đau, gần nhau thì lời qua tiếng lại cũng khổ đau. Khi yêu thương nhau, bệnh đau phải chăm sóc cho nhau cũng khổ đau. Khi yêu thương nhau, thấy ai thân mật với người mình yêu thương thì sinh tâm ghen tuông, tức giận hay buồn phiền, đó là những sự khổ đau. Khi có con có cháu, nếu có đứa nào bệnh tật hay chết thì nỗi khổ đau lại chồng chất lên nhau suốt từ năm này đến năm khác. Nói đến gia đình, ai cũng tưởng nó hạnh phúc, nhưng nào ngờ gia đình là cảnh địa ngục trần gian, gia đình là con đường sinh tử luân hồi. Người có trí hiểu biết gia đình là nghiệp báo theo quy luật nhân quả trả vai từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên gia đình là cái rọ để giúp mọi người cùng chung nhân quả, để gắn bó cùng chịu khổ đau. Chính con đường sinh tử luân hồi cũng là nơi đây như trên đã nói. Vì vậy nó là con đường đau khổ nhất trên hành tinh sống này. Thế mà mọi người đang sống trên hành tinh này đều nghĩ tưởng gia đình là hạnh phúc. Nhưng khi bước vào thành lập gia đình thì hạnh phúc đâu không thấy, chỉ toàn thấy muôn vàn thứ khổ đau. Từ những khổ đau này đến những khổ đau khác, khổ đau triền miên. Cho đến khi xuôi hai tay đi vào lòng đất lạnh thì lại tiếp tục tái sinh. Như vậy làm sao hết khổ được? Bởi vậy, ai là người hiểu được con đường tình yêu trai gái đầy gian truân khổ ải này? Và chính ai là người đã vượt ra khỏi con đường này? Ôi, con đường nhiều cay đắng và chông gai. Từ xưa đến giờ, ai cũng lầm lạc tưởng là trai gái yêu nhau đi đến hôn nhân là hạnh phúc. Nhưng nào ngờ đó là một lộ trình mở ra để đưa con người đi vào nghiệp tái sinh luân hồi, vô vàn muôn sự khổ đau. Kết luận và áp dụng. Vượt qua nhân quả chỉ là một lời nói suông. Vậy bằng cách nào để vượt qua nhân quả? Phải có phương pháp, phải có sự tập luyện. Vượt qua nhân quả có nghĩa là làm chủ nhân quả. Muốn làm chủ nhân quả thì duy nhất chỉ có tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Muốn được tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì các con phải triển khai tri kiến giới luật đức hạnh, nhân bản, nhân quả. Hằng ngày sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh bằng đức hiếu sinh đa hướng. Bất cứ một ác pháp nào xảy đến đều phải đem lòng yêu thương và tha thứ. Có thực hiện tâm như vậy thì mới tìm thấy sự bất động của tâm. Sự bất động của tâm chính là sự vượt qua nhân quả, hay còn gọi là làm chủ nhân quả. Các con nên nhớ lời dạy này, chính nó là lời vàng từ kim khẩu Đức Phật đã dạy trong Tạng Kinh Nikaya. Đoạn 11. Săn sóc ông chồng vô cùng chu đáo. Bà lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, lo từng giấc ngủ khi thấy chồng trở mình. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức tránh nhiệm bổn phận hiếu sinh ý hành, thân hành. Giải trình án. Đọc đoạn văn trên đây, chúng ta mới thấy hai chữ bổn phận và trách nhiệm của người vợ, người mẹ thật là trăm ngàn thứ khổ. Phải lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, phải lo sao cho giấc ngủ chồng con yên ổn khi trở mình. Như vậy, người phụ nữ làm hết trách nhiệm và bổn phận của mình có khổ không quý vị? Bởi vậy, một người sáng suốt soi rọi lại cuộc sống của mình mới thấy cuộc sống gia đình là địa ngục. Còn ai cho nó là thiên đàng hạnh phúc thì đó không thực tế, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bởi vậy, người đi tìm sự bình an hạnh phúc trong lứa đôi thì không bao giờ có chăng cũng chỉ là giấc mơ, nhưng khi choàng tỉnh là một sự đau khổ ê chề. Tình yêu trong đôi lứa là miếng mồi dụ mọi người lọt bẫy sa lưới, để rồi chỉ còn biết chịu đựng cho hết cuộc đời mà thôi. Nhưng không rõ nó thì kiếp khác lại cũng tái diễn như vậy, nghĩa là khổ đau rồi lại tiếp tục khổ đau mãi mãi. Tình yêu lứa đôi là một định luật đau khổ của loài người muôn đời muôn kiếp, mà loài người mê muội nên xây dựng một nền tảng hạnh phúc ảo tưởng. Vì thế, nó trở thành một truyền thống duy trì nòi giống. Con người duy trì nòi giống trong lộ trình đau khổ, mà không tìm một lộ trình duy trì nòi giống qua con đường không đau khổ. Có một con đường duy trì loài người mà không phải là con đường lứa đôi, vạn vật được hợp duyên để sinh ra có bốn cách. 1. Thấp sinh là những sinh vật sinh nơi ẩm thấp. 2. Noãn sinh là những sinh vật sinh ra trứng, từ trứng mới nở thành con. 3. Thai thì không hay sinh là những sinh vật sinh ra bằng con. 4. Hóa sinh là những sinh vật sinh ra bằng cách tự hợp các duyên tạo thành ra con người. Ba loại sinh đầu tiên đều phải hợp duyên, sinh ra bằng quy luật nhân quả âm dương, tức giống đực và giống cái. Dù là cây cỏ cũng phải qua quy luật này. Còn loại sinh thứ tư thì không qua quy luật nhân quả âm dương, mà bằng tứ thần túc hợp duyên theo ý thức điều khiển pháp hướng tâm. Như vậy, con người muốn sinh nơi không đau khổ, nơi thanh tịnh thì chỉ có sinh nơi hóa sinh. Hóa sinh ở đây không có nghĩa là biến hóa như mọi người tưởng tượng, dùng thần thông biến hóa, hoặc hóa sinh như con sâu bướm. Sâu bướm mọc cánh, mọc chân thành con bướm, rồi bướm giao hợp sinh ra trứng, trứng nở ra ấu trùng, tức là con sâu. Con sâu lần lớn lên, mọc cánh, mọc chân thành lại bướm. Do không hiểu, các nhà đại thừa cho đó là hóa sinh. Như trên đã nói, bướm giao hợp mới sinh ra trứng. Như vậy là bướm sinh ra bằng con đường noãn sinh. Từ sâu thành bướm là sự phát triển của con bướm, chứ không phải hóa sinh. Một người tu hành đúng chánh pháp của Phật, tâm tham, sân, si, mạn, nghi đã xa lìa và diệt hẳn, nên không còn tái sinh theo ba con đường tháp sinh, thai sinh và noãn sinh. Ba con đường đi tái sinh này do nghiệp lực nhân quả tương ưng chiêu cảm, chứ con người không có quyền điều khiển sự tái sinh này. Vì thế, trai gái yêu nhau là một quy luật nghiệp báo của nhân quả, mà tất cả các loài hữu tình hay vô tình đều bị lực hút tương ưng đi tái sinh, chứ không người nào có được quyền làm chủ tái sinh luân hồi. Vì thế, người nào muốn làm chủ tái sinh luân hồi thì phải tu hành chứng quả A-la-hán. Người chứng quả A-la-hán mới có tứ thần túc. Nhờ có tứ thần túc, con người mới đủ năng lực hợp các duyên rồi mới hóa sinh. Nhưng đối với người tu chứng quả A-la-hán, họ lại không bao giờ hóa sinh. Khi bỏ thân nghiệp tứ đại này, họ sẽ vào niết bàn vĩnh viễn. Vì hóa sinh vẫn còn mang thân tứ đại, mà thân tứ đại là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi phải chịu luật vô thường. Vì thế, người tu chứng quả A-la-hán không ai còn muốn tái sinh trở lại đời này nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói, ta chỉ còn một đời này nữa mà thôi. Có người bảo rằng, nếu ai cũng tu hành chứng quả A-la-hán hết, thì trên hành tinh này sẽ không còn có con người nữa. Lời nói này không đúng, vì loài người không thể chấm dứt trên hành tinh này được. Khi môi trường sống vẫn còn, thì luật nhân quả vẫn còn chi phối vạn vật. Cho nên luật nhân quả vẫn còn, thì quy luật sinh diệt của nhân quả vẫn còn. Mà quy luật nhân quả sinh diệt vẫn còn, thì tái sinh luân hồi phải theo ba đường: thấp sinh, thai sinh và noãn sinh. Kết luận và áp dụng. Làm người ai cũng có trách nhiệm và bổn phận, nhưng trách nhiệm và bổn phận của mỗi người, dù nam hay nữ, đều phải sống có đạo đức. Nhờ sống có đạo đức mới đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho mọi người và cho mọi vật. Vì vậy các con nên biết, chính trách nhiệm và bổn phận đạo đức của con người là trên hết, không có trách nhiệm bổn phận nào ngoài đạo đức các con ạ. Con người lấy đạo đức làm cuộc sống là trách nhiệm và bổn phận đúng đắn nhất cho sự sống trên hành tinh này. Đoạn 12. Đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo nhiều đời. Giải trình án. Đoạn trên đây nói, đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Đời sống con người nghe nói câu này cho là hạnh phúc, nhưng không đâu quý vị ạ. Quý vị cứ xem xét, đôi vợ chồng có duyên nợ ăn đời ở kiếp, đó là một điều người ta tưởng rằng tốt của cuộc đời, mà mọi người ai cũng mong muốn được như vậy. Nhưng xét cho cùng, hai người sống chung nhau như vậy, họ có rất nhiều sự đau khổ, chỉ vì họ không lưu ý mà thôi, chứ lưu ý họ sẽ thấy rõ hơn. Nếu hai vợ chồng ly dị chia lìa, họ sẽ có những sự đau khổ trong ly dị chia lìa. Còn không ly dị chia lìa, họ lại có những điều không khổ trong không ly dị chia lìa. Cho nên Đức Phật dạy, đời là biển khổ. Nhưng mấy ai lưu ý, cứ khổ mặc khổ, nên luôn luôn lúc nào cũng sống trong khổ, ngày nào cũng khổ, giờ nào cũng khổ. Mọi người lấy cái khổ làm niềm vui. Vui trong đau khổ là vui chỗ nào đó quý vị? Bởi vui và khổ là hai mặt của cuộc đời. Có vui thì không có khổ, có khổ thì không có vui. Cho nên nói lấy khổ làm vui là không đúng. Nhưng chấp nhận chịu đựng khổ để sống thì đúng. Cười ra nước mắt, đó là cuộc sống của con người. Người ta thường bị tâm mình lừa gạt đời sống lứa đôi là hạnh phúc. Vì thế họ không biết, không thấy đời là khổ đau, là con đường tái sinh luân hồi. Nên trai gái lớn lên đều bắt đầu yêu thương nhau để chịu khổ, để làm tất cả tội ác. Người ta gọi là hạnh phúc, chứ nào tìm đâu ra hạnh phúc. Chúng ta phải biết con đường trai gái yêu nhau là con đường đau khổ nhất của cuộc đời. Lời nói này có đúng không quý vị? Quý vị cứ nhìn xem có đôi vợ chồng nào là hạnh phúc thật đâu. Chỉ là ảo tưởng. Từ cái khổ này chưa dứt sẽ tiếp nối cái khổ khác, khổ chồng lên lớp lớp trùng trùng. Ví dụ, khi còn sống độc thân chưa lập gia đình, thì khi đau chỉ có một mình, thì cái khổ cũng chỉ có một mình. Còn khi có hai người, thì chồng đau hay vợ đau, thì cả hai người đều khổ. Người đau cũng khổ, người không bệnh đau cũng khổ. Khổ vì lo rầu, khổ vì phải chăm sóc thuốc thang cho người bệnh, do đó ăn không ngon, ngủ không yên, vân vân. Tất cả những điều này không phải khổ sao? Khi còn độc thân, chỉ có một ý kiến nên không có sự tranh cãi bất đồng. Nhưng khi có hai người thì lại có hai ý kiến. Có hai ý kiến thì có sự bất đồng ý, mà có sự không đồng ý là có sự tranh cãi, mà có sự tranh cãi là không có sự bằng lòng, không có sự bằng lòng là có sự phiền não tức giận, Có sự phiền não tức giận là có sự đau khổ, phải không quý vị? Khi sống độc thân thì không có sự sinh con đẻ cái. Sinh con đẻ cái không phải là sự đau khổ sao? Để minh chứng sự đau khổ của tình yêu lứa đôi qua bài ước mơ. Hai chữ ước mơ tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi con người. Sống trên đời, ai cũng lựa chọn cho mình một ước mơ để vững bước trong cuộc sống và định hướng tốt đẹp cho tương lai. Nhưng ước mơ không chỉ đơn thuần là làm thế nào để có nghề nghiệp ổn định cho riêng mình, mà còn là khát vọng và mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc. Hồi nhỏ khi nhắc đến ước mơ là tôi lại mong sao có một ngày nào đó có thể được bay lên bầu trời để tận mắt thấy những vì sao, được thấy chị Hằng trên cung trăng. Nhưng dần lớn lên tôi mới biết đó chỉ là ảo tưởng. Và giờ đây ước mơ lớn nhất của tôi là được sống trong một gia đình hạnh phúc. Có lẽ đối với tôi như thế là quá đủ rồi. Sinh ra tôi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và chị tôi. Tôi nghĩ số phận của mình quá may mắn. Nhưng càng lớn lên tôi mới hiểu rằng mặc dù được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, nhưng cuộc sống gia đình tôi không được hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, cứ tối đến ba mẹ tôi cãi nhau. Có khi vì bố tôi uống rượu say về phá tung đồ đạc. Mỗi lần như thế là hai chị em tôi chỉ biết khóc, không dám can ngăn. Cứ như thế tuổi thơ trôi qua trong những nỗi đau về tinh thần. Nhưng cha mẹ tôi không biết, họ cho rằng cuộc sống như vậy đã đủ với chị em tôi. Có những đêm tôi khóc thầm, mong sao cha mẹ có thể hiểu được tâm trạng của tôi và van họ đừng tiếp tục cãi nhau nữa. Nhưng có lẽ sự thật quá bất công. Tôi mong sao mình có thể biến thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời. Có lẽ như vậy thì tôi không phải nghe cha mẹ xích mích cãi nhau, và tôi không phải khóc nữa. Nước mắt rồi cũng có ngày khô cạn, và đôi khi nước mắt không thể giải quyết được sự việc. Tôi biến thành một vì sao hay một vật vô tri nào thì đó cũng chỉ là ảo ảnh. Giờ đây tôi đã lớn, thời gian đã trôi qua, tất cả vạn vật đã thay đổi, nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn là con số không. Nhiều lúc tôi tự nghĩ tại sao cái ước mơ nhỏ bé đó lại không thể trở thành hiện thực. Tại sao những bậc làm cha làm mẹ không nghĩ rằng những sự việc mà họ làm đã gây tổn thương chính con của họ? Người ta thường nói, tôi sẽ không lo nghĩ, tôi sẽ không mơ tưởng những ý nghĩ kỳ quái mà chính tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy tôi đã lớn, nhưng một khi vào nhà các bạn chơi, thấy cha mẹ bạn thật hạnh phúc, tôi lại muốn khóc. Nhưng khóc để làm gì khi sự thật không thể thay đổi, mặc dù nước mắt tôi đã cạn khô. Nguyễn Thị Thu Thảo. Đọc qua đoạn văn trên, chúng ta xét thấy tình yêu trai gái đâu có gì là hạnh phúc, mà toàn là khổ đau. Đứng bên ngoài tưởng là thiên đàng, không ngờ khi bước chân vào mới thấy đó là địa ngục. Địa ngục không của riêng ai, có đúng không quý vị? Con người vì tâm ái dục là mê mờ lý trí, nên cứ ngỡ tưởng trai gái yêu nhau là hạnh phúc. Yêu nhau mà cha mẹ đôi bên không bằng lòng thì đó là nỗi khổ đau vô cùng vô tận của trai gái. Còn yêu nhau mà cha mẹ đôi bên chấp nhận thì lại có cái khổ khác, cái khổ của sự ràng buộc hôn nhân của cả hai gia đình cha mẹ đôi bên. Đó là một chùm nhân quả khổ đau. Cái gì đến rồi phải đến theo trình tự của nghiệp báo nhân quả mà con người không thể làm chủ và lường trước được. Chỉ có đương đầu và chịu đựng đời đời kiếp kiếp, nối tiếp nhau mãi mãi như ngọn đuốc. Ngọn đuốc này vừa tắt thì ngọn đuốc khác tiếp nối cháy lên vô lượng kiếp khổ đau. Kết luận và áp dụng. Nhân quả nghiệp báo như các con đã học, nó không tha cho một người nào cả khi các con làm điều ác. Vì biết rõ nhân quả nghiệp báo như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày các con phải cẩn thận. Mỗi việc làm, lời nói phải suy nghĩ chín chắn rồi mới làm và nói, chứ không được dục ăn, dục nói như trước kia nữa. Các con đã học đạo đức thì phải áp dụng đạo đức vào cuộc sống để không có nhân quả nghiệp báo nào tác động các con được. Các con nên nhớ kỹ lời dạy này. Đoạn 13. Năm nay tuy tuổi đã xấp xỉ gần 80, nhưng bà lại gặp một tin vui bất ngờ. Sau 55 năm, bà tìm được địa chỉ của người mình mong đợi. Người bà yêu không ai khác là bạn học cùng trường. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo tình yêu trai gái ý hành. Giải trình án: từ lúc tuổi còn trẻ, bây giờ tuổi đã 80, thế mà tình yêu vẫn chôn chặt trong lòng, chưa dám hở môi nói với ai, ngay cả chồng con cũng chẳng dám thổ lộ. Như vậy, tình yêu thương trai gái thuở ban đầu đã ghi đậm vào tâm hồn một nỗi lòng thương nhớ không quên. Nguyễn Du nói: nỗi riêng những bàng hoàng, khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan. Tuy đã có chồng con cháu chích chà chắc, nhưng mỗi khi nửa đêm canh khuya thanh vắng còn lại một mình, thì lại nhớ mối tình đầu năm xưa. Khi nhớ nhau làm sao tâm hồn không ray rứt. Bởi vậy, tình yêu thương trai gái là khổ. Tình yêu thương ấy là tình yêu thương lãng mạn. Nguyễn Du đã nói đến sự đau khổ day dứt của tình yêu ấy bằng câu thơ rất hay và rất đúng tâm lý con người: dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Bà cụ già này cũng vậy, trên 55 năm, có chồng con cháu chích chà chắc, thế mà mối tình đầu vẫn chưa tan. Một nỗi nhớ thương đeo đẳng cho đến khi chết, tình yêu của bà cũng không quên. Đúng là bà, người rất chung tình, nhưng đối với chồng thì bà không phải là người chung thủy. Khi chưa có chồng có vợ, còn là một cô gái, một chàng trai thanh niên thì yêu thương người nào cũng được, nhưng không nên yêu thương những người có vợ hay những người có chồng, vì yêu thương như vậy là phá hoại gia đình và làm tan cửa nát nhà người khác. Trai gái yêu thương nhau cũng phải cẩn thận lựa chọn, chứ không phải đụng đâu yêu thương đó. Nhưng dù sao tình yêu trai gái có chọn lựa hay không chọn lựa, nó vẫn là con đường đau khổ của loài người. Không yêu thương là thoát khổ, là chấm dứt tái sinh luân hồi. Không yêu thương trai gái là làm chủ nghiệp báo nhân quả. Sống trong cuộc đời mà ra khỏi cuộc đời, không còn mọi sợi dây ái kiết sử vô hình trói buộc. Hạnh phúc thay cho những ai thoát khỏi tình yêu thương trai gái. Thoát khỏi tình yêu thương trai gái là thoát khỏi quy luật nhân quả. Hạnh phúc thay cho những ai biết trai gái yêu nhau là con đường dẫn đến tái sinh luân hồi, khổ đau muôn kiếp. Hạnh phúc thay cho những ai có đầy đủ nghị lực và ý chí kiên cường vượt thoát sự cám dỗ của tình yêu thương trai gái. Hạnh phúc thay cho những ai sống trong đời người mà không bị nghiệp đời ràng buộc. Kết luận và áp dụng: các con nên nhớ, tình yêu thương giữa trai gái là tình yêu thương tốt đẹp, nhưng phải dừng tình dục dục, vì tình dục dục là con đường đau khổ không riêng gì của người nào. Vì người nào bước chân vào tình dục dục thì không có người nào thoát khổ. Cho nên các con, các cháu là những thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ cần phải cảnh giác tình dục dục. Nó là một loại dục ích kỷ, cá nhân, thường xâm chiếm làm hư hoại tình yêu thương trong sạch, vô tư và thanh cao của con người. Các con hãy nhớ lấy lời dạy này. Đoạn 14. Tình yêu chớm nở thì người bà yêu đã theo tiếng gọi của tỉnh nhà vào quân đội để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công. Người thanh niên đó đi từ chiến trường này sang chiến trường khác, chuyển từ công tác này sang công tác nọ. Khi ở trong nước, khi được đi học nước ngoài, cũng bôn ba khắp nơi. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo có duyên không nợ. Giải trình án: nhân duyên nghiệp báo của tiền kiếp có yêu nhau mà không có duyên nợ nhau để thành vợ thành chồng, rồi mỗi người phải đi mỗi ngã. Như nhà thơ Thế Lữ nói: anh đi đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Chẳng muốn trong mong sum họp lại, bận lòng chi nữa lúc chia phôi. Tình yêu trai gái là đau khổ như vậy. Thơ văn người xưa cũng như người nay đều nói lên lòng đau khổ của tình yêu trai gái như đoạn thị điểm: ngoài đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn xanh. Đưa chàng lòng giặc giặc buồn, bộ không bằng ngựa, thủy không bằng thuyền. Hay nước trong chảy lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi giả nhớ chẳng khuây. Huy Cận: sóng gợn Trường Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song. Thuyền về bến cũ sầu muôn ngã, củi một cành khô lạc mấy dòng. Tình yêu trai gái mới chỉ bắt đầu mà còn đau khổ như vậy, huống là đã thành vợ thành chồng thì còn biết bao nhiêu sự đau khổ, phải không quý vị? Vì vậy ai dám bảo tình yêu trai gái là hạnh phúc? Nhìn thế gian này con người quá điên đảo, lấy khổ đau làm hạnh phúc an vui. Vì thế không có người nào thoát khỏi tình yêu thương trai gái và chồng vợ. Thậm chí như trong bài học này, một bà lão 80 tuổi gần đất xa trời, thế mà vẫn còn sống lãng mạn yêu thương như cô gái mơ 18 xuân thị. Được biết địa chỉ của người yêu trong tuổi học trò thì mau mau tìm cách liên lạc để tỏ tình với nhau, thật là chung tình. Tình yêu thương ấy vẫn còn nồng cháy như lúc còn thanh niên. Như vậy suốt thời gian có chồng có con, bà vẫn luôn luôn nhớ đến tình xưa. Vì thế trong Chinh Phụ ngâm khúc: nước trong chảy lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi giả nhớ chẳng khuây. Đó có phải chăng con người quá ngu si, lấy khổ đau làm hạnh phúc? Hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy toàn nhớ thương và đau khổ. Nếu không nhớ thì thôi, mà nhớ thì khổ đau vô cùng. Có phải vậy không quý vị? Kết luận và áp dụng: có duyên không nợ. Đó là lời nói của những trai gái yêu thương mà không đi đến hôn nhân để thành vợ thành chồng. Hôn nhân chỉ là một sự ràng buộc trong tình nhục dục để họ không còn bỏ nhau. Bởi vậy tình nhục dục không có bền chắc nên buộc phải có hôn nhân. Nếu không có hôn nhân thì tình nhục dục chỉ là một trò chơi qua đường để thỏa mãn sắc dục, rồi đường ai nấy đi, ai khổ ráng chịu. Vì vậy nhục dục là thứ ích kỷ. Bởi vậy các con, các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ phải tránh xa tình nhục dục. Vì thật sự có hôn nhân thành vợ thành chồng keo sơn gắn bó với nhau, nhưng nó là con đường đau khổ. Các con các cháu có tin không? Nếu không tin các con các cháu hãy nhìn xem, trên đời này có đôi vợ chồng nào mà không khổ đau, không cực nhọc, mặc dù họ rất chung tình, chung thủy thương yêu nhau. Đoạn 15. Cũng như bà, theo quy luật của tạo hóa, anh có gia đình vợ con, nay cũng có cháu nội cháu ngoại như bà, và tuổi tác cũng đã lúc gần đất xa trời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: theo quy luật nhân quả các pháp đều vô thường. Giải trình án: quy luật nhân quả các pháp vô thường. Cuộc đời yêu nhau nhưng không thể sống độc thân như vậy, nên cả hai không biết tin tức của nhau. Sống trong chiến tranh nên đều nghĩ rằng đã chết, nên ông lấy vợ, bà có chồng. Mối tình đầu được xem như đã trôi vào dĩ vãng, nhưng dù sao cũng không thể quên. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tình yêu trai gái không vướng vào thì thôi, mà đã vướng vào thì rất khó bỏ ra. Một giây đã buộc, ai chẳng cho ra. Cha mẹ đã có kinh nghiệm này thì nên hướng dẫn con mình hãy thoát ra, chứ đừng để con cái mình vướng vào cạm bẫy của con đường tình yêu và gia đình. Vì đó là con đường dẫn đến khổ đau muôn đời muôn kiếp. Bởi vậy đường trai gái yêu nhau có gia đình là con đường đau khổ. Từ xưa đến nay, có gia đình nào trên hành tinh này là hạnh phúc trọn vẹn không khổ đâu. Người ta nói tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, nhưng sự thật tìm hạnh phúc trong gia đình không bao giờ có. Người ta chúc phúc cho nhau đầu bạc răng long, dù cho vợ chồng có sống với nhau đầu bạc răng long, nhưng họ phải chịu biết bao là sự đau khổ trong cuộc sống gia đình. Muốn biết những sự khổ đau của gia đình thì chúng ta nên tóm lược lại những ý chính như: khổ vì hai tư tưởng, khổ vì phải chiều chuộng nhau, khổ vì phải lo lắng cho nhau, khổ vì bệnh tật tai nạn của nhau, khổ vì lo cơm ăn áo mặc, nhà ở, khổ vì sợ thua kém bạn bè, khổ vì mang nặng đẻ đau, khổ vì phải nuôi con khôn lớn nên người, khổ vì chồng say xỉn đánh đập chửi mắng, khổ vì vợ ham mê bài bạc, khổ vì con cái bê tha dạy bảo không nghe lời, khổ vì dâu con cứng đầu cứng cổ, khổ vì ghen tuông chồng có con này con kia hay vợ cặp ông này ông kia, vân vân. Mẹ Út là một câu chuyện gia đình trong báo Tuổi Trẻ thứ 5 ngày 4 tháng 10 năm 2007. tác giả Nguyễn Thị Đào để minh chứng sự đau khổ của đời người qua đường chồng vợ như sau. Nhìn con say sưa trong giấc ngủ, lòng tôi nhói đau khi nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, khi đường đời chỉ lại còn mình tôi và đứa con thơ dại. Bất chợt tôi quay lưng lại phía sau và bắt gặp cái nhìn đau xót của mẹ tôi. Sau buổi ăn tối, tôi đã nói cho mẹ biết quyết định ly hôn của tôi vì không thể nào cứu vãn được nữa. 10 tuổi đầu, Út đã mồ côi mẹ. Út sống chung với người cha nghiện rượu và người anh trai đã có vợ. 17 tuổi, cha nhận lời gả Út cho một người bạn nhậu, nên Út đã bỏ nhà trốn lên Sài Gòn, phụ việc trong một quán cơm bình dân. Út được ông bà chủ thương và nhận làm con nuôi. Trong số khách hàng lâu năm của quán ăn này, có một người đàn ông lịch lãm, lớn tuổi để ý thương Út. Ông ta bảo có gia đình nhưng đã đi vượt biên sau ngày 30 tháng 4 năm 75 và mấy năm liền chưa có tin tức. Ngày Út về sống chung với ông ấy, chỉ có bữa tiệc nhỏ gồm có cha mẹ nuôi và vài người bạn thân. Khi Út có thai được 5 tháng thì người chồng thú tội với Út là đã có vợ và 6 con đang ở quê nhà tại Long An vì chuyện vượt biên bất thành. Nghe tin ấy, Út đã lang thang nhiều ngày không về nhà, ngồi cả ngày bên dòng sông mà không đủ can đảm nhảy xuống sông tự tử. Sau cùng, Út quyết định trở về nhà và tìm người vợ lớn. Em khờ dại lầm lỡ, lại chị hãy tha thứ cho em, nhận đứa em tội nghiệp này. Con em không có tội thì làm sao hủy hoại nó cho được. Còn nếu như em tạo ra nó mà không cho nó có cha thì cuộc đời của nó bị dẫn đục, tương lai của nó bị lu mờ. Người vợ lớn đã chấp nhận Út. Từ đấy, Út cam phận làm nhỏ, nên dù có khổ sở cay đắng tủi nhục, Út cũng chẳng than thở nửa lời. Đôi lúc những cơn ghen ngầm của người vợ lớn làm cho Út phải nghẹn ngào, nước mắt chan cơm. Đã nhiều lần Út định bồng con rời khỏi nhà, nhưng khi nghĩ con không có cha sẽ mặc cảm tự ti với đời, thế là Út không đủ can đảm ra đi. 3 năm sau, chồng Út thất bại trong việc làm ăn, buồn bực, sinh bệnh rồi mất sức lao động. Người vợ lớn gốc người thành thị, từ nhỏ đã không quen làm lụng, lại hay đau bệnh, gia đình đâm ra khốn khó. Chồng của Út trao cho Út một số tiền và bảo Út đi tìm cuộc sống mới để tránh khổ về sau. Út nức nở nói rằng dẫu có ăn xin, Út cũng theo chồng đến ngày nhắm mắt. Ngày trước thiên hạ cho Út vì tiền nên mới cam tâm làm bé, chịu đựng khổ cực như thế. Bây giờ Út bỏ đi là công nhận những lời gièm pha đó là đúng hay sao? Út quyết định đứng ra gánh vác gia đình, nuôi dạy các con. Sự chịu thương chịu khổ và sự tận bán sớm hôm của Út đã thuyết phục được người vợ lớn và các con. Chẳng biết từ lúc nào, người vợ lớn đã giao quyền cho Út mọi việc, kể cả việc định vợ gả chồng cho các con, và các con cũng tự thay đổi tiếng dì Út bằng tiếng mẹ trìu mến. 30 mấy năm vất vả, hy sinh tất cả cho con, giờ đây Út cảm thấy được bù đắp vì được sống vui vẻ, hạnh phúc với 7 đứa con và đàn cháu nội ngoại đông đủ, mặc dù Út chỉ duy nhất sinh ra một lần. Chuyện đời của Út chính là cuộc đời của mẹ. Con là đứa con gái út của người vợ lớn mà mẹ làm vú nuôi con từ lúc 4 tuổi. Đứa con gái ruột của mẹ theo chồng đi xa. Tình thương của mẹ dành cho các con giờ đây chỉ dồn vào một mình con, vì chỉ còn có con là sống gần gũi nhất với mẹ. Con đau 1 thì mẹ khổ 10. Ngày ấy mẹ ui cút dốt nát nên lầm lỡ, còn con hôm nay có tới 2 người mẹ mà cuộc đời lại khổ đến thế thì mẹ thật không cam tâm. Mẹ mong con hãy suy nghĩ kỹ và quyết định cuộc đời của con bằng trái tim của người mẹ. Đêm ấy, tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho đời mẹ và khóc vì ân hận mình đã sống quá hẹp hòi ích kỷ. Tôi chỉ biết đòi hỏi chồng phải yêu thương và lo lắng cho vợ con mà không nghĩ đến áp lực nặng nề anh ấy đang gánh. Tại sao tôi lại có thể bắt anh ấy chọn lựa giữa vợ con và gia đình của anh? Chính mẹ Út đã khơi dậy trong tôi tình cảm thiêng liêng của người mẹ. Chỉ đến khi được làm mẹ, người ta mới thấm thía trong lòng thương con đến nhường nào. Nếu như 5 năm trước mẹ Út không kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời của mẹ, thì chắc tôi đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Có được mái ấm gia đình như hiện nay, tôi mãi mãi không bao giờ quên ơn sâu và tấm lòng nhân hậu cao cả của mẹ Út. Nguyễn Thị Thảo, thành phố Hồ Chí Minh. Đọc câu chuyện trên đây, quý vị cứ suy ngẫm, có phải đời sống con người là biển khổ không? Tất cả mọi người trên hành tinh này đều lấy khổ làm vui, làm hạnh phúc. Đó là một sự vô minh hết sức mà con người ít ai chấp nhận mình vô minh. Nhưng đó là một sự thật điên đảo ngu si của loài người. Có đúng như vậy không quý vị? Đạo Phật dạy, đời người là khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Vậy chúng ta là con người, chứ đâu phải là loài động vật, sao mà không biết, không chịu tư duy, suy nghĩ, có phải đúng như vậy không? Tại sao lại phải cam chịu sống trong biển khổ đau như vậy? Đâu phải sự đau khổ đó không có lối ra. Có lối ra nên mới có những người làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, mà danh từ gọi những bậc đó là A-la-hán. Chúng ta là con người cũng như các ngài, phải dùng dậy chiến đấu với giặc sinh tử, phải làm chủ, không chịu làm nô lệ tay sai của chúng. Mặt trận sinh tử luân hồi là một trận địa rất cam go và ác liệt, nhưng chúng ta quyết định phải giành phần thắng lợi về mình. Vì trước chúng ta đã có những người chiến thắng giặc sinh tử luân hồi này. Họ còn để lại cho chúng ta những tài liệu chiến thuật, chiến lược diệt trừ chúng. Thì làm gì chúng ta lại chịu thua, phải không quý vị? Chúng ta quyết định phải chiến thắng giặc sinh tử luân hồi một cách dễ dàng, không đầu hàng, không khuất phục, không làm nô lệ. Và mãi mãi bắt chước ông cha của chúng ta. Họ đã để lại những gương anh hùng dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không chùn bước một cách gan dạ kiên cường. Gương xưa còn đó, có đúng như vậy không quý vị? Mẹ Út tuy chiến thắng hoàn cảnh ngang trái của mình để đem lại bằng một tình thương yêu mọi người, mẹ Út phải hy sinh cả cuộc sống cá nhân của mình, phải chịu trăm cay ngàn đắng mới thu phục được lòng tin và yêu thương của mọi người thân trong gia đình. Sự êm thấm yên vui trong gia đình hôm nay có được là nhờ một lòng hy sinh cao cả. Nhưng mẹ Út vẫn chạy lanh quanh trong dòng khổ đau của quy luật nhân quả sai khiến, từ cái khổ này đến cái khổ khác, chứ không có lối thoát ra. Mẹ Út điên đảo tưởng rằng mình đã hy sinh như vậy thì sẽ được bù đắp bằng tình yêu thương của con cái là hạnh phúc an vui. Nào ngờ trong tình yêu thương của con cái thì mẹ Út lại phải gánh chịu những sự đau khổ của con cái khác nữa. Cho nên con người đi tìm hạnh phúc an vui mà đi tìm trong đường luân hồi tình yêu thương trai gái, là đi tìm cái mơ mộng, cái hảo quyền, cái bóng dáng, chứ không bao giờ con đường đó có chân hạnh phúc an vui được. Kết luận và áp dụng. Khi một người hiểu biết các pháp trên thế gian này là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì hãy buông xuống hết, buông xuống hết. Chỉ có tình thương yêu con người là bất diệt, là thường còn mãi mãi. Vì tình thương sẽ mang đến sự bình an, yên vui cho mình và mọi người, mọi loài sống trên hành tinh này. Các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 16. Họ gặp nhau nhờ có tên của ông là tác giả của một bài báo. Vì thế, bà cố tìm cho được địa chỉ, điện thoại để liên lạc. Tuy nay hai người còn ở cách xa nhau hơn 1000 cây số, nhưng đã gần nhau nhờ có thông tin hiện đại. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả vay nợ tiền kiếp có duyên, nhưng nợ vợ chồng không có. Giải trình án chứng tỏ tình yêu trai gái rất khó quên, nhất là mối tình đầu của người con trai cũng như người con gái. Hình ảnh của hai người tuy lướt qua rất nhanh, nhưng lại ghi sâu đậm trong tâm hồn hai người rất khó quên. Như vậy trai gái yêu nhau là khổ, nên nhà thơ Xuân Diệu nói: yêu là nhớ thẫn thờ qua mây khói. Yêu nhau mà không thành vợ thành chồng, tức là không được gần bên nhau thì khổ biết mấy, khổ vô cùng, phải không quý vị? Cho nên các con may mắn hơn, sớm biết được Phật Pháp, biết được con đường thoát khổ sớm hơn, thì hãy mau mau chấm dứt con đường tình ái giữa trai và gái. Nó không có hạnh phúc gì đâu, toàn là sự đau khổ, toàn là cay đắng gian trưng, vân vân. Sống một mình, biết Phật Pháp tu hành thì tuyệt vời, bởi biết Phật Pháp chân chính là biết Pháp hành ngăn và diệt ác Pháp vào đời sống hàng ngày, thì không có một chướng ngại Pháp nào, một ác Pháp nào, một lời nói nào, một sự việc nào, một tai nạn nào hay một bệnh tật nào làm động tâm quý vị được. Quý vị sẽ làm chủ tâm mình, lúc nào tâm cũng bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Sống một mình biết Phật Pháp thật là tuyệt vời. Không có một niệm nào trong tâm khởi lên làm dao động tâm mình, làm tâm mình phải lo lắng, sợ hãi, làm cho tâm mình phải buồn phiền, thương nhớ, chờ mong, nghi ngờ, vân vân. Sống một mình biết Phật Pháp thật là tuyệt vời. Không có tình yêu trai gái nào xen vào được, vì người biết Phật Pháp là biết tường tận gốc tình yêu trai gái là gốc khổ muôn đời muôn kiếp, là đường luân hồi sinh diệt muôn đời muôn kiếp của loài người. Người biết Phật Pháp dù nam hay nữ thì tình yêu không thể lường gạt họ được, cho nên giữa nam nữ họ chỉ biết thương nhau với tình thương trong sạch, không đi vào tình thương thấp hèn, ô trượt, bẩn thỉu, nhục dục. Họ giúp nhau với tình tương trợ khi cuộc sống gặp khó khăn và tai nạn, bệnh tật, nghiệp báo. Tình yêu thương của họ là tình yêu thương cao thượng trong sạch, vì thế họ thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc của nghiệp báo, nhân quả, luân hồi. Cho nên người thông suốt giáo pháp của Phật là người sống đời sống độc cư, nhưng lại không xa lánh một người nào cả. Độc cư mà không sống một mình, bởi vì họ đồng hành với chân lý vô lậu bằng lối sống có phương pháp dẫn tâm đi vào lộ trình bất động, tự làm chủ thân tâm của mình, không bị giặc sinh tử mua chuộc sai khiến. Câu chuyện trên đây là một tình yêu lén lút vụng trộm che giấu chồng con và vợ con, mặc dù họ đã hơn 80 tuổi đầu, thế mà trong tâm là một điều gian dối. Hành động như vậy là không chung thủy với chồng con, với vợ con. Hơn 55 năm, khi mò tìm ra được địa chỉ thì liên lạc với nhau, tỏ ra mối tình đã ôm ấp chôn chặt từ lâu. Thật đáng trách cho lòng dạ con người vô liêm sỉ. Việc làm của họ về đạo lý Đông Phương thì người có đạo đức không ai chấp nhận. Ở đời nhiều con người sống lãng mạn, quá quan trọng tình yêu thương trai gái, một thứ tình yêu thương mà người hiểu biết chánh pháp và hướng về chân lý của Phật giáo thì người ta quá sợ hãi. Nghe nói đến tên tình yêu trai gái là người ta khiếp đảm như trẻ con sợ ma trong bóng đêm. Chúng ta hãy yêu thương nhau trong tình yêu thương cao thượng, trong tình yêu thương trong sạch, thoát ra khỏi tình yêu thương nhục dục thấp hèn của gia đình chồng vợ. Vì tình yêu thương đó, nó thường mang lại sự khổ đau cho mình, cho nhiều người. Chúng ta hãy yêu thương nhau trong tình yêu đa hướng, nhắm đến sự thanh cao trong sạch, tương thân tương ái mãi mãi. Con người yêu thương con người, bất cứ người nào, và con người yêu thương muôn loài vạn vật, và mãi mãi yêu thương mọi sự sống, mọi sự bình an hạnh phúc, an vui trên hành tinh này. Hãy gạt bỏ tình yêu thương trai gái trên đạo lộ sinh tử luân hồi, thì mới mong thoát khổ của kiếp làm người. Kết luận và áp dụng. Trên đời này chỉ có tình yêu thương chân thật, hồn nhiên, vô tư, trong trắng thì mới cao quý. Cho nên trai gái yêu thương nhau với tình yêu thanh cao, trong sạch đó thì đừng đi sang qua một lĩnh vực tình nhục dục. Vì tình nhục dục là một thứ tình yêu đau khổ, nó thuộc về nhân và quả. Mà nhân quả thì các con đều biết, toàn là mọi sự khổ đau. Muốn thoát ra mọi sự khổ đau thì chỉ có tình thương yêu đa hướng, tức là yêu thương tất cả, chứ không riêng yêu thương cho một người nào. Vì người nào cũng có sự sống bình đẳng như nhau, nên yêu thương tất cả là đúng. Các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 17. Họ đã nói chuyện với nhau nhiều, trút cho nhau những bầu tâm sự mà từ khi yêu cho đến nay chưa thổ lộ với ai bao giờ. Hơn nửa thế kỷ giấu kín một tình yêu ôm ấp mãi trong lòng. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: tình yêu là do duyên nhân quả tiền kiếp. Giải trình án: hơn nửa thế kỷ tình yêu thương trai gái, bây giờ mới có dịp trút bầu tâm sự, trong lúc tuổi tác sắp đi vào lòng đất lạnh mà còn gắn bó yêu đương. Ghê thật lòng dạ con người. Có chồng, có vợ, có con, có cháu chiếc chắc như vậy, mà tình cảm trai gái lúc thuở ban đầu không chịu bỏ xuống như cụ Nguyễn Du đã nói. Khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan. Nếu quả thật tình yêu cao thượng và chung tình chung thủy thì ông đừng có vợ và bà đừng lấy chồng. Còn ở đây, bà có chồng và ông có vợ, rồi cả hai đều có con cháu chích chác đông đảo, mà còn gợi thương gợi nhớ với nhau. Thật là lãng mạn không ai tưởng nổi với hai ông bà cụ này. Với tuổi tác gần đất xa trời mà tình yêu thương trai gái còn nóng bỏng như thuở còn thanh niên, trải qua gần hết một cuộc đời người mà không thấy đời sống con người khổ sao? Không thấy tuổi tác sắp tàn tạ còn gì nữa mà yêu với thương? Lại còn không thấy bây giờ mình đã là cụ ông cụ bà sao? Cuộc đời khổ là một bài học thực tế. Vậy sao hai cụ chưa hiểu tình yêu thương trai gái là con đường khổ đau của kiếp làm người, mà cũng chính con đường ấy là con đường độc lộ sinh tử luân hồi như trên đã thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhất là lộ trình này thường đi theo nghiệp lực nhân quả, nên chúng đã điều khiển vạn vật sinh diệt mãi mãi muôn đời muôn kiếp để trả vai theo luật nhân quả. Nỗi thương nhớ khổ đau trong tình yêu trai gái không thành vợ thành chồng của ông cụ bà cụ này thật là một tình trường đau khổ. Yêu mà không dám thổ lộ cho ai biết, chỉ ôm ấp trong lòng, ngày ngày thăm dò tin tức nhưng vẫn bạc. Cho nên ông cụ bà cụ luôn nghĩ rằng chắc người yêu đã hy sinh cho tổ quốc, cho nên ông cũng mạnh dạn lấy vợ, và bà cũng không còn hy vọng nên đã lấy chồng. Như vậy rõ ràng tình yêu thương gia đình và bổn phận chứ không còn nghĩa chung tình chung thủy. Họ sống với nhau chỉ là bổn phận chồng hay vợ, để chia sẻ cuộc sống cùng nhau gánh vác, chứ nói tình yêu thương gắn bó chung tình chung thủy trong cuộc sống lứa đôi thì không có. Xét như vậy, chúng ta thấy rất rõ tình yêu thương trai gái thanh cao trong sạch, không chút bận nhơ trong tình dục dục, thì tình yêu ấy rất tuyệt vời. Nhưng không khéo thì nó trở thành tình yêu thương lãng mạn, mang tính chất sầu khổ thương đau. Như trên đã nói, tình yêu thương nào cũng là tình yêu trong đau khổ, vì đó chỉ là tình yêu thương nhất hướng. Nếu không làm khổ mình thì làm khổ người hoặc làm khổ cả hai. Chúng ta là những đệ tử của Phật, nên chúng ta phải sáng suốt và cân nhắc kỹ lưỡng hơn, phải sống yêu thương trong tình yêu thương không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thì đó mới chính là tình yêu thương cao thượng trong sạch, thì đó mới là tình yêu thương từ bi của con đường Phật giáo đã dạy chúng ta. Và chính chúng ta lúc nào cũng nên ghi nhớ để sống đúng, làm đúng thân hành, ý hành, khẩu hành, đạo đức nhân bản, nhân quả. Con đường đau khổ của kiếp làm người. Theo luật nhân quả thì con người không ai thoát ra khỏi quy luật tình yêu trai gái, ngoại trừ những người học Phật Pháp và tu tập chứng quả vô lậu, thì họ mới có thể làm chủ và điều khiển quy luật này. Chỉ có đạo Phật mới nhìn thấu suốt được con đường tình ái, tức là con đường tình yêu thương trai gái, là con đường đau khổ dẫn đến luân hồi tái sinh muôn vạn kiếp. Cho nên một người tu theo đạo Phật mà chưa thông suốt tâm ái dục này là chưa thông suốt Phật giáo. Bởi Phật giáo ra đời vốn chỉ dạy cho con người hiểu rõ nguyên nhân khổ đau của con người là cái gì. Chân lý tập đế không phải là ái dục sao? Ái dục không phải là con đường tình yêu thương trai gái sao? Đối với đạo Phật, trai gái yêu nhau là một sự khổ đau. Người tu sĩ Phật giáo họ yêu thương mọi người, mọi loài bình đẳng như nhau. Vì thế họ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Từ tình yêu trai gái, nó không dừng ở đó, mà nó đòi hỏi đi xa hơn. Đó là tình yêu thương nhục dục. Từ tình yêu thương nhục dục mới khiến con người làm ra biết bao nhiêu tội ác. Có thể làm cha mẹ vẫn giết con như thường mà báo chí thông tin. Những bà mẹ trẻ nạo móc bỏ thai nhi. Ai có vào bệnh viện Từ Dũ thì sẽ rõ, ngày nào cũng có người nạo móc thai nhi. Thật là đau xót vô cùng. Nỗi đau không những của riêng ai. Còn nếu để nuôi lớn thì bụng mang dạ chữa. Đó cũng là một cách khổ sở vô cùng. Rồi đến khi sinh nở phải chịu khổ đau tận cùng. Do đó người ta cầu khẩn trời Phật gia hộ, mẹ tròn con vuông. Từ đó câu này trở thành câu tục ngữ. Thật sự trong đời này, người ta thường nhắn nhủ người phụ nữ rất chí tình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Những câu ca dao tục ngữ như vậy thường nói cái khổ của người phụ nữ trên tình yêu ái dục. Trên tình yêu ái dục, người phụ nữ phải gánh chịu trăm ngàn khổ đau. Từ tình yêu đi đến hôn nhân, người phụ nữ phải chiều chuộng chồng con, phải quần quật nặng gánh chuyện nội trợ, rồi những chuyện nghịch ý không cùng một quan niệm sống, nhưng phải thầm lặng chịu đựng để làm vui cửa vui nhà, chứ nào có thật sự vui đâu. Vả lại khi có chồng rồi, không được tự do như lúc chưa có chồng. Khi có chồng mà tiếp giao với một người khác phái trang lứa tuổi như mình, thì coi chừng chồng ghen tuông. Ghen tuông thì khó thể nào tránh khỏi bạo lực gia đình. Nếu bạo lực gia đình không xảy ra, thì gia đình cũng lục đục, cơm không lành, canh không ngon, không làm sao tránh khỏi. Khi xảy ra bạo lực gia đình, thì có thể đi đến ly dị. Tất cả những điều khổ đau này, người phụ nữ phải lãnh đủ cả mọi sự khổ. Nếu khép mình làm người vợ tốt trong gia đình thì được yên thân, nhưng không an thân đâu quý vị ạ. Rồi đây bụng mang dạ chữa, nặng nhọc trăm bề khổ sở, cho đến ngày sinh nở, một chết một sống, vô cùng đau đớn. Như vậy chưa hết khổ đâu, phải suốt 3 năm nuôi con cho bú mốm, tam niên nhũ bộ, phải chịu dơ chịu bẩn, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Rồi khi con đau ốm bệnh tật thì mẹ khổ trăm bề. Vốn con người có sức chịu đựng giỏi trong mọi khổ đau, để tuân theo quy luật nhân quả trả vai. Như vậy chúng ta truy ra nguyên nhân sinh ra muôn vàn đau khổ của người phụ nữ, không phải là tình yêu trai gái sao? Đúng là tình yêu trai gái là nguyên nhân sinh ra muôn vàn sự khổ đau. Vậy sao người ta lại yêu nhau? Lại còn gọi người có tình yêu thương trai gái gắn bó là người có quả tim vàng. Chỉ mê, theo chúng tôi nghĩ, không có quả tim vàng mà có tràn đầy quả khổ đau của kiếp người. Chỉ có những người không biết mới chấp nhận tình yêu trai gái không quên mới gọi là quả tim vàng. Tại sao con người không thông minh nhận ra đâu là con đường khổ, đâu là con đường không đau khổ? Chỉ mê mờ ham muốn chạy theo những phút tri hoang sắc dục của tình yêu trai gái mà phải gánh chịu suốt cả một đời người trăm cay muôn ngàn dạng khổ đau. Biết tình yêu trai gái là trăm cay muôn vạn sự khổ đau, sao mọi người không dừng lại mà cứ lao thẳng vào, để rồi như con cá mắc cạn trên khô, thật là tội nghiệp. Đức Phật xác định con người là vô minh, tức là con người thiếu sự hiểu biết quy luật nhân quả. Nhưng khi đã chỉ dạy cho họ hiểu biết, giác ngộ được tình yêu trai gái là con đường khổ, con đường tái sinh luân hồi, thế mà họ vẫn không dừng lại, là cớ sao vậy? Biết rõ nơi đó là hang hùm, rắn độc, nơi đó sẽ giết hại và làm đau khổ con người. Thế mà mọi người vẫn chui vào hang hùm, đùa giỡn với rắn độc. Nhưng khi bị hùm ăn, rắn độc cắn, thì than thân trách phận, kêu trời kêu Phật. Thật là đáng thương, nhưng biết làm sao khuyên và giúp họ. Bởi vì mỗi người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay thế cho mình được. Đây là lời nhắn nhủ của Đức Phật đã dạy cách đây 2551 năm. Nhưng giá trị lời nói này mãi mãi không mờ phai trong lòng người. Kết luận và áp dụng. Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy các con còn có những gì mà không buông xả cho sạch? Chỉ còn duy nhất là tâm bất động trước ác pháp và cảm thọ. Đó là một trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Hãy cố gắng lên các con ạ. Đời là vô thường, có ai sống mãi với chúng ta đâu. Rồi đây mọi người đều theo nghiệp thiện ác mà đi tái sinh luân hồi. Vậy còn gì nữa mà chúng ta không buông xuống cho thật sạch, phải không các con? Đoạn 10. Bà cố vượt qua nỗi buồn tê tái trong lòng mình, nhưng rất vui vẻ lạc quan. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức vượt qua nhân quả ý hành. Giải trình án: vốn con người có sức chịu khổ, khi chịu đựng những sự khổ đau thì gọi là vượt qua. Nhưng bảo rằng tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, là không khổ đau là không đúng. Bởi nói đến gia đình là nói đến mọi sự khổ đau đều tập trung nơi đó. Thế mà con người ít ai tránh khỏi. Con người cứ trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, như một điệp khúc khổ đau lặp đi lặp lại mãi mãi, từ đời này đến đời khác không bao giờ dứt. Đúng vậy, quy luật nhân quả sinh tồn của muôn loài trên hành tinh sống này duy nhất chỉ có con đường này. Con đường này gọi là con đường tái sinh luân hồi, như trên đã nói. Muốn chấm dứt tái sinh luân hồi thì tình yêu trai gái sắc dục phải chấm dứt. Nếu không chấm dứt con đường đau khổ này thì loài người mãi mãi phải chịu khổ đau muôn đời muôn kiếp. Khi yêu thương nhau cách xa thì khổ đau, gần nhau thì lời qua tiếng lại cũng khổ đau. Khi yêu thương nhau, bệnh đau phải chăm sóc cho nhau cũng khổ đau. Khi yêu thương nhau, thấy ai thân mật với người mình yêu thương thì sinh tâm ghen tuông, tức giận hay buồn phiền, đó là những sự khổ đau. Khi có con có cháu, nếu có đứa nào bệnh tật hay chết thì nỗi khổ đau lại chồng chất lên nhau suốt từ năm này đến năm khác. Nói đến gia đình, ai cũng tưởng nó hạnh phúc, nhưng nào ngờ gia đình là cảnh địa ngục trần gian, gia đình là con đường sinh tử luân hồi. Người có trí hiểu biết gia đình là nghiệp báo theo quy luật nhân quả trả dai từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên gia đình là cái rọ để nhốt mọi người cùng chung nhân quả, để gắn bó cùng chịu khổ đau. Chính con đường sinh tử luân hồi cũng là nơi đây như trên đã nói. Vì vậy nó là con đường đau khổ nhất trên hành tinh sống này. Thế mà mọi người đang sống trên hành tinh này đều nghĩ tưởng gia đình là hạnh phúc. Nhưng khi bước vào thành lập gia đình thì hạnh phúc đâu không thấy, chỉ toàn thấy muôn vàn thứ khổ đau. Từ những khổ đau này đến những khổ đau khác, khổ đau triền miên. Cho đến khi xuôi hai tay đi đất lạnh thì lại tiếp tục tái sinh. Như vậy làm sao hết khổ được? Bởi vậy, ai là người hiểu được con đường tình yêu trai gái đầy gian truân khổ ải này? Và chính ai là người đã vượt ra khỏi con đường này? Ôi, con đường nhiều cay đắng và chông gai. Từ xưa đến giờ, ai cũng lầm lạc tưởng là trai gái yêu nhau đi đến hôn nhân là hạnh phúc. Nhưng nào ngờ đó là một lộ trình mở ra để đưa con người đi vào nghiệp tái sinh luân hồi, vô vàn muôn sự khổ đau. Kết luận và áp dụng: vượt qua nhân quả chỉ là một lời nói suông. Vậy bằng cách nào để vượt qua nhân quả? Phải có phương pháp, phải có sự tập luyện. Vượt qua nhân quả có nghĩa là làm chủ nhân quả. Muốn làm chủ nhân quả thì duy nhất chỉ có tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Muốn được tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì các con phải triển khai tri kiến giới luật đức hạnh, nhân bản, nhân quả. Hằng ngày sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh bằng đức hiếu sinh đa hướng. Bất cứ một ác pháp nào xảy đến đều phải đem lòng yêu thương và tha thứ. Có thực hiện tâm như vậy thì mới tìm thấy sự bất động của tâm. Sự bất động của tâm chính là sự vượt qua nhân quả, hay còn gọi là làm chủ nhân quả. Các con nên nhớ lời dạy này, chính nó là lời vàng từ kim khẩu Đức Phật đã dạy trong Tạng Kinh Nikaya. Đoạn 11. Săn sóc ông chồng vô cùng chu đáo, bà lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, lo từng giấc ngủ khi thấy chồng trở mình. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức tránh nhiệm bổn phận hiếu sinh ý hành, thân hành. Giải trình án: đọc đoạn văn trên đây, chúng ta mới thấy hai chữ bổn phận và trách nhiệm của người vợ, người mẹ thật là trăm ngàn thứ khổ. Phải lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, phải lo sao cho giấc ngủ chồng con yên ổn khi trở mình. Như vậy, người phụ nữ làm hết trách nhiệm và bổn phận của mình có khổ không quý vị? Bởi vậy, một người sáng suốt soi rọi lại cuộc sống của mình mới thấy cuộc sống gia đình là địa ngục. Còn ai cho nó là thiên đàng hạnh phúc thì đó không thực tế, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bởi vậy người đi tìm sự bình an hạnh phúc trong lứa đôi thì không bao giờ có chăng cũng chỉ là giấc mơ, nhưng khi choàng tỉnh là một sự đau khổ ê chề. Tình yêu trong đôi lứa là miếng mồi dụ mọi người lọt bẫy xa lưới, để rồi chỉ còn biết chịu đựng cho hết cuộc đời mà thôi. Nhưng không rõ nó thì kiếp khác lại cũng tái diễn như vậy, nghĩa là khổ đau rồi lại tiếp tục khổ đau mãi mãi. Tình yêu lứa đôi là một định luật đau khổ của loài người muôn đời muôn kiếp, mà loài người mê muội nên xây dựng một nền tảng hạnh phúc ảo tưởng. Vì thế nó trở thành một truyền thống duy trì nòi giống. Con người duy trì nòi giống trong lộ trình đau khổ, mà không tìm một lộ trình duy trì nòi giống qua con đường không đau khổ. Có một con đường duy trì loài người mà không phải là con đường lứa đôi, vạn vật được hợp duyên để sinh ra có 4 cách. 1. Thấp sinh là những sinh vật sinh nơi ẩm thấp. 2. Noãn sinh là những sinh vật sinh ra trứng, từ trứng mới nở thành con. 3. Thai sinh là những sinh vật sinh ra bằng con. 4. Hóa sinh là những sinh vật sinh ra bằng cách tự hợp các duyên tạo thành ra con người. 3 loại sinh đầu tiên đều phải hợp duyên, sinh ra bằng quy luật nhân quả âm dương, tức giống đực và giống cái. Dù là cây cỏ cũng phải qua quy luật này. Còn loại sinh thứ tư thì không qua quy luật nhân quả âm dương, mà bằng tứ thần túc hợp duyên theo ý thức điều khiển pháp hướng tâm. Như vậy, con người muốn sinh nơi không đau khổ, nơi thanh tịnh, thì chỉ có sinh nơi hóa sinh. Hóa sinh ở đây không có nghĩa là biến hóa như mọi người tưởng tượng, dùng thần thông biến hóa, hoặc hóa sinh như con sâu bướm. Sâu bướm mọc cánh, mọc chân thành con bướm, rồi bướm giao hợp sinh ra trứng, trứng nở ra ấu trùng, tức là con sâu. Con sâu lần lớn lên, mọc cánh, mọc chân thành lại bướm. Do không hiểu, các nhà đại thừa cho đó là hóa sinh. Như trên đã nói, bướm giao hợp mới sinh ra trứng. Như vậy là bướm sinh ra bằng con đường noãn sinh. Từ sâu thành bướm là sự phát triển của con bướm, chứ không phải hóa sinh. Một người tu hành đúng chánh pháp của Phật, tâm tham, sân, si, mạn, nghi đã xa lìa và diệt hẳn, nên không còn tái sinh theo 3 con đường tháp sinh, thai sinh và noãn sinh. 3 con đường đi tái sinh này do nghiệp lực nhân quả tương ưng chiêu cảm, chứ con người không có quyền điều khiển sự tái sinh này. Vì thế, trai gái yêu nhau là một quy luật nghiệp báo của nhân quả, mà tất cả các loài hữu tình hay vô tình đều bị lực hút tương ưng đi tái sinh, chứ không người nào có được quyền làm chủ tái sinh luân hồi. Vì thế, người nào muốn làm chủ tái sinh luân hồi thì phải tu hành chứng quả A-la-hán. Người chứng quả A-la-hán mới có tứ thần túc. Nhờ có tứ thần túc, con người mới đủ năng lực hợp các duyên rồi mới hóa sinh. Nhưng đối với người tu chứng quả A-la-hán, họ lại không bao giờ hóa sinh. Khi bỏ thân nghiệp tứ đại này, họ sẽ vào niết bàn vĩnh viễn. Vì hóa sinh vẫn còn mang thân tứ đại, mà thân tứ đại là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi phải chịu luật vô thường. Vì thế, người tu chứng quả A-la-hán không ai còn muốn tái sinh trở lại đời này nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói, ta chỉ còn một đời này nữa mà thôi. Có người bảo rằng, nếu ai cũng tu hành chứng quả A-la-hán hết, thì trên hành tinh này sẽ không còn có con người nữa. Lời nói này không đúng, vì loài người không thể chấm dứt trên hành tinh này được. Khi môi trường sống vẫn còn, thì luật nhân quả vẫn còn chi phối vạn vật. Cho nên luật nhân quả vẫn còn, thì quy luật sinh diệt của nhân quả vẫn còn. Mà quy luật nhân quả sinh diệt vẫn còn, thì tái sinh luân hồi phải theo 3 đường, thấp sinh, thai sinh và noãn sinh. Kết luận và áp dụng. Làm người ai cũng có trách nhiệm và bổn phận, nhưng trách nhiệm và bổn phận của mỗi người, dù nam hay nữ, đều phải sống có đạo đức. Nhờ sống có đạo đức mới đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho mọi người và cho mọi vật. Vì vậy các con nên biết, chính trách nhiệm và bổn phận đạo đức của con người là trên hết, không có trách nhiệm bổn phận nào ngoài đạo đức các con ạ. Con người lấy đạo đức làm cuộc sống là trách nhiệm và bổn phận đúng đắn nhất, cho sự sống trên hành tinh này. Đoạn 12. Đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo nhiều đời. Giải trình án. Đoạn trên đây nói đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Đời sống con người nghe nói câu này cho là hạnh phúc, nhưng không đâu quý vị ạ. Quý vị cứ xem xét, đôi vợ chồng có duyên nợ ăn đời ở kiếp, đó là một điều người ta tưởng rằng tốt của cuộc đời, mà mọi người ai cũng mong muốn được như vậy. Nhưng xét cho cùng, hai người sống chung nhau như vậy, họ có rất nhiều sự đau khổ, chỉ vì họ không lưu ý mà thôi, chứ lưu ý họ sẽ thấy rõ hơn. Nếu hai vợ chồng ly dị chia lìa, họ sẽ có những sự đau khổ trong ly dị chia lìa. Còn không ly dị chia lìa, họ lại có những điều không khổ trong không ly dị chia lìa. Cho nên Đức Phật dạy, đời là biển khổ. Nhưng mấy ai lưu ý, cứ khổ mặc khổ, nên luôn luôn lúc nào cũng sống trong khổ, ngày nào cũng khổ, giờ nào cũng khổ. Mọi người lấy cái khổ làm niềm vui. Vui trong đau khổ là vui chỗ nào đó quý vị? Bởi vui và khổ là hai mặt của cuộc đời. Có vui thì không có khổ, có khổ thì không có vui. Cho nên nói lấy khổ làm vui là không đúng. Nhưng chấp nhận chịu đựng khổ để sống thì đúng. Cười ra nước mắt, đó là cuộc sống của con người. Người ta thường bị tâm mình lừa gạt đời sống lứa đôi là hạnh phúc. Vì thế họ không biết, không thấy đời là khổ đau, là con đường tái sinh luân hồi. Nên trai gái lớn lên đều bắt đầu yêu thương nhau để chịu khổ, để làm tất cả tội ác. Người ta gọi là hạnh phúc, chứ nào tìm đâu ra hạnh phúc. Chúng ta phải biết con đường trai gái yêu nhau là con đường đau khổ nhất của cuộc đời. Lời nói này có đúng không quý vị? Quý vị cứ nhìn xem có đôi vợ chồng nào là hạnh phúc thật đâu. Chỉ là ảo tưởng, từ cái khổ này chưa dứt sẽ tiếp nối cái khổ khác, khổ chồng lên lớp lớp trùng trùng. Ví dụ, khi còn sống độc thân chưa lập gia đình, thì khi đau chỉ có một mình, thì cái khổ cũng chỉ có một mình. Còn khi có hai người, thì chồng đau hay vợ đau, thì cả hai người đều khổ. Người đau cũng khổ, người không bệnh đau cũng khổ. Khổ vì lo rầu, khổ vì phải chăm sóc thuốc thang cho người bệnh, do đó ăn không ngon, ngủ không yên, vân vân. Tất cả những điều này không phải khổ sao? Khi còn độc thân, chỉ có một ý kiến nên không có sự tranh cãi bất đồng. Nhưng khi có hai người thì lại có hai ý kiến. Có hai ý kiến thì có sự bất đồng ý, mà có sự không đồng ý là có sự tranh cãi, mà có sự tranh cãi là không có sự bằng lòng, không có sự bằng lòng là có sự phiền não tức giận. Có sự phiền não tức giận là có sự đau khổ, phải không quý vị? Khi sống độc thân thì không có sự sinh con đẻ cái. Sinh con đẻ cái không phải là sự đau khổ sao? Để minh chứng sự đau khổ của tình yêu lứa đôi qua bài Ước Mơ. Hai chữ ước mơ tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi con người. Sống trên đời, ai cũng lựa chọn cho mình một ước mơ để vững bước trong cuộc sống và định hướng tốt đẹp cho tương lai. Nhưng ước mơ không chỉ đơn thuần là làm thế nào để có nghề nghiệp ổn định cho riêng mình, mà còn là khát vọng và mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc. Hồi nhỏ khi nhắc đến ước mơ là tôi lại mong sao có một ngày nào đó có thể được bay lên bầu trời để tận mắt thấy những vì sao, được thấy chị Hằng trên cung trăng. Nhưng dần lớn lên, tôi mới biết đó chỉ là ảo tưởng. Và giờ đây, ước mơ lớn nhất của tôi là được sống trong một gia đình hạnh phúc. Có lẽ đối với tôi như thế là quá đủ rồi. Sinh ra, tôi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và chị tôi. Tôi nghĩ số phận của mình quá may mắn. Nhưng càng lớn lên, tôi mới hiểu rằng mặc dù được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, nhưng cuộc sống gia đình tôi không được hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, cứ tối đến ba mẹ tôi cãi nhau. Có khi vì bố tôi uống rượu say về phá tung đồ đạc. Mỗi lần như thế là hai chị em tôi chỉ biết khóc, không dám can ngăn. Cứ như thế tuổi thơ trôi qua trong những nỗi đau về tinh thần. Nhưng cha mẹ tôi không biết, họ cho rằng cuộc sống như vậy đã đủ với chị em tôi. Có những đêm tôi khóc thầm, mong sao cha mẹ có thể hiểu được tâm trạng của tôi và van họ đừng tiếp tục cãi nhau nữa. Nhưng có lẽ sự thật quá bất công. Tôi mong sao mình có thể biến thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời. Có lẽ như vậy thì tôi không phải nghe cha mẹ xích mích cãi nhau, và tôi không phải khóc nữa. Nước mắt rồi cũng có ngày khô cạn, và đôi khi nước mắt không thể giải quyết được sự việc. Tôi biến thành một vì sao hay một vật vô tri nào thì đó cũng chỉ là ảo ảnh. Giờ đây tôi đã lớn, thời gian đã trôi qua, tất cả vạn vật đã thay đổi, nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn là con số không. Nhiều lúc tôi tự nghĩ tại sao cái ước mơ nhỏ bé đó lại không thể trở thành hiện thực. Tại sao những bậc làm cha làm mẹ không nghĩ rằng những sự việc mà họ làm đã gây tổn thương chính con của họ? Người ta thường nói, tôi sẽ không lo nghĩ, tôi sẽ không mơ tưởng những ý nghĩ kỳ quái mà chính tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy tôi đã lớn, nhưng một khi vào nhà các bạn chơi, thấy cha mẹ bạn thật hạnh phúc, tôi lại muốn khóc. Nhưng khóc để làm gì, khi sự thật không thể thay đổi, mặc dù nước mắt tôi đã cạn khô. Nguyễn Thị Thu Thảo. Đọc qua đoạn văn trên, chúng ta xét thấy tình yêu trai gái đâu có gì là hạnh phúc, mà toàn là khổ đau. Đứng bên ngoài tưởng là thiên đàng, không ngờ khi bước chân vào mới thấy đó là địa ngục. Địa ngục không của riêng ai, có đúng không quý vị? Con người vì tâm ái dục làm mê mờ lý trí, nên cứ ngỡ tưởng trai gái yêu nhau là hạnh phúc. Yêu nhau mà cha mẹ đôi bên không bằng lòng thì đó là nỗi khổ đau vô cùng vô tận của trai gái. Còn yêu nhau mà cha mẹ đôi bên chấp nhận thì lại có cái khổ khác, cái khổ của sự ràng buộc hôn nhân của cả hai gia đình cha mẹ đôi bên. Đó là một chùm nhân quả khổ đau. Cái gì đến rồi phải đến theo trình tự của nghiệp báo nhân quả mà con người không thể làm chủ và lường trước được. Chỉ có đương đầu và chịu đựng đời đời kiếp kiếp, nối tiếp nhau mãi mãi như ngọn đuốc. Ngọn đuốc này vừa tắt thì ngọn đuốc khác tiếp nối cháy lên vô lượng kiếp khổ đau. Kết luận và áp dụng. Nhân quả nghiệp báo như các con đã học, nó không tha cho một người nào cả khi các con làm điều ác. Vì biết rõ nhân quả nghiệp báo như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày các con phải cẩn thận. Mỗi việc làm, lời nói phải suy nghĩ chín chắn rồi mới làm và nói, chứ không được dục ăn, dục nói như trước kia nữa. Các con đã học đạo đức thì phải áp dụng đạo đức vào cuộc sống để không có nhân quả nghiệp báo nào tác động các con được. Các con nên nhớ kỹ lời dạy này. Đoạn 13. Năm nay tuy tuổi đã xấp xỉ gần 80, nhưng bà lại gặp một tin vui bất ngờ. Sau 55 năm, bà tìm được địa chỉ của người mình mong đợi. Người bà yêu không ai khác là bạn học cùng trường. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo tình yêu trai gái ý hành. Giải trình án: từ lúc tuổi còn trẻ, bây giờ tuổi đã 80, thế mà tình yêu vẫn chôn chặt trong lòng, chưa dám hở môi nói với ai, ngay cả chồng con cũng chẳng dám thổ lộ. Như vậy, tình yêu thương trai gái thuở ban đầu đã ghi đậm vào tâm hồn một nỗi lòng thương nhớ không quên. Nguyễn Du nói: nỗi riêng riêng những bàng hoàng, khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan. Tuy đã có chồng con cháu chích chà chắc, nhưng mỗi khi nửa đêm canh khuya thanh vắng còn lại một mình thì lại nhớ mối tình đầu năm xưa. Khi nhớ nhau làm sao tâm hồn không ray rứt. Bởi vậy tình yêu thương trai gái là khổ. Tình yêu thương ấy là tình yêu thương lãng mạn. Nguyễn Du đã nói đến sự đau khổ day dứt của tình yêu ấy bằng câu thơ rất hay và rất đúng tâm lý con người: dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Bà cụ già này cũng vậy, trên 55 năm, có chồng con cháu chích chà chắc, thế mà mối tình đầu vẫn chưa tan. Một nỗi nhớ thương đeo đẳng cho đến khi chết, tình yêu của bà cũng không quên. Đúng là bà, người rất chung tình, nhưng đối với chồng thì bà không phải là người chung thủy. Khi chưa có chồng có vợ, còn là một cô gái, một chàng trai thanh niên thì yêu thương người nào cũng được, nhưng không nên yêu thương những người có vợ hay những người có chồng, vì yêu thương như vậy là phá hoại gia đình và làm tan cửa nát nhà người khác. Trai gái yêu thương nhau cũng phải cẩn thận lựa chọn, chứ không phải đụng đâu yêu thương đó. Nhưng dù sao tình yêu trai gái có chọn lựa hay không chọn lựa, nó vẫn là con đường đau khổ của loài người. Không yêu thương là thoát khổ, là chấm dứt tái sinh luân hồi. Không yêu thương trai gái là làm chủ nghiệp báo nhân quả. Sống trong cuộc đời mà ra khỏi cuộc đời, không còn mọi sợi dây ái kiết sử vô hình trói buộc. Hạnh phúc thay cho những ai thoát khỏi tình yêu thương trai gái. Thoát khỏi tình yêu thương trai gái là thoát khỏi quy luật nhân quả. Hạnh phúc thay cho những ai biết trai gái yêu nhau là con đường dẫn đến tái sinh luân hồi, khổ đau muôn kiếp. Hạnh phúc thay cho những ai có đầy đủ nghị lực và ý chí kiên cường, vượt thoát sự cám dỗ của tình yêu thương trai gái. Hạnh phúc thay cho những ai sống trong đời người mà không bị nghiệp đời ràng buộc. Kết luận và áp dụng. Các con nên nhớ, tình yêu thương giữa trai gái là tình yêu thương tốt đẹp, nhưng phải dừng tình dục dục. Vì tình dục dục là con đường đau khổ không riêng gì của người nào. Vì người nào bước chân vào tình dục dục thì không có người nào thoát khổ. Cho nên các con, các cháu là những thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ cần phải cảnh giác tình dục dục. Nó là một loại dục ích kỷ, cá nhân, thường xâm chiếm làm hư hoại tình yêu thương trong sạch, vô tư và thanh cao của con người. Các con hãy nhớ lấy lời dạy này. Đoạn 14. Tình yêu chớm nở thì người bà yêu đã theo tiếng gọi của tỉnh nhà vào quân đội để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công. Người thanh niên đó đi từ chiến trường này sang chiến trường khác, chuyển từ công tác này sang công tác nọ. Khi ở trong nước, khi được đi học nước ngoài, cũng bôn ba khắp nơi. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo có duyên không nợ. Giải trình án: nhân duyên nghiệp báo của tiền kiếp có yêu nhau mà không có duyên nợ nhau để thành vợ thành chồng, rồi mỗi người phải đi mỗi ngã. Như nhà thơ Thế Lữ nói: anh đi đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, chẳng muốn trong mong sum họp lại, bận lòng chi nữa lúc chia phôi. Tình yêu trai gái là đau khổ như vậy. Thơ văn người xưa cũng như người nay đều nói lên lòng đau khổ của tình yêu trai gái như đoạn thị điểm: ngoài đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn xanh, đưa chàng lòng giặc giặc buồn, bộ không bằng ngựa, thủy không bằng thuyền. Hay nước trong chảy lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây. Huy Cận: sóng gợn Trường Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước sông sông, thuyền về bến cũ sầu muôn ngã, củi một cành khô lạc mấy dòng. Tình yêu trai gái mới chỉ bắt đầu mà còn đau khổ như vậy, huống là đã thành vợ thành chồng thì còn biết bao nhiêu sự đau khổ, phải không quý vị? Vì vậy ai dám bảo tình yêu trai gái là hạnh phúc? Nhìn thế gian này con người quá điên đảo, lấy khổ đau làm hạnh phúc an vui. Vì thế không có người nào thoát khỏi tình yêu thương trai gái và chồng vợ. Thậm chí như trong bài học này, một bà lão 80 tuổi gần đất xa trời, thế mà vẫn còn sống lãng mạn yêu thương như cô gái mới 18 xuân thị. Được biết địa chỉ của người yêu trong tuổi học trò thì mau mau tìm cách liên lạc để tỏ tình với nhau. Thật là chung tình. Tình yêu thương ấy vẫn còn nồng cháy như lúc còn thanh niên. Như vậy suốt thời gian có chồng có con, bà vẫn luôn luôn nhớ đến phái dạy tình xưa. Vì thế trong Chinh Phụ ngâm khúc: nước trong chảy lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây. Đó có phải chăng con người quá ngu si, lấy khổ đau làm hạnh phúc? Hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy toàn nhớ thương và đau khổ. Nếu không nhớ thì thôi, mà nhớ thì khổ đau vô cùng. Có phải vậy không quý vị? Kết luận và áp dụng: có duyên không nợ. Đó là lời nói của những trai gái yêu thương mà không đi đến hôn nhân để thành vợ thành chồng, Hôn nhân chỉ là một sự ràng buộc trong tình nhục dục để họ không còn bỏ nhau. Bởi vậy, tình nhục dục không có bền chắc nên buộc hôn nhân. Nếu không có hôn nhân thì tình nhục dục chỉ là một trò chơi qua đường để thỏa mãn sắc dục, rồi đường ai nấy đi, ai khổ ráng chịu. Vì vậy nhục dục là thứ ích kỷ. Bởi vậy các con, các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ phải tránh xa tình nhục dục. Vì thật sự có hôn nhân thành vợ thành chồng keo sơn gắn bó với nhau, nhưng nó là con đường đau khổ. Các con các cháu có tin không? Nếu không tin các con các cháu hãy nhìn xem, trên đời này có đôi vợ chồng nào mà không khổ đau, không cực nhọc, mặc dù họ rất chung tình, chung thủy thương yêu nhau. Đoạn 15. Cũng như bà, theo quy luật của tạo hóa, anh có gia đình vợ con, nay cũng có cháu nội cháu ngoại như bà, và tuổi tác cũng đã lúc gần đất xa trời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: theo quy luật nhân quả, các pháp đều vô thường. Giải trình án: quy luật nhân quả, các pháp vô thường. Cuộc đời yêu nhau nhưng không thể sống độc thân như vậy, nên cả hai không biết tin tức của nhau. Sống trong chiến tranh nên đều nghĩ rằng đã chết, nên ông lấy vợ, bà có chồng. Mối tình đầu được xem như đã trôi vào dĩ vãng, nhưng dù sao cũng không thể quên. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tình yêu trai gái không vướng vào thì thôi, mà đã vướng vào thì rất khó bỏ ra. Một giây đã buộc, ai chẳng cho ra. Cha mẹ đã có kinh nghiệm này thì nên hướng dẫn con mình hãy thoát ra, chứ đừng để con cái mình vướng vào cạm bẫy của con đường tình yêu và gia đình, vì đó là con đường dẫn đến khổ đau muôn đời muôn kiếp. Bởi vậy đường trai gái yêu nhau có gia đình là con đường đau khổ. Từ xưa đến nay, có gia đình nào trên hành tinh này là hạnh phúc trọn vẹn không khổ đâu. Người ta nói tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, nhưng sự thật tìm hạnh phúc trong gia đình không bao giờ có. Người ta chúc phúc cho nhau đầu bạc răng long, dù cho vợ chồng có sống với nhau đầu bạc răng long, nhưng họ phải chịu biết bao là sự đau khổ trong cuộc sống gia đình. Muốn biết những sự khổ đau của gia đình thì chúng ta nên tóm lược lại những ý chính như: khổ vì hai tư tưởng, khổ vì phải chiều chuộng nhau, khổ vì phải lo lắng cho nhau, khổ vì bệnh tật tai nạn của nhau, khổ vì lo cơm ăn áo mặc, nhà ở, khổ vì sợ thua kém bạn bè, khổ vì mang nặng đẻ đau, khổ vì phải nuôi con khôn lớn nên người, khổ vì chồng say xỉn đánh đập chửi mắng, khổ vì vợ ham mê bài bạc, khổ vì con cái bê tha dạy bảo không nghe lời, khổ vì dâu con cứng đầu cứng cổ, khổ vì ghen tuông chồng có con này con kia hay vợ cặp ông này ông kia, vân vân. Mẹ Út là một câu chuyện gia đình trong báo Tuổi Trẻ thứ 5 ngày 4 tháng 10 năm 2007. Tác giả Nguyễn Thị Đào để minh chứng sự đau khổ của đời người qua đường chồng vợ như sau: nhìn con say sưa trong giấc ngủ, lòng tôi nhói đau khi nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, khi đường đời chỉ lại còn mình tôi và đứa con thơ dại. Bất chợt tôi quay lưng lại phía sau và bắt gặp cái nhìn đau xót của mẹ tôi. Sau buổi ăn tối, tôi đã nói cho mẹ biết quyết định ly hôn của tôi vì không thể nào cứu vãn được nữa. 10 tuổi đầu, Út đã mồ côi mẹ. Út sống chung với người cha nghiện rượu và người anh trai đã có vợ. 17 tuổi, cha nhận lời gả Út cho một người bạn nhậu, nên Út đã bỏ nhà trốn lên Sài Gòn, phụ việc trong một quán cơm bình dân. Út được ông bà chủ thương và nhận làm con nuôi. Trong số khách hàng lâu năm của quán ăn này, có một người đàn ông lịch lãm, lớn tuổi, để ý thương Út. Ông ta bảo có gia đình nhưng đã đi vượt biên sau ngày 30 tháng 4 năm 75 và mấy năm liền chưa có tin tức. Ngày Út về sống chung với ông ấy, chỉ có bữa tiệc nhỏ gồm có cha mẹ nuôi và vài người bạn thân. Khi Út có thai được 5 tháng thì người chồng thú tội với Út là đã có vợ và 6 con đang ở quê nhà tại Long An vì chuyện vượt biên bất thành. Nghe tin ấy, Út đã lang thang nhiều ngày không về nhà, ngồi cả ngày bên dòng sông mà không đủ can đảm nhảy xuống sông tự tử. Sau cùng, Út quyết định trở về nhà và tìm người vợ lớn. Em khờ dại lầm lỡ, lại chị hãy tha thứ cho em. Nhận đứa em tội nghiệp này, con em không có tội thì làm sao hủy hoại nó cho được. Còn nếu như em tạo ra nó mà không cho nó có cha, thì cuộc đời của nó bị dẫn đục, tương lai của nó bị lu mờ. Người vợ lớn đã chấp nhận Út. Từ đấy Út cam phận làm nhỏ, nên dù có khổ sở cay đắng tủi nhục, Út cũng chẳng than thở nửa lời. Đôi lúc những cơn ghen ngầm của người vợ lớn làm cho Út phải nghẹn ngào, nước mắt chan cơm. Đã nhiều lần Út định bồng con rời khỏi nhà, nhưng khi nghĩ con không có cha sẽ mặc cảm tự ti với đời, thế là Út không đủ can đảm ra đi. 3 năm sau, chồng Út thất bại trong việc làm ăn, buồn bực, sinh bệnh rồi mất sức lao động. Người vợ lớn gốc người thành thị, từ nhỏ đã không quen làm lụng, lại hay đau bệnh, gia đình đâm ra khốn khó. Chồng của Út trao cho Út một số tiền và bảo Út đi tìm cuộc sống mới để tránh khổ về sau. Út nức nở nói rằng dẫu có ăn xin, Út cũng theo chồng đến ngày nhắm mắt. Ngày trước thiên hạ cho Út vì tiền nên mới cam tâm làm bé, chịu đựng khổ cực như thế. Bây giờ Út bỏ đi là công nhận những lời gièm pha đó là đúng hay sao? Út quyết định đứng ra gánh vác gia đình, nuôi dạy các con. Sự chịu thương chịu khổ và sự tận tật buôn bán sớm hôm của Út đã thuyết phục được người vợ lớn và các con. Chẳng biết từ lúc nào, người vợ lớn đã giao quyền cho Út mọi việc, kể cả việc định vợ gả chồng cho các con, và các con cũng tự thay đổi tiếng dì Út bằng tiếng mẹ triều mến. 30 mấy năm vất vả, hy sinh tất cả cho con, giờ đây Út cảm thấy được bù đắp vì được sống vui vẻ, hạnh phúc với 7 đứa con và đàn cháu nội ngoại đông đủ, mặc dù Út chỉ duy nhất sinh nở một lần. Chuyện đời của Út chính là cuộc đời của mẹ. Con là đứa con gái út của người vợ lớn mà mẹ làm vú nuôi con từ lúc 4 tuổi. Đứa con gái ruột của mẹ theo chồng đi xa. Tình thương của mẹ dành cho các con giờ đây chỉ dồn vào một mình con, vì chỉ còn có con là sống gần gũi nhất với mẹ. Con đau 1 thì mẹ khổ 10. Ngày ấy mẹ ui cút dốt nát nên làm lỡ, còn con hôm nay có tới 2 người mẹ mà cuộc đời lại khổ đến thế thì mẹ thật không cam tâm. Mẹ mong con hãy suy nghĩ kỹ và quyết định cuộc đời của con bằng trái tim của người mẹ. Đêm ấy tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho đời mẹ và khóc vì ân hận mình đã sống quá hẹp hòi ích kỷ. Tôi chỉ biết đòi hỏi chồng phải yêu thương và lo lắng cho vợ con, mà không nghĩ đến áp lực nặng nề anh ấy đang gánh chịu. Tại sao tôi lại có thể bắt để cho tôi nghe ấy chọn lựa giữa vợ con và gia đình của anh? Chính mẹ Út đã khơi dậy trong tôi tình cảm thiêng liêng của người mẹ. Chỉ đến khi được làm mẹ, người ta mới thấm thía trong lòng thương con đến nhường nào. Nếu như 5 năm trước mẹ Út không kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời của mẹ, thì chắc tôi đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Có được mái ấm gia đình như hiện nay, tôi mãi mãi không bao giờ quên ơn sâu và tấm lòng nhân hậu cao cả của mẹ Út. Nguyễn Thị Thảo, thành phố Hồ Chí Minh. Đọc câu chuyện trên đây, quý vị cứ suy ngẫm, có phải đời sống con người là biển khổ không? Tất cả mọi người trên hành tinh này đều lấy khổ làm vui, làm hạnh phúc. Đó là một sự vô minh hết sức mà con người ít ai chấp nhận mình vô minh. Nhưng đó là một sự thật điên đảo ngu si của loài người. Có đúng như vậy không quý vị? Đạo Phật dạy, đời người là khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Vậy chúng ta là con người, chứ đâu phải là loài động vật, sao mà không biết, không chịu tư duy, suy nghĩ, có phải đúng như vậy không? Tại sao lại phải cam chịu sống trong biển khổ đau như vậy? Đâu phải sự đau khổ đó không có lối ra. Có lối ra nên mới có những người làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, mà danh từ gọi những bậc đó là A-la-hán. Chúng ta là con người cũng như các ngài, phải dùng dậy chiến đấu với giặc sinh tử, phải làm chủ, không chịu làm nô lệ tay sai của chúng. Mặt trận sinh tử luân hồi là một trận địa rất cam go và ác liệt, nhưng chúng ta quyết định phải giành phần thắng lợi về mình, vì trước chúng ta đã có những người chiến thắng giặc sinh tử luân hồi này. Họ còn để lại cho chúng ta những tài liệu chiến thuật, chiến lược diệt trừ chúng. Thì làm gì chúng ta lại chịu thua, phải không quý vị? Chúng ta quyết định phải chiến thắng giặc sinh tử luân hồi một cách dễ dàng, không đầu hàng, không khuất phục, không làm nô lệ. Và mãi mãi bắt chước ông cha của chúng ta. Họ đã để lại những gương anh hùng dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không chùn bước một cách gan dạ kiên cường. Gương xưa còn đó, có đúng như vậy không quý vị? Mẹ Út tuy chiến thắng hoàn cảnh ngang trái của mình để đem lại bằng một tình thương yêu mọi người, mẹ Út phải hy sinh cả cuộc sống cá nhân của mình, phải chịu trăm cay ngàn đắng mới thu phục được lòng tin và yêu thương của mọi người thân trong gia đình. Sự êm thấm yên vui trong gia đình hôm nay có được là nhờ một lòng hy sinh cao cả. Nhưng mẹ Út vẫn chạy lanh quanh trong dòng khổ đau của quy luật nhân quả sai khiến, từ cái khổ này đến cái khổ khác, chứ không có lối thoát ra. Mẹ Út điên đảo tưởng rằng mình đã hy sinh như vậy thì sẽ được bù đắp bằng tình yêu thương của con cái là hạnh phúc an vui. Nào ngờ trong tình yêu thương của con cái thì mẹ Út lại phải gánh chịu những sự đau khổ của con cái khác nữa. Cho nên con người đi tìm hạnh phúc an vui mà đi tìm trong đường luân hồi tình yêu thương trai gái, là đi tìm cái mơ mộng, cái hảo quyền, cái bóng dáng, chứ không bao giờ con đường đó có chân hạnh phúc an vui được. Con đường đau khổ của kiếp làm người. Theo luật nhân quả thì con người không ai thoát ra khỏi quy luật tình yêu trai gái, ngoại trừ những người học Phật Pháp và tu tập chứng quả vô lậu, thì họ mới có thể làm chủ và điều khiển quy luật này. Chỉ có đạo Phật mới nhìn thấu suốt được con đường tình ái, tức là con đường tình yêu thương trai gái, là con đường đau khổ dẫn đến luân hồi tái sinh muôn vạn kiếp. Cho nên một người tu theo đạo Phật mà chưa thông suốt tâm ái dục này là chưa thông suốt Phật giáo. Bởi Phật giáo ra đời vốn chỉ dạy cho con người hiểu rõ nguyên nhân khổ đau của con người là cái gì. Chân lý tập đế không phải là ái dục sao? Ái dục không phải là con đường tình yêu thương trai gái sao? Đối với đạo Phật, trai gái yêu nhau là một sự khổ đau. Người tu sĩ Phật giáo họ yêu thương mọi người, mọi loài bình đẳng như nhau. Vì thế họ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Từ tình yêu trai gái, nó không dừng ở đó, mà nó đòi hỏi đi xa hơn. Đó là tình yêu thương nhục dục. Từ tình yêu thương nhục dục mới khiến con người làm ra biết bao nhiêu tội ác. Có thể làm cha mẹ vẫn giết con như thường mà báo chí thông tin. Những bà mẹ trẻ nạo móc bỏ thai nhi. Ai có vào bệnh viện Từ Dũ thì sẽ rõ, ngày nào cũng có người nạo móc thai nhi. Thật là đau xót vô cùng. Nỗi đau không những của riêng ai. Còn nếu để nuôi lớn thì bụng mang dạ chữa, đó cũng là một cách khổ sở vô cùng. Rồi đến khi sinh nở phải chịu khổ đau tận cùng. Do đó người ta cầu khẩn trời Phật gia hộ, mẹ tròn con vuông. Từ đó câu này trở thành câu tục ngữ. Thật sự trong đời này, người ta thường nhắn nhủ người phụ nữ rất chí tình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Những câu ca dao tục ngữ như vậy thường nói cái khổ của người phụ nữ trên tình yêu ái dục. Trên tình yêu ái dục, người phụ nữ phải gánh chịu trăm ngàn khổ đau. Từ tình yêu đi đến hôn nhân, người phụ nữ phải chiều chuộng chồng con, phải quần quật nặng gánh chuyện nội trợ, rồi những chuyện nghịch ý không cùng một quan niệm sống, nhưng phải thầm lặng chịu đựng để làm vui cửa vui nhà, chứ nào có thật sự vui đâu. Vả lại khi có chồng rồi, không được tự do như lúc chưa có chồng. Khi có chồng mà tiếp giao với một người khác phái trang lứa tuổi như mình, thì coi chừng chồng ghen tuông. Ghen tuông thì khó thể nào tránh khỏi bạo lực gia đình. Nếu bạo lực gia đình không xảy ra, thì gia đình cũng lục đục, cơm không lành, canh không ngon, không làm sao tránh khỏi. Khi xảy ra bạo lực gia đình thì có thể đi đến ly dị. Tất cả những điều khổ đau này, người phụ nữ phải lãnh đủ cả mọi sự khổ. Nếu khép mình làm người vợ tốt trong gia đình thì được yên thân, nhưng không an thân đâu quý vị ạ. rồi đây buồn mang dạ chữa, nặng nhọc trăm bề khổ sở, cho đến ngày sinh nở, một chết một sống, vô cùng đau đớn. Như vậy chưa hết khổ đâu, phải suốt 3 năm nuôi con cho bú mốm, tam niên nhũ bộ, phải chịu dơ chịu bẩn, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Rồi khi con đau ốm bệnh tật thì mẹ khổ trăm bề. Vốn con người có sức chịu đựng giỏi trong mọi khổ đau, để tuân theo quy luật nhân quả trả vay. Như vậy, chúng ta truy ra nguyên nhân sinh ra muôn vàn đau khổ của người phụ nữ, không phải là tình yêu trai gái sao? Đúng là tình yêu trai gái là nguyên nhân sinh ra muôn vàn sự khổ đau. Vậy sao người ta lại yêu nhau? Lại còn gọi người có tình yêu thương trai gái gắn bó là người có quả tim vàng. Theo chúng tôi nghĩ, không có quả tim vàng mà có tràn đầy quả khổ đau của kiếp người. Chỉ có những người không biết mới chấp nhận tình yêu trai gái không quên mới gọi là quả tim vàng. Tại sao con người không thông minh nhận ra đâu là con đường khổ, đâu là con đường không đau khổ, chỉ mê mờ ham muốn chạy theo những phút tri hoang sắc dục của tình yêu trai gái, mà phải gánh chịu suốt cả một đời người trăm cay muôn ngàn dạng khổ đau? Biết tình yêu trai gái là trăm cay muôn vạn sự khổ đau, sao mọi người không dừng lại mà cứ lao thẳng vào, để rồi như con cá mắc cạn trên khô? Thật là tội nghiệp. Đức Phật xác định con người là vô minh, tức là con người thiếu sự hiểu biết quy luật nhân quả. Nhưng khi đã chỉ dạy cho họ hiểu biết, giác ngộ được tình yêu trai gái là con đường khổ, con đường tái sinh luân hồi, thế mà họ vẫn không dừng lại, là cớ sao vậy? Biết rõ nơi đó là hang hùm, rắn độc, nơi đó sẽ giết hại và làm đau khổ con người, thế mà mọi người vẫn chui vào hang hùm, đùa giỡn với rắn độc. Nhưng khi bị hùm ăn, rắn độc cắn thì than thân trách phận, kêu trời kêu Phật. Thật là đáng thương, nhưng biết làm sao khuyên và giúp họ. Bởi vì mỗi người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay thế cho mình được. Đây là lời nhắn nhủ của Đức Phật đã dạy cách đây 2551 năm, nhưng giá trị lời nói này mãi mãi không mờ phai trong lòng người. Kết luận và áp dụng. Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy các con còn có những gì mà không buông xả cho sạch? Chỉ còn duy nhất là tâm bất động trước ác pháp và cảm thọ. Đó là một trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Hãy cố gắng lên các con ạ. Đời là vô thường, có ai sống mãi với chúng ta đâu. Rồi đây mọi người đều theo nghiệp thiện ác mà đi tái sinh luân hồi. Vậy còn gì nữa mà chúng ta không buông xuống cho thật sạch, phải không các con? Đoạn 10. Bà cố vượt qua nỗi buồn tê tái trong lòng mình, nhưng rất vui vẻ lạc quan. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức vượt qua nhân quả ý hành. Giải trình án: vốn con người có sức chịu khổ, khi chịu đựng những sự khổ đau thì gọi là vượt qua. Nhưng bảo rằng tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, là không khổ đau là không đúng. Bởi nói đến gia đình là nói đến mọi sự khổ đau đều tập trung nơi đó, thế mà con người ít ai tránh khỏi. Con người cứ trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, như một điệp khúc khổ đau lặp đi lặp lại mãi mãi, từ đời này đến đời khác không bao giờ dứt. Đúng vậy, quy luật nhân quả sinh tồn của muôn loài trên hành tinh sống này duy nhất chỉ có con đường này. Con đường này gọi là con đường tái sinh luân hồi như trên đã nói. Muốn chấm dứt tái sinh luân hồi thì tình yêu trai gái sắc dục phải chấm dứt. Nếu không chấm dứt con đường đau khổ này thì loài người mãi mãi phải chịu khổ đau muôn đời muôn kiếp. Khi yêu thương nhau cách xa thì khổ đau, gần nhau thì lời qua tiếng lại cũng khổ đau. Khi yêu thương nhau, bệnh đau phải chăm sóc cho nhau cũng khổ đau. Khi yêu thương nhau, thấy ai thân mật với người mình yêu thương thì sinh tâm ghen tuông, tức giận hay buồn phiền, đó là những sự khổ đau. Khi có con có cháu, nếu có đứa nào bệnh tật hay chết thì nỗi khổ đau lại chồng chất lên nhau suốt từ năm này đến năm khác. Nói đến gia đình, ai cũng tưởng nó hạnh phúc, nhưng nào ngờ gia đình là cảnh địa ngục trần gian, gia đình là con đường sinh tử luân hồi. Người có trí hiểu biết gia đình là nghiệp báo theo quy luật nhân quả trả dai từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên gia đình là cái rọ để nhốt mọi người cùng chung nhân quả, để gắn bó cùng chịu khổ đau. Chính con đường sinh tử luân hồi cũng là nơi đây như trên đã nói, vì vậy nó là con đường đau khổ nhất trên hành tinh sống này. Thế mà mọi người đang sống trên hành tinh này đều nghĩ tưởng gia đình là hạnh phúc, nhưng khi bước vào thành lập gia đình thì hạnh phúc đâu không thấy, chỉ toàn thấy muôn vàn thứ khổ đau, từ những khổ đau này đến những khổ đau khác, khổ đau triền miên. Cho đến khi xuôi hai tay đi vào lòng đất lạnh thì lại tiếp tục tái sinh. Như vậy làm sao hết khổ được? Bởi vậy, ai là người hiểu được con đường tình yêu trai gái đầy gian truân khổ ải này? Và chính ai là người đã vượt ra khỏi con đường này? Ôi, con đường nhiều cay đắng và chông gai. Từ xưa đến giờ, ai cũng lầm lạc tưởng là trai gái yêu nhau đi đến hôn nhân là hạnh phúc. Nhưng nào ngờ đó là một lộ trình mở ra để đưa con người đi vào nghiệp tái sinh luân hồi, vô vàn muôn sự khổ đau. Kết luận và áp dụng. Vượt qua nhân quả chỉ là một lời nói suông. Vậy bằng cách nào để vượt qua nhân quả? Phải có phương pháp, phải có sự tập luyện. Vượt qua nhân quả có nghĩa là làm chủ nhân quả. Muốn làm chủ nhân quả thì duy nhất chỉ có tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Muốn được tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì các con phải triển khai tri kiến giới luật đức hạnh, nhân bản nhân quả. Hằng ngày sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh bằng đức hiếu sinh đa hướng. Bất cứ một ác pháp nào xảy đến đều phải đem lòng yêu thương và tha thứ. Có thực hiện tâm như vậy thì mới tìm thấy sự bất động của tâm. Sự bất động của tâm chính là sự vượt qua nhân quả, hay còn gọi là làm chủ nhân quả. Các con nên nhớ lời dạy này, chính nó là lời vàng từ kim khẩu Đức Phật đã dạy trong Tạng Kinh Nikaya. Đoạn 11. Săn sóc ông chồng vô cùng chu đáo, bà lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, lo từng giấc ngủ khi thấy chồng trở mình. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức tránh nhiệm bổn phận hiếu sinh ý hành, thân hành. Giải trình án. Đọc đoạn văn trên đây, chúng ta mới thấy hai chữ bổn phận và trách nhiệm của người vợ, người mẹ thật là trăm ngàn thứ khổ. Phải lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, phải lo sao cho giấc ngủ chồng con yên ổn khi trở mình. Như vậy, người phụ nữ làm hết trách nhiệm và bổn phận của mình có khổ không quý vị? Bởi vậy, một người sáng suốt soi rọi lại cuộc sống của mình mới thấy cuộc sống gia đình là địa ngục. Còn ai cho nó là thiên đàng hạnh phúc thì đó không thực tế, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bởi vậy, người đi tìm sự bình an hạnh phúc trong lứa đôi thì không bao giờ có chăng cũng chỉ là giấc mơ, nhưng khi choàng tỉnh là một sự đau khổ ê chề. Tình yêu trong đôi lứa là miếng mồi dụ mọi người lọt bẫy xa lưới, để rồi chỉ còn biết chịu đựng cho hết cuộc đời mà thôi. Nhưng không rõ nó thì kiếp khác lại cũng tái diễn như vậy, nghĩa là khổ đau rồi lại tiếp tục khổ đau mãi mãi. Tình yêu lứa đôi là một định luật đau khổ của loài người muôn đời muôn kiếp, mà loài người mê muội nên xây dựng một nền tảng hạnh phúc ảo tưởng. Vì thế, nó trở thành một truyền thống duy trì nòi giống. Con người duy trì nòi giống trong lộ trình đau khổ, mà không tìm một lộ trình duy trì nòi giống qua con đường không đau khổ. Có một con đường duy trì loài người mà không phải là con đường lứa đôi, vạn vật được hợp duyên để sinh ra có bốn cách. 1. Thấp sinh là những sinh vật sinh nơi ẩm thấp. 2. Noãn sinh là những sinh vật sinh ra trứng, từ trứng mới nở thành con. 3. Thai thì không hay sinh là những sinh vật sinh ra bằng con. 4. Hóa sinh là những sinh vật sinh ra bằng cách tự hợp các duyên tạo thành ra con người. Ba loại sinh đầu tiên đều phải hợp duyên, sinh ra bằng quy luật nhân quả âm dương, tức giống đực và giống cái. Dù là cây cỏ cũng phải qua quy luật này. Còn loại sinh thứ tư thì không qua quy luật nhân quả âm dương, mà bằng tứ thần túc hợp duyên theo ý thức điều kiện pháp hướng tâm. Như vậy, con người muốn sinh nơi không đau khổ, nơi thanh tịnh, thì chỉ có sinh nơi hóa sinh. Hóa sinh ở đây không có nghĩa là biến hóa như mọi người tưởng tượng, dùng thần thông biến hóa, hoặc hóa sinh như con sâu bướm. Sâu bướm mọc cánh, mọc chân thành con bướm, rồi bướm giao hợp sinh ra trứng, trứng nở ra ấu trùng, tức là con sâu. Con sâu lần lớn lên, mọc cánh, mọc chân thành lại bướm. Do không hiểu, các nhà đại thừa cho đó là hóa sinh. Như trên đã nói, bướm giao hợp mới sinh ra trứng. Như vậy là bướm sinh ra bằng con đường noãn sinh. Từ sâu thành bướm là sự phát triển của con bướm, chứ không phải hóa sinh. Một người tu hành đúng chánh pháp của Phật, tâm tham, sân, si, mạn, nghi đã xa lìa và diệt hẳn, nên không còn tái sinh theo ba con đường tháp sinh, thai sinh và noãn sinh. Ba con đường đi tái sinh này do nghiệp lực nhân quả tương ưng chiêu cảm, chứ con người không có quyền điều khiển sự tái sinh này. Vì thế, trai gái yêu nhau là một quy luật nghiệp báo của nhân quả, mà tất cả các loài hữu tình hay vô tình đều bị lực hút tương ưng đi tái sinh, chứ không người nào có được quyền làm chủ tái sinh luân hồi. Vì thế, người nào muốn làm chủ tái sinh luân hồi thì phải tu hành chứng quả A-la-hán. Người chứng quả A-la-hán mới có tứ thần túc. Nhờ có tứ thần túc, con người mới đủ năng lực hợp các duyên rồi mới hóa sinh. Nhưng đối với người tu chứng quả A-la-hán, họ lại không bao giờ hóa sinh. Khi bỏ thân nghiệp tứ đại này, họ sẽ vào niết bàn vĩnh viễn. Vì hóa sinh vẫn còn mang thân tứ đại, mà thân tứ đại là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi phải chịu luật vô thường. Vì thế, người tu chứng quả A-la-hán không ai còn muốn tái sinh trở lại đời này nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói, ta chỉ còn một đời này nữa mà thôi. Có người bảo rằng, nếu ai cũng tu hành chứng quả A-la-hán hết, thì trên hành tinh này sẽ không còn có con người nữa. Lời nói này không đúng, vì loài người không thể chấm dứt trên hành tinh này được. Khi môi trường sống vẫn còn, thì luật nhân quả vẫn còn chi phối vạn vật. Cho nên luật nhân quả vẫn còn, thì quy luật sinh diệt của nhân quả vẫn còn. Mà quy luật nhân quả sinh diệt vẫn còn, thì tái sinh luân hồi phải theo ba đường: tháp sinh, thai sinh và noãn sinh. Kết luận và áp dụng. Làm người ai cũng có trách nhiệm và bổn phận, nhưng trách nhiệm và bổn phận của mỗi người, dù nam hay nữ, đều phải sống có đạo đức. Nhờ sống có đạo đức mới đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho mọi người và cho mọi vật. Vì vậy các con nên biết, chính trách nhiệm và bổn phận đạo đức của con người là trên hết, không có trách nhiệm bổn phận nào ngoài đạo đức các con ạ. Con người lấy đạo đức làm cuộc sống là trách nhiệm và bổn phận đúng đắn nhất cho sự sống trên hành tinh này. Đoạn 12. Đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo nhiều đời. Giải trình án. Đoạn trên đây nói, đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Đời sống con người nghe nói câu này cho là hạnh phúc, nhưng không đâu quý vị ạ. Quý vị cứ xem xét, đôi vợ chồng có duyên nợ ăn đời ở kiếp, đó là một điều người ta tưởng rằng tốt của cuộc đời, mà mọi người ai cũng mong muốn được như vậy. Nhưng xét cho cùng, hai người sống chung nhau như vậy, họ có rất nhiều sự đau khổ, chỉ vì họ không lưu ý mà thôi, chứ lưu ý họ sẽ thấy rõ hơn. Nếu hai vợ chồng ly dị chia lìa, họ sẽ có những sự đau khổ trong ly dị chia lìa. Còn không ly dị chia lìa, họ lại có những điều không khổ trong không ly dị chia lìa. Cho nên Đức Phật dạy, đời là biển khổ, nhưng mấy ai lưu ý, cứ khổ mặc khổ, nên luôn luôn lúc nào cũng sống trong khổ, ngày nào cũng khổ, giờ nào cũng khổ. Mọi người lấy cái khổ làm niềm vui. Vui trong đau khổ là vui chỗ nào đó quý vị? Bởi vui và khổ là hai mặt của cuộc đời. Có vui thì không có khổ, có khổ thì không có vui. Cho nên nói lấy khổ làm vui là không đúng, nhưng chấp nhận chịu đựng khổ để sống thì đúng. Cười ra nước mắt, đó là cuộc sống của con người. Người ta thường bị tâm mình lừa gạt đời sống lứa đôi là hạnh phúc. Vì thế họ không biết, không thấy đời là khổ đau, là con đường tái sinh luân hồi. Nên trai gái lớn lên đều bắt đầu yêu thương nhau để chịu khổ, để làm tất cả tội ác. Người ta gọi là hạnh phúc, chứ nào tìm đâu ra hạnh phúc. Chúng ta phải biết con đường trai gái yêu nhau là con đường đau khổ nhất của cuộc đời. Lời nói này có đúng không quý vị? Quý vị cứ nhìn xem có đôi vợ chồng nào là hạnh phúc thật đâu. Chỉ là ảo tưởng, từ cái khổ này chưa dứt sẽ tiếp nối cái khổ khác, khổ chồng lên lớp lớp trùng trùng. Ví dụ, khi còn sống độc thân chưa lập gia đình, thì khi đau chỉ có một mình, thì cái khổ cũng chỉ có một mình. Còn khi có hai người, thì chồng đau hay vợ đau, thì cả hai người đều khổ. Người đau cũng khổ, người không bệnh đau cũng khổ. Khổ vì lo rầu, khổ vì phải chăm sóc thuốc thang cho người bệnh, do đó ăn không ngon, ngủ không yên, vân vân. Tất cả những điều này không phải khổ sao? Khi còn độc thân, chỉ có một ý kiến nên không có sự tranh cãi bất đồng. Nhưng khi có hai người thì lại có hai ý kiến. Có hai ý kiến thì có sự bất đồng ý, mà có sự không đồng ý là có sự tranh cãi, mà có sự tranh cãi là không có sự bằng lòng, không có sự bằng lòng là có sự phiền não tức giận, có sự phiền não tức giận là có sự đau khổ, phải không quý vị? Khi sống độc thân thì không có sự sinh con đẻ cái. Sinh con đẻ cái không phải là sự đau khổ sao? Để minh chứng sự đau khổ của tình yêu lứa đôi qua bài ước mơ. Hai chữ ước mơ tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi con người. Sống trên đời, ai cũng lựa chọn cho mình một ước mơ để vững bước trong cuộc sống và định hướng tốt đẹp cho tương lai. Nhưng ước mơ không chỉ đơn thuần là làm thế nào để có nghề nghiệp ổn định cho riêng mình, mà còn là khát vọng và mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc. Hồi nhỏ khi nhắc đến ước mơ là tôi lại mong sao có một ngày nào đó có thể được bay lên bầu trời để tận mắt thấy những vì sao, được thấy chị Hằng trên cung trăng. Nhưng dần lớn lên tôi mới biết đó chỉ là ảo tưởng. Và giờ đây ước mơ lớn nhất của tôi là được sống trong một gia đình hạnh phúc. Có lẽ đối với tôi như thế là quá đủ rồi. Sinh ra tôi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và chị tôi. Tôi nghĩ số phận của mình quá may mắn. Nhưng càng lớn lên tôi mới hiểu rằng mặc dù được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, nhưng cuộc sống gia đình tôi không được hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, cứ tối đến ba mẹ tôi cãi nhau. Có khi vì bố tôi uống rượu say về phá tung đồ đạc. Mỗi lần như thế là hai chị em tôi chỉ biết khóc, không dám can ngăn. Cứ như thế tuổi thơ trôi qua trong những nỗi đau về tinh thần. Nhưng cha mẹ tôi không biết, họ cho rằng cuộc sống như vậy đã đủ với chị em tôi. Có những đêm tôi khóc thầm, mong sao cha mẹ có thể hiểu được tâm trạng của tôi và gian họ đừng tiếp tục cãi nhau nữa. Nhưng có lẽ sự thật quá bất công. Tôi mong sao mình có thể biến thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời. Có lẽ như vậy thì tôi không phải nghe cha mẹ xích mích cãi nhau, và tôi không phải khóc nữa. Nước mắt rồi cũng có ngày khô cạn, và đôi khi nước mắt không thể giải quyết được sự việc. Tôi biến thành một vì sao hay một vật vô tri nào thì đó cũng chỉ là ảo ảnh. Giờ đây tôi đã lớn, thời gian đã trôi qua, tất cả vạn vật đã thay đổi, nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn là con số không. Nhiều lúc tôi tự nghĩ tại sao cái ước mơ nhỏ bé đó lại không thể trở thành hiện thực. Tại sao những bậc làm cha làm mẹ không nghĩ rằng những sự việc mà họ làm đã gây tổn thương chính con của họ? Người ta thường nói, tôi sẽ không lo nghĩ, tôi sẽ không mơ tưởng những ý nghĩ kỳ quái mà chính tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy tôi đã lớn, nhưng một khi vào nhà các bạn chơi, thấy cha mẹ bạn thật hạnh phúc, tôi lại muốn khóc. Nhưng khóc để làm gì khi sự thật không thể thay đổi, mặc dù nước mắt tôi đã cạn khô. Nguyễn Thị Thu Thảo. Đọc qua đoạn văn trên, Chúng ta xét thấy tình yêu trai gái đâu có gì là hạnh phúc, mà toàn là khổ đau. Đứng bên ngoài tưởng là thiên đàng, không ngờ khi bước chân vào mới thấy đó là địa ngục. Địa ngục không của riêng ai, có đúng không quý vị? Con người vì tâm ái dục làm mê mờ lý trí, nên cứ ngỡ tưởng trai gái yêu nhau là hạnh phúc. Yêu nhau mà cha mẹ đôi bên không bằng lòng thì đó là nỗi khổ đau vô cùng vô tận của trai gái. Còn yêu nhau mà cha mẹ đôi bên chấp nhận thì lại có cái khổ khác. Cái khổ của sự ràng buộc hôn nhân của cả hai gia đình cha mẹ đôi bên, đó là một chùm nhân quả khổ đau. Cái gì đến rồi phải đến theo trình tự của nghiệp báo nhân quả mà con người không thể làm chủ và lường trước được. Chỉ có đương đầu và chịu đựng đời đời kiếp kiếp, nối tiếp nhau mãi mãi như ngọn đuốc. Ngọn đuốc này vừa tắt thì ngọn đuốc khác tiếp nối cháy lên vô lượng kiếp khổ đau. Kết luận và áp dụng. Nhân quả nghiệp báo như các con đã học, nó không tha cho một người nào cả khi các con làm điều ác. Vì biết rõ nhân quả nghiệp báo như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày các con phải cẩn thận. Mỗi việc làm, lời nói phải suy nghĩ chín chắn rồi mới làm và nói, chứ không được dục ăn, dục nói như trước kia nữa. Các con đã học đạo đức thì phải áp dụng đạo đức vào cuộc sống để không có nhân quả nghiệp báo nào tác động các con được. Các con nên nhớ kỹ lời dạy này. Đoạn 13. Năm nay tuy tuổi đã xấp xỉ gần 80, nhưng bà lại gặp một tin vui bất ngờ. Sau 55 năm, bà tìm được địa chỉ của người mình mong đợi. Người bà yêu không ai khác là bạn học cùng trường. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo tình yêu trai gái ý hành. Giải trình án: từ lúc tuổi còn trẻ, bây giờ tuổi đã 80, thế mà tình yêu vẫn chôn chặt trong lòng, chưa dám hở môi nói với ai, ngay cả chồng con cũng chẳng dám thổ lộ. Như vậy, tình yêu thương trai gái thuở ban đầu đã ghi đậm vào tâm hồn một nỗi lòng thương nhớ không quên. Nguyễn Du nói: nỗi riêng riêng những bàng hoàng, khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan. Tuy đã có chồng con cháu chích chà chắc, nhưng mỗi khi nửa đêm canh khuya thanh vắng còn lại một mình thì lại nhớ mối tình đầu năm xưa. Khi nhớ nhau làm sao tâm hồn không ray rứt. Bởi vậy tình yêu thương trai gái là khổ. Tình yêu thương ấy là tình yêu thương lãng mạn. Nguyễn Du đã nói đến sự đau khổ day dứt của tình yêu ấy bằng câu thơ rất hay và rất đúng tâm lý con người: dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Bà cụ già này cũng vậy, trên 55 năm, có chồng con cháu chích chà chắc, thế mà mối tình đầu vẫn chưa tan. Một nỗi nhớ thương đeo đẳng cho đến khi chết, tình yêu của bà cũng không quên. Đúng là bà, người rất chung tình, nhưng đối với chồng thì bà không phải là người chung thủy. Khi chưa có chồng có vợ, còn là một cô gái, một chàng trai thanh niên thì yêu thương người nào cũng được. Nhưng không nên yêu thương những người có vợ hay những người có chồng, vì yêu thương như vậy là phá hoại gia đình và làm tan cửa nát nhà người khác. Trai gái yêu thương nhau cũng phải cẩn thận lựa chọn, chứ không phải đụng đâu yêu thương đó. Nhưng dù sao tình yêu trai gái có chọn lựa hay không chọn lựa, nó vẫn là con đường đau khổ của loài người. Không yêu thương là thoát khổ, là chấm dứt tái sinh luân hồi. Không yêu thương trai gái là làm chủ nghiệp báo nhân quả. Sống trong cuộc đời mà ra khỏi cuộc đời, không còn mọi sợi dây ái kiết sử vô hình trói buộc. Hạnh phúc thay cho những ai thoát khỏi tình yêu thương trai gái. Thoát khỏi tình yêu thương trai gái là thoát khỏi quy luật nhân quả. Hạnh phúc thay cho những ai biết trai gái yêu nhau là con đường dẫn đến tái sinh luân hồi, khổ đau muôn kiếp. Hạnh phúc thay cho những ai có đầy đủ nghị lực và ý chí kiên cường vượt thoát sự cám dỗ của tình yêu thương trai gái. Hạnh phúc thay cho những ai sống trong đời người mà không bị nghiệp đời ràng buộc. Kết luận và áp dụng. Các con nên nhớ, tình yêu thương giữa trai gái là tình yêu thương tốt đẹp, nhưng phải dừng tình dục dục. Vì tình dục dục là con đường đau khổ không riêng gì của người nào. Vì người nào bước chân vào tình dục dục thì không có người nào thoát khổ. Cho nên các con, các cháu là những thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ cần phải cảnh giác tình dục dục. Nó là một loại dục ích kỷ, cá nhân, thường xâm chiếm làm hư hoại tình yêu thương trong sạch, vô tư và thanh cao của con người. Các con hãy nhớ lấy lời dạy này. Đoạn 14. Tình yêu chớm nở thì người bà yêu đã theo tiếng gọi của tỉnh nhà vào quân đội để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công. Người thanh niên đó đi từ chiến trường này sang chiến trường khác, chuyển từ công tác này sang công tác nọ. Khi ở trong nước, khi được đi học nước ngoài, cũng bôn ba khắp nơi. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo có duyên không nợ. Giải trình án: nhân duyên nghiệp báo của tiền kiếp có yêu nhau mà không có duyên nợ nhau để thành vợ thành chồng, rồi mỗi người phải đi mỗi ngã. Như nhà thơ Thế Lữ nói: anh đi đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, chẳng muốn trong mâm sum họp lại, bận lòng chi nữa lúc chia phôi. Tình yêu trai gái là đau khổ như vậy. Thơ văn người xưa cũng như người nay đều nói lên lòng đau khổ của tình yêu trai gái như đoạn thị điểm: ngoài đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn xanh, đưa chàng lòng giặc giặc buồn, bộ không bằng ngựa, thủy không bằng thuyền. Hay nước trong chảy lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây. Huy Cận: sóng gợn Trường Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước sông sông, thuyền về bến cũ sầu muôn ngã, củi một cành khô lạc mấy dòng. Tình yêu trai gái mới chỉ bắt đầu mà còn đau khổ như vậy, huống là đã thành vợ thành chồng thì còn biết bao nhiêu sự đau khổ, phải không quý vị? Vì vậy ai dám bảo tình yêu trai gái là hạnh phúc? Nhìn thế gian này con người quá điên đảo, lấy khổ đau làm hạnh phúc an vui. Vì thế không có người nào thoát khỏi tình yêu thương trai gái và chồng vợ. Thậm chí như trong bài học này, một bà lão 80 tuổi gần đất xa trời, thế mà vẫn còn sống lãng mạn yêu thương như cô gái mới 18 xuân thị. Được biết địa chỉ của người yêu trong tuổi học trò thì mau mau tìm cách liên lạc để tỏ tình với nhau. Thật là chung tình. Tình yêu thương ấy vẫn còn nồng cháy như lúc còn thanh niên. Như vậy suốt thời gian có chồng có con, bà vẫn luôn luôn nhớ đến tình xưa. Vì thế trong Chinh Phụ Ngâm khúc: nước trong chảy lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây, đó có phải chăng con người quá ngu si, lấy khổ đau làm hạnh phúc? Hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy toàn nhớ thương và đau khổ. Nếu không nhớ thì thôi, mà nhớ thì khổ đau vô cùng. Có phải vậy không quý vị? Kết luận và áp dụng: có duyên không nợ. Đó là lời nói của những trai gái yêu thương mà không đi đến hôn nhân để thành vợ thành chồng. Hôn nhân chỉ là một sự ràng buộc trong tình nhục dục để họ không còn bỏ nhau. Bởi vậy tình nhục dục không có bền chắc nên buộc phải có hôn nhân. Nếu không có hôn nhân thì tình nhục dục chỉ là một trò chơi qua đường để thỏa mãn sắc dục, rồi đường ai nấy đi, ai khổ ráng chịu. Vì vậy nhục dục là thứ ích kỷ. Bởi vậy các con, các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ phải tránh xa tình nhục dục. Vì thật sự có hôn nhân thành vợ thành chồng keo sơn gắn bó với nhau, nhưng nó là con đường đau khổ. Các con các cháu có tin không? Nếu không tin các con các cháu hãy nhìn xem, trên đời này có đôi vợ chồng nào mà không khổ đau, không cực nhọc, mặc dù họ rất chung tình, chung thủy thương yêu nhau. Đoạn 15. Cũng như bà, theo quy luật của tạo hóa, anh có gia đình vợ con, nay cũng có cháu nội cháu ngoại như bà, và tuổi tác cũng đã lúc gần đất xa trời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: theo quy luật nhân quả các pháp đều vô thường. Giải trình án: quy luật nhân quả các pháp vô thường. Cuộc đời yêu nhau nhưng không thể sống độc thân như vậy, nên cả hai không biết tin tức của nhau. Sống trong chiến tranh nên đều nghĩ rằng đã chết, nên ông lấy vợ, bà có chồng. Mối tình đầu được xem như đã trôi vào dĩ vãng, nhưng dù sao cũng không thể quên. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tình yêu trai gái không vướng vào thì thôi, mà đã vướng vào thì rất khó bỏ ra. Một giây đã buộc, ai chẳng cho ra. Cha mẹ đã có kinh nghiệm này thì nên hướng dẫn con mình hãy thoát ra, chứ đừng để con cái mình vướng vào cạm bẫy của con đường tình yêu và gia đình, vì đó là con đường dẫn đến khổ đau muôn đời muôn kiếp. Bởi vậy đường trai gái yêu nhau có gia đình là con đường đau khổ. Từ xưa đến nay, có gia đình nào trên hành tinh này là hạnh phúc trọn vẹn không khổ đâu. Người ta nói tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, nhưng sự thật tìm hạnh phúc trong gia đình không bao giờ có. Người ta chúc phúc cho nhau đầu bạc răng long, dù cho vợ chồng có sống với nhau đầu bạc răng long, nhưng họ phải chịu biết bao là sự đau khổ trong cuộc sống gia đình. Muốn biết những sự khổ đau của gia đình thì chúng ta nên tóm lược lại những ý chính như: khổ vì hai tư tưởng, khổ vì phải chiều chuộng nhau, khổ vì phải lo lắng cho nhau, khổ vì bệnh tật tai nạn của nhau, khổ vì lo cơm ăn áo mặc, nhà ở, khổ vì sợ thua kém bạn bè, khổ vì mang nặng đẻ đau, khổ vì phải nuôi con khôn lớn nên người, khổ vì chồng say xỉn đánh đập chửi mắng, khổ vì vợ ham mê bài bạc, khổ vì con cái bê tha dạy bảo không nghe lời, khổ vì dâu con cứng đầu cứng cổ, khổ vì ghen tuông chồng có con này con kia hay vợ cặp ông này ông kia, vân vân. Mẹ Út là một câu chuyện gia đình trong báo Tuổi Trẻ thứ 5 ngày 4 tháng 10 năm 2007. Tác giả Nguyễn Thị Đào để minh chứng sự đau khổ của đời người qua đường chồng vợ như sau: nhìn con say sưa trong giấc ngủ, lòng tôi nhói đau khi nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, khi đường đời chỉ lại còn mình tôi và đứa con thơ dại. Bất chợt tôi quay lưng lại phía sau và bắt gặp cái nhìn đau xót của mẹ tôi. Sau buổi ăn tối, tôi đã nói cho mẹ biết quyết định ly hôn của tôi vì không thể nào cứu vãn được nữa. 10 tuổi đầu, Út đã mồ côi mẹ. Út sống chung với người cha nghiện rượu và người anh trai đã có vợ. 17 tuổi, cha nhận lời gả Út cho một người bạn nhậu, nên Út đã bỏ nhà trốn lên Sài Gòn, phụ việc trong một quán cơm bình dân. Út được ông bà chủ thương và nhận làm con nuôi. Trong số khách hàng lâu năm của quán ăn này, có một người đàn ông lịch lãm, lớn tuổi để ý thương Út. Ông ta bảo có gia đình nhưng đã đi vượt biên sau ngày 30 tháng 4 năm 75 và mấy năm liền chưa có tin tức. Ngày Út về sống chung với ông ấy, chỉ có bữa tiệc nhỏ gồm có cha mẹ nuôi và vài người bạn thân. Khi Út có thai được 5 tháng thì người chồng thú tội với Út là đã có vợ và 6 con đang ở quê nhà tại Long An vì chuyện vượt biên bất thành. Nghe tin ấy, Út đã lang thang nhiều ngày không về nhà, ngồi cả ngày bên dòng sông mà không đủ can đảm nhảy xuống sông tự tử. Sau cùng, Út quyết định trở về nhà và tìm người vợ lớn. Em khờ dại lầm lỡ, lại chị hãy tha thứ cho em, nhận đứa em tội nghiệp này. Con em không có tội thì làm sao hủy hoại nó cho được. Còn nếu như em tạo ra nó mà không cho nó có cha thì cuộc đời của nó bị dẫn đục, tương lai của nó bị lu mờ. Người vợ lớn đã chấp nhận Út. Từ đấy, Út cam phận làm nhỏ, nên dù có khổ sở cay đắng tủi nhục, Út cũng chẳng than thở nửa lời. Đôi lúc những cơn ghen ngầm của người vợ lớn làm cho Út phải nghẹn ngào, nước mắt chan cơm. Đã nhiều lần Út định bồng con rời khỏi nhà, nhưng khi nghĩ con không có cha sẽ mặc cảm tự ti với đời, thế là Út không đủ can đảm ra đi. 3 năm sau, chồng Út thất bại trong việc làm ăn, buồn bực, sinh bệnh rồi mất sức lao động. Người vợ lớn gốc người thành thị, từ nhỏ đã không quen làm lụng, lại hay đau bệnh, gia đình đâm ra khốn khó. Chồng của Út trao cho Út một số tiền và bảo Út đi tìm cuộc sống mới để tránh khổ về sau. Út nức nở nói rằng dẫu có ăn xin, Út cũng theo chồng đến ngày nhắm mắt. Ngày trước, thiên hạ cho Út vì tiền nên mới cam tâm làm bé, chịu đựng khổ cực như thế. Bây giờ Út bỏ đi là công nhận những lời gièm pha đó là đúng hay sao? Út quyết định đứng ra gánh vác gia đình, nuôi dạy các con. Sự chịu thương chịu khổ và sự tận tật bán sớm hôm của Úc đã thuyết phục được người vợ lớn và các con. Chẳng biết từ lúc nào, người vợ lớn đã giao quyền cho Úc mọi việc, kể cả việc định vợ gả chồng cho các con, và các con cũng tự thay đổi tiếng dì Úc bằng tiếng mẹ triều mến. 30 mấy năm vất vả, hy sinh tất cả cho con, giờ đây Úc cảm thấy được bù đắp vì được sống vui vẻ, hạnh phúc với 7 đứa con và đàn cháu nội ngoại đông đủ, mặc dù Úc chỉ duy nhất sinh ra một ở một lần. Chuyện đời của Úc chính là cuộc đời của mẹ. Con là đứa con gái út của người vợ lớn mà mẹ làm vú nuôi con từ lúc 4 tuổi. Đứa con gái ruột của mẹ theo chồng đi xa. Tình thương của mẹ dành cho các con giờ đây chỉ dồn vào một mình con, vì chỉ còn có con là sống gần gũi nhất với mẹ. Con đau 1 thì mẹ khổ 10. Ngày ấy mẹ ui cút dốt nát nên lầm lỡ, còn con hôm nay có tới 2 người mẹ, mà cuộc đời lại khổ đến thế thì mẹ thật không cam tâm. Mẹ mong con hãy suy nghĩ kỹ và quyết định cuộc đời của con bằng trái tim của người mẹ. Đêm ấy tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho đời mẹ và khóc vì ân hận mình đã sống quá hẹp hòi, ích kỷ. Tôi chỉ biết đòi hỏi chồng phải yêu thương và lo lắng cho vợ con, mà không nghĩ đến áp lực nặng nề anh ấy đang gánh. Tại sao tôi lại có thể bắt anh ấy chọn lựa giữa vợ con và gia đình của anh? Chính mẹ Út đã khơi dậy trong tôi tình cảm thiêng liêng của người mẹ. Chỉ đến khi được làm mẹ, người ta mới thấm thía trong lòng thương con đến nhường nào. Nếu như 5 năm trước mẹ Út không kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời của mẹ, thì chắc tôi đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Có được mái ấm gia đình như hiện nay, tôi mãi mãi không bao giờ quên ơn sâu và tấm lòng nhân hậu cao cả của mẹ Út. Nguyễn Thị Thảo, thành phố Hồ Chí Minh. Đọc câu chuyện trên đây, quý vị cứ suy ngẫm, có phải đời sống con người là biển khổ không? Tất cả mọi người trên hành tinh này đều lấy khổ làm vui, làm hạnh phúc. Đó là một sự vô minh hết sức mà con người ít ai chấp nhận mình vô minh. Nhưng đó là một sự thật điên đảo ngu si của loài người. Có đúng như vậy không quý vị? Đạo Phật dạy, đời người là khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Vậy chúng ta là con người, chứ đâu phải là loài động vật, sao mà không biết, không chịu tư duy, suy nghĩ, có phải đúng như vậy không? Tại sao lại phải cam chịu sống trong biển khổ đau như vậy? Đâu phải sự đau khổ đó không có lối ra. Có lối ra nên mới có những người làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, mà danh từ gọi những bậc đó là A-la-hán. Chúng ta là con người cũng như các ngài, phải dùng dậy chiến đấu với giặc sinh tử, phải làm chủ, không chịu làm nô lệ tai sai của chúng. Mặt trận sinh tử luân hồi là một trận địa rất cam go và ác liệt, nhưng chúng ta quyết định phải giành phần thắng lợi về mình, vì trước chúng ta đã có những người chiến thắng giặc sinh tử luân hồi này. Họ còn để lại cho chúng ta những tài liệu chiến thuật, chiến lược diệt trừ chúng, thì làm gì chúng ta lại chịu thua, phải không quý vị? Chúng ta quyết định phải chiến thắng giặc sinh tử luân hồi một cách dễ dàng, không đầu hàng, không khuất phục, không làm nô lệ, và mãi mãi bắt chước ông cha của chúng ta. Họ đã để lại những gương anh hùng dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không chùn bước một cách gan dạ kiên cường. Gương xưa còn đó, có đúng như vậy không quý vị? Mẹ Út tuy chiến thắng hoàn cảnh ngang trái của mình để đem lại bằng một tình thương yêu mọi người, mẹ Út phải hy sinh cả cuộc sống cá nhân của mình, phải chịu trăm cay ngàn đắng mới thu phục được lòng tin và yêu thương của mọi người thân trong gia đình. Sự êm thấm yên vui trong gia đình hôm nay có được là nhờ một lòng hy sinh cao cả. Nhưng mẹ Út vẫn chạy lanh quanh trong dòng khổ đau của quy luật nhân quả sai khiến, từ cái khổ này đến cái khổ khác, chứ không có lối thoát ra. Mẹ Út điên đảo tưởng rằng mình đã hy sinh như vậy thì sẽ được bù đắp bằng tình yêu thương của con cái là hạnh phúc an vui. Nào ngờ trong tình yêu thương của con cái thì mẹ Út lại phải gánh chịu những sự đau khổ của con cái khác nữa. Cho nên con người đi tìm hạnh phúc an vui mà đi tìm trong đường luân hồi tình yêu thương trai gái, là đi tìm cái mơ mộng, cái hảo quyền, cái bóng dáng, chứ không bao giờ con đường đó có chân hạnh phúc an vui được. Kết luận và áp dụng. Khi một người hiểu biết các pháp trên thế gian này là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì hãy buông xuống hết, buông xuống hết. Chỉ có tình thương yêu con người là bất diệt, là thường còn mãi mãi. Vì tình thương sẽ mang đến sự bình an, yên vui cho mình và mọi người, mọi loài sống trên hành tinh này. Các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 16. Họ gặp nhau nhờ có tên của ông là tác giả của một bài báo. Vì thế, bà cố tìm cho được địa chỉ điện thoại để liên lạc. Tuy nay hai người còn ở cách xa nhau hơn ngàn cây số, nhưng đã gần nhau nhờ có thông tin hiện đại. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả vay nợ tiền kiếp có duyên, nhưng nợ vợ chồng không có. Giải trình án chứng tỏ tình yêu trai gái rất khó quên, nhất là mối tình đầu của người con trai cũng như người con gái. Hình ảnh của hai người tuy lướt qua rất nhanh, nhưng lại ghi sâu đậm trong tâm hồn hai người rất khó quên. Như vậy trai gái yêu nhau là khổ, nên nhà thơ Xuân Diệu nói: yêu là nhớ thẫn thờ qua mây khói. Yêu nhau mà không thành vợ thành chồng, tức là không được gần bên nhau thì khổ biết mấy, khổ vô cùng, phải không quý vị? Cho nên các con may mắn hơn, sớm biết được Phật Pháp, biết được con đường thoát khổ sớm hơn, thì hãy mau mau chấm dứt con đường tình ái giữa trai và gái. Nó không có hạnh phúc gì đâu, toàn là sự đau khổ, toàn là cay đắng gian truân, vân vân. Sống một mình, biết Phật Pháp tu hành thì tuyệt vời, bởi biết Phật Pháp chân chính là biết Pháp hành ngăn và diệt ác Pháp vào đời sống hàng ngày, thì không có một chướng ngại Pháp nào, một ác Pháp nào, một lời nói nào, một sự việc nào, một tai nạn nào hay một bệnh tật nào làm động tâm quý vị được. Quý vị sẽ làm chủ tâm mình, lúc nào tâm cũng bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Sống một mình biết Phật Pháp thật là tuyệt vời. Không có một niệm nào trong tâm khởi lên làm dao động tâm mình, làm tâm mình phải lo lắng, sợ hãi, làm cho tâm mình phải buồn phiền, thương nhớ, chờ mong, nghi ngờ, vân vân. Sống một mình biết Phật Pháp thật là tuyệt vời. Không có tình yêu trai gái nào xen vào được, vì người biết Phật Pháp là biết tường tận gốc tình yêu trai gái là gốc khổ muôn đời muôn kiếp, là đường luân hồi sinh diệt muôn đời muôn kiếp của loài người. Người biết Phật Pháp dù nam hay nữ thì tình yêu không thể lường gạt họ được. Cho nên giữa nam nữ họ chỉ biết thương nhau với tình thương trong sạch, không đi vào tình thương thấp hèn, ô trượt, bẩn thỉu, nhục dục. Họ giúp nhau với tình tương trợ khi cuộc sống gặp khó khăn và tai nạn, bệnh tật, nghiệp báo. Tình yêu thương của họ là tình yêu thương cao thượng trong sạch. Vì thế, họ thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc của nghiệp báo, nhân quả, luân hồi. Cho nên người thông suốt giáo pháp của Phật là người sống đời sống độc cư, nhưng lại không xa lánh một người nào cả. Độc cư mà không sống một mình, bởi vì họ đồng hành với chân lý vô lậu bằng lối sống có phương pháp dẫn tâm đi vào lộ trình bất động, tự làm chủ thân tâm của mình, không bị giặc sinh tử mua chuộc sai khiến. Câu chuyện trên đây là một tình yêu lén lút vụng trộm che giấu chồng con và vợ con, mặc dù họ đã hơn 80 tuổi đầu, thế mà trong tâm là một điều gian dối. Hành động như vậy là không chung thủy với chồng con, với vợ con. Hơn 55 năm, khi mò tìm ra được địa chỉ thì liên lạc với nhau, tỏ ra mối tình đã ôm ấp chôn chặt từ lâu. Thật đáng trách cho lòng dạ con người vô liêm sỉ. Việc làm của họ về đạo lý Đông Phương thì người có đạo đức không ai chấp nhận. Ở đời nhiều con người sống lãng mạn, quá quan trọng tình yêu thương trai gái, một thứ tình yêu thương mà người hiểu biết chánh pháp về hướng về chân lý của Phật giáo thì người ta quá sợ hãi. Nghe nói đến tên tình yêu trai gái là người ta khiếp đảm như trẻ con sợ ma trong bóng đêm. Chúng ta hãy yêu thương nhau trong tình yêu thương cao thượng, trong tình yêu thương trong sạch, thoát ra khỏi tình yêu thương nhục dục thấp hèn của gia đình chồng vợ. Vì tình yêu thương đó, nó thường mang lại sự khổ đau cho mình, cho nhiều người. Chúng ta hãy yêu thương nhau trong tình yêu đa hướng, nhắm đến sự thanh cao trong sạch, tương thân tương ái mãi mãi. Con người yêu thương con người, bất cứ người nào, và con người yêu thương muôn loài vạn vật, và mãi mãi yêu thương mọi sự sống, mọi sự bình an hạnh phúc, an vui trên hành tinh này. Hãy gạt bỏ tình yêu thương trai gái trên đạo lộ sinh tử luân hồi, thì mới mong thoát khổ của kiếp làm người. Kết luận và áp dụng. Trên đời này chỉ có tình yêu thương chân thật, hồn nhiên, vô tư, trong trắng thì mới cao quý. Cho nên trai gái yêu thương nhau với tình yêu thanh cao, trong sạch đó, thì đừng đi sang qua một lãnh vực tình nhục dục. Vì tình nhục dục là một thứ tình yêu đau khổ, nó thuộc về nhân và quả. Mà nhân quả thì các con đều biết, toàn là mọi sự khổ đau. Muốn thoát ra mọi sự khổ đau thì chỉ có tình thương yêu đa hướng, tức là yêu thương tất cả, chứ không riêng yêu thương cho một người nào. Vì người nào cũng có sự sống bình đẳng như nhau, nên yêu thương tất cả là đúng. Các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 17. Họ đã nói chuyện với nhau nhiều, trút cho nhau những bầu tâm sự mà từ khi yêu cho đến nay chưa thổ lộ với ai bao giờ. Hơn nửa thế kỷ giấu kín một tình yêu ôm ấp mãi trong lòng. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: tình yêu là do duyên nhân quả tiền kiếp. Giải trình án: hơn nửa thế kỷ tình yêu thương trai gái, bây giờ mới có dịp trút bầu tâm sự, trong lúc tuổi tác sắp đi vào lòng đất lạnh mà còn gắn bó yêu đương. Ghê thật lòng dạ con người. Có chồng, có vợ, có con, có cháu chích chắc như vậy, mà tình cảm trai gái lúc thuở ban đầu không chịu bỏ xuống, như cụ Nguyễn Du đã nói: khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan. Nếu quả thật tình yêu cao thượng và chung tình chung thủy, thì ông đừng có vợ và bà đừng lấy chồng. Còn ở đây, bà có chồng và ông có vợ, rồi cả hai đều có con cháu chích chác đông đảo, mà còn gợi thương gợi nhớ với nhau. Thật là lãng mạn không ai tưởng nổi với hai ông bà cụ này. Với tuổi tác gần đất xa trời, mà tình yêu thương trai gái còn nóng bỏng như thuở còn thanh niên, trải qua gần hết một cuộc đời người mà không thấy đời sống con người khổ sao? Không thấy tuổi tác sắp tàn tạ còn gì nữa mà yêu với thương? Lại còn không thấy bây giờ mình đã là cụ ông cụ bà sao? Cuộc đời khổ là một bài học thực tế. Vậy sao hai cụ chưa hiểu tình yêu thương trai gái là con đường khổ đau của kiếp làm người, mà cũng chính con đường ấy là con đường độc lộ sinh tử luân hồi như trên đã thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhất là lộ trình này thường đi theo nghiệp lực nhân quả, nên chúng đã điều khiển vạn vật sinh diệt mãi mãi muôn đời muôn kiếp để trả vai theo luật nhân quả. Nỗi thương nhớ khổ đau trong tình yêu trai gái không thành vợ thành chồng của ông cụ bà cụ này thật là một tình trường đau khổ. Yêu mà không dám thổ lộ cho ai biết, chỉ ôm ấp trong lòng, ngày ngày thăm dò tin tức nhưng vẫn bạc. Cho nên ông cụ bà cụ luôn nghĩ rằng chắc người yêu đã hy sinh cho tổ quốc, cho nên ông cũng mạnh dạn lấy vợ, và bà cũng không còn hy vọng nên đã lấy chồng. Như vậy rõ ràng tình yêu thương gia đình và bổn phận chứ không còn nghĩa chung tình chung thủy. Họ sống với nhau chỉ là bổn phận chồng hay vợ, để chia sẻ cuộc sống cùng nhau gánh vác, chứ nói tình yêu thương gắn bó chung tình chung thủy trong cuộc sống lứa đôi thì không có. Xét như vậy, chúng ta thấy rất rõ tình yêu thương trai gái thanh cao trong sạch, không chút bận nhơ trong tình nhục dục, thì tình yêu ấy rất tuyệt vời. Nhưng không khéo thì nó trở thành tình yêu thương lãng mạn, mang tính chất sầu khổ thương đau. Như trên đã nói, tình yêu thương nào cũng là tình yêu trong đau khổ, vì đó chỉ là tình yêu thương nhất hướng. Nếu không làm khổ mình thì làm khổ người, hoặc làm khổ cả hai. Chúng ta là những đệ tử của Phật, nên chúng ta phải sáng suốt và cân nhắc kỹ lưỡng hơn, phải sống yêu thương trong tình yêu thương không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thì đó mới chính là tình yêu thương cao thượng trong sạch, thì đó mới là tình yêu thương từ bi của con đường Phật giáo đã dạy chúng ta. Và chính chúng ta lúc nào cũng nên ghi nhớ để sống đúng, làm đúng thân hành, ý hành, khẩu hành, đạo đức nhân bản nhân quả, con đường đau khổ của kiếp làm người. Theo luật nhân quả thì con người không ai thoát ra khỏi quy luật tình yêu trai gái, ngoại trừ những người học Phật Pháp và tu tập chứng quả vô lậu, thì họ mới có thể làm chủ và điều khiển quy luật này. Chỉ có đạo Phật mới nhìn thấu suốt được con đường tình ái, tức là con đường tình yêu thương trai gái, là con đường đau khổ dẫn đến luân hồi tái sinh muôn vạn kiếp. Cho nên một người tu theo đạo Phật mà chưa thông suốt tâm ái dục này là chưa thông suốt Phật giáo. Bởi Phật giáo ra đời vốn chỉ dạy cho con người hiểu rõ nguyên nhân khổ đau của con người là cái gì. Chân lý tập đế không phải là ái dục sao? Ái dục không phải là con đường tình yêu thương trai gái sao? Đối với đạo Phật, trai gái yêu nhau là một sự khổ đau. Người tu sĩ Phật giáo họ yêu thương mọi người, mọi loài bình đẳng như nhau. Vì thế họ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Từ tình yêu trai gái, nó không dừng ở đó, mà nó đòi hỏi đi xa hơn. Đó là tình yêu thương nhục dục. Từ tình yêu thương nhục dục mới khiến con người làm ra biết bao nhiêu tội ác. Có thể làm cha mẹ vẫn giết con như thường mà báo chí thông tin. Những bà mẹ trẻ nạo móc bỏ thai nhi. Ai có vào bệnh viện Từ Dũ thì sẽ rõ, ngày nào cũng có người nạo móc thai nhi. Thật là đau xót vô cùng. Nỗi đau không những của riêng ai. Còn nếu để nuôi lớn thì bụng mang dạ chữa. Đó cũng là một cách khổ sở vô cùng. Rồi đến khi sinh nở phải chịu khổ đau tận cùng. Do đó người ta cầu khẩn trời Phật gia hộ, mẹ tròn con vuông. Từ đó câu này trở thành câu tục ngữ. Thật sự trong đời này, người ta thường nhắn nhủ người phụ nữ rất chí tình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Những câu ca dao tục ngữ như vậy thường nói cái khổ của người phụ nữ trên tình yêu ái dục. Trên tình yêu ái dục, người phụ nữ phải gánh chịu trăm ngàn khổ đau. Từ tình yêu đi đến hôn nhân, người phụ nữ phải chiều chuộng chồng con, phải quần quật nặng gánh chuyện nội trợ, rồi những chuyện nghịch ý không cùng một quan niệm sống, nhưng phải thầm lặng chịu đựng để làm vui cửa vui nhà, chứ nào có thật sự vui đâu. Vả lại khi có chồng rồi, không được tự do như lúc chưa có chồng. Khi có chồng mà tiếp giao với một người khác phái trang lứa tuổi như mình, thì coi chừng chồng ghen tuông. Ghen tuông thì khó thể nào tránh khỏi bạo lực gia đình. Nếu bạo lực gia đình không xảy ra, thì gia đình cũng lục đục, cơm không lành, canh không ngon, không làm sao tránh khỏi. Khi xảy ra bạo lực gia đình, thì có thể đi đến ly dị. Tất cả những điều khổ đau này, người phụ nữ phải lãnh đủ cả mọi sự khổ. Nếu khép mình làm người vợ tốt trong gia đình thì được yên thân, nhưng không an thân đâu quý vị ạ. Rồi đây bụng mang dạ chữa, nặng nhọc trăm bề khổ sở, cho đến ngày sinh nở, một chết một sống, vô cùng đau đớn. Như vậy chưa hết khổ đâu, phải suốt 3 năm nuôi con cho bú mốm, tam niên nhũ bộ, phải chịu dơ chịu bẩn, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Rồi khi con đau ốm bệnh tật thì mẹ khổ trăm bề. Vốn con người có sức chịu đựng giỏi trong mọi khổ đau, để tuân theo quy luật nhân quả trả vai. Như vậy chúng ta truy ra nguyên nhân sinh ra muôn vàn đau khổ của người phụ nữ, không phải là tình yêu trai gái sao? Đúng là tình yêu trai gái là nguyên nhân sinh ra muôn vàn sự khổ đau. Vậy sao người ta lại yêu nhau? Lại còn gọi người có tình yêu thương trai gái gắn bó là người có quả tim vàng. Chỉ mê theo chúng tôi nghĩ, không có quả tim vàng mà có tràn đầy quả khổ đau của kiếp người. Chỉ có những người không biết mới chấp nhận tình yêu trai gái không quên mới gọi là quả tim vàng. Tại sao con người không thông minh nhận ra đâu là con đường khổ, đâu là con đường không đau khổ? Chỉ mê mờ ham muốn chạy theo những phút tri hoang sắc dục của tình yêu trai gái, mà phải gánh chịu suốt cả một đời người trăm cay muôn ngàn dạng khổ đau. Biết tình yêu trai gái là trăm cay muôn vạn sự khổ đau, sao mọi người không dừng lại mà cứ lao thẳng vào, để rồi như con cá mắc cạn trên khô, thật là tội nghiệp. Đức Phật xác định con người là vô minh, tức là con người thiếu sự hiểu biết quy luật nhân quả. Nhưng khi đã chỉ dạy cho họ hiểu biết, giác ngộ được tình yêu trai gái là con đường khổ, con đường tái sinh luân hồi, thế mà họ vẫn không dừng lại. Là cớ sao vậy? Biết rõ nơi đó là hang hùm, rắn độc, nơi đó sẽ giết hại và làm đau khổ con người, thế mà mọi người vẫn chui vào hang hùm, đùa giỡn với rắn độc. Nhưng khi bị hùm ăn, rắn độc cắn thì than thân trách phận, kêu trời kêu Phật. Thật là đáng thương, nhưng biết làm sao khuyên và giúp họ. Bởi vì mỗi người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay thế cho mình được. Đây là lời nhắn nhủ của Đức Phật đã dạy cách đây 2551 năm. Nhưng giá trị lời nói này mãi mãi không mờ phai trong lòng người. Kết luận và áp dụng. Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy các con còn có những gì mà không buông xả cho sạch? Chỉ còn duy nhất là tâm bất động trước ác pháp và cảm thọ. Đó là một trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Hãy cố gắng lên các con ạ. Đời là vô thường, có ai sống mãi với chúng ta đâu. Rồi đây mọi người đều theo nghiệp thiện ác mà đi tái sinh luân hồi. Vậy còn gì nữa mà chúng ta không buông xuống cho thật sạch, phải không các con? Đoạn 10. Bà cố vượt qua nỗi buồn tê tái trong lòng mình, nhưng rất vui vẻ lạc quan. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức vượt qua nhân quả ý hành. Giải trình án: vốn con người có sức chịu khổ, khi chịu đựng những sự khổ đau thì gọi là vượt qua. Nhưng bảo rằng tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, là không khổ đau là không đúng. Bởi nói đến gia đình là nói đến mọi sự khổ đau đều tập trung nơi đó. Thế mà con người ít ai tránh khỏi. Con người cứ trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, như một điệp khúc khổ đau lặp đi lặp lại mãi mãi, từ đời này đến đời khác không bao giờ dứt. Đúng vậy, quy luật nhân quả sinh tồn của muôn loài trên hành tinh sống này duy nhất chỉ có con đường này. Con đường này gọi là con đường tái sinh luân hồi như trên đã nói. Muốn chấm dứt tái sinh luân hồi thì tình yêu trai gái sắc dục phải chấm dứt. Nếu không chấm dứt con đường đau khổ này thì loài người mãi mãi phải chịu khổ đau muôn đời muôn kiếp. Khi yêu thương nhau cách xa thì khổ đau, gần nhau thì lời qua tiếng lại cũng khổ đau. Khi yêu thương nhau, bệnh đau phải chăm sóc cho nhau cũng khổ đau. Khi yêu thương nhau, thấy ai thân mật với người mình yêu thương thì sinh tâm ghen tuông, tức giận hay buồn phiền, đó là những sự khổ đau. Khi có con có cháu, nếu có đứa nào bệnh tật hay chết thì nỗi khổ đau lại chồng chất lên nhau suốt từ năm này đến năm khác. Nói đến gia đình, ai cũng tưởng nó hạnh phúc, nhưng nào ngờ gia đình là cảnh địa ngục trần gian, gia đình là con đường sinh tử luân hồi. Người có trí hiểu biết gia đình là nghiệp báo theo quy luật nhân quả trả dai từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên gia đình là cái rọ để nhốt mọi người cùng chung nhân quả, để gắn bó cùng chịu khổ đau. Chính con đường sinh tử luân hồi cũng là nơi đây như trên đã nói. Vì vậy nó là con đường đau khổ nhất trên hành tinh sống này. Thế mà mọi người đang sống trên hành tinh này đều nghĩ tưởng gia đình là hạnh phúc. Nhưng khi bước vào thành lập gia đình thì hạnh phúc đâu không thấy, chỉ toàn thấy muôn vàn thứ khổ đau. Từ những khổ đau này đến những khổ đau khác, khổ đau triền miên. Cho đến khi xuôi hai tay đi đất lạnh thì lại tiếp tục tái sinh. Như vậy làm sao hết khổ được? Bởi vậy, ai là người hiểu được con đường tình yêu trai gái đầy gian truân khổ ải này? Và chính ai là người đã vượt ra khỏi con đường này? Ôi, con đường nhiều cay đắng và chông gai. Từ xưa đến giờ, ai cũng lầm lạc tưởng là trai gái yêu nhau đi đến hôn nhân là hạnh phúc. Nhưng nào ngờ đó là một lộ trình mở ra để đưa con người đi vào nghiệp tái sinh luân hồi, vô vàn muôn sự khổ đau. Kết luận và áp dụng. Vượt qua nhân quả chỉ là một lời nói suông. Vậy bằng cách nào để vượt qua nhân quả? Phải có phương pháp, phải có sự tập luyện. Vượt qua nhân quả có nghĩa là làm chủ nhân quả. Muốn làm chủ nhân quả thì duy nhất chỉ có tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Muốn được tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì các con phải triển khai tri kiến giới luật đức hạnh, nhân bản, nhân quả. Hằng ngày sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh bằng đức hiếu sinh đa hướng. Bất cứ một ác pháp nào xảy đến đều phải đem lòng yêu thương và tha thứ. Có thực hiện tâm như vậy thì mới tìm thấy sự bất động của tâm. Sự bất động của tâm chính là sự vượt qua nhân quả, hay còn gọi là làm chủ nhân quả. Các con nên nhớ lời dạy này, chính nó là lời vàng từ kim khẩu Đức Phật đã dạy trong Tạng Kinh Nikaya. Đoạn 11. Săn sóc ông chồng vô cùng chu đáo. Bà lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, lo từng giấc ngủ khi thấy chồng trở mình. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức chánh niệm bổn phận hiếu sinh ý hành, thân hành. Giải trình án. Đọc đoạn văn trên đây, chúng ta mới thấy hai chữ bổn phận và trách nhiệm của người vợ, người mẹ thật là trăm ngàn thứ khổ. Phải lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, phải lo sao cho giấc ngủ chồng con yên ổn khi trở mình. Như vậy, người phụ nữ làm hết trách nhiệm và bổn phận của mình có khổ không quý vị? Bởi vậy, một người sáng suốt soi rọi lại cuộc sống của mình mới thấy cuộc sống gia đình là địa ngục. Còn ai cho nó là thiên đàng hạnh phúc thì đó không thực tế, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bởi vậy, người đi tìm sự bình an hạnh phúc trong lứa đôi thì không bao giờ có chăng cũng chỉ là giấc mơ, nhưng khi choàng tỉnh là một sự đau khổ ê chề. Tình yêu trong đôi lứa là miếng mồi dụ mọi người lọt bẫy xa lưới, để rồi chỉ còn biết chịu đựng cho hết cuộc đời mà thôi. Nhưng không rõ nó thì kiếp khác lại cũng tái diễn như vậy, nghĩa là khổ đau rồi lại tiếp tục khổ đau mãi mãi. Tình yêu lứa đôi là một định luật đau khổ của loài người muôn đời muôn kiếp, mà loài người mê muội nên xây dựng một nền tảng hạnh phúc ảo tưởng. Vì thế, nó trở thành một truyền thống duy trì nòi giống. Con người duy trì nòi giống trong lộ trình đau khổ, mà không tìm một lộ trình duy trì nòi giống qua con đường không đau khổ. Có một con đường duy trì loài người mà không phải là con đường lứa đôi, vạn vật được hợp duyên để sinh ra có bốn cách. 1. Thấp sinh là những sinh vật sinh nơi ẩm thấp. 2. Noãn sinh là những sinh vật sinh ra trứng, từ trứng mới nở thành con. 3. Thai sinh là những sinh vật sinh ra bằng con. 4. Hóa sinh là những sinh vật sinh ra bằng cách tự hợp các duyên tạo thành ra con người. Ba loại sinh đầu tiên đều phải hợp duyên, sinh ra bằng quy luật nhân quả âm dương, tức giống đực và giống cái. Dù là cây cỏ cũng phải qua quy luật này. Còn loại sinh thứ tư thì không qua quy luật nhân quả âm dương, mà bằng tứ thần túc hợp duyên theo ý thức điều khiển pháp hướng tâm. Như vậy, con người muốn sinh nơi không đau khổ, nơi thanh tịnh thì chỉ có sinh nơi hóa sinh. Hóa sinh ở đây không có nghĩa là biến hóa như mọi người tưởng tượng, dùng thần thông biến hóa, hoặc hóa sinh như con sâu bướm. Sâu bướm mọc cánh, mọc chân thành con bướm, rồi bướm giao hợp sinh ra trứng, trứng nở ra ấu trùng, tức là con sâu. Con sâu lần lớn lên, mọc cánh, mọc chân thành lại bướm. Do không hiểu, các nhà đại thừa cho đó là hóa sinh. Như trên đã nói, bướm giao hợp mới sinh ra trứng. Như vậy là bướm sinh ra bằng con đường noãn sinh. Từ sâu thành bướm là sự phát triển của con bướm, chứ không phải hóa sinh. Một người tu hành đúng chánh pháp của Phật, tâm tham, sân, si, mạn, nghi đã xa lìa và diệt hẳn, nên không còn tái sinh theo ba con đường tháp sinh, thai sinh và noãn sinh. Ba con đường như tái sinh này do nghiệp lực nhân quả tương ưng chiêu cảm, chứ con người không có quyền điều khiển sự tái sinh này. Vì thế, trai gái yêu nhau là một quy luật nghiệp báo của nhân quả, mà tất cả các loài hữu tình hay vô tình đều bị lực hút tương ưng đi tái sinh, chứ không người nào có được quyền làm chủ tái sinh luân hồi. Vì thế, người nào muốn làm chủ tái sinh luân hồi thì phải tu hành chứng quả A-la-hán. Người chứng quả A-la-hán mới có tứ thần túc. Nhờ có tứ thần túc, con người mới đủ năng lực hợp các duyên rồi mới hóa sinh. Nhưng đối với người tu chứng quả A-la-hán, họ lại không bao giờ hóa sinh. Khi bỏ thân nghiệp tứ đại này, họ sẽ vào niết bàn vĩnh viễn. Vì hóa sinh vẫn còn mang thân tứ đại, mà thân tứ đại là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi phải chịu luật vô thường. Vì thế, người tu chứng quả A-la-hán không ai còn muốn tái sinh trở lại đời này nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói, ta chỉ còn một đời này nữa mà thôi. Có người bảo rằng, nếu ai cũng tu hành chứng quả A-la-hán hết, thì trên hành tinh này sẽ không còn có con người nữa. Lời nói này không đúng, vì loài người không thể chấm dứt trên hành tinh này được. Khi môi trường sống vẫn còn, thì luật nhân quả vẫn còn chi phối vạn vật. Cho nên luật nhân quả vẫn còn, thì quy luật sinh diệt của nhân quả vẫn còn. Mà quy luật nhân quả sinh diệt vẫn còn, thì tái sinh luân hồi phải theo ba đường: thấp sinh, thai sinh và noãn sinh. Kết luận và áp dụng. Làm người ai cũng có trách nhiệm và bổn phận, nhưng trách nhiệm và bổn phận của mỗi người, dù nam hay nữ, đều phải sống có đạo đức. Nhờ sống có đạo đức mới đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho mọi người và cho mọi vật. Vì vậy các con nên biết, chính trách nhiệm và bổn phận đạo đức của con người là trên hết, không có trách nhiệm bổn phận nào ngoài đạo đức các con ạ. Con người lấy đạo đức làm cuộc sống là trách nhiệm và bổn phận đúng đắn nhất cho sự sống trên hành tinh này. Đoạn 12. Đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo nhiều đời. Giải trình án. Đoạn trên đây nói, đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Đời sống con người nghe nói câu này cho là hạnh phúc, nhưng không đâu quý vị ạ. Quý vị cứ xem xét, đôi vợ chồng có duyên nợ ăn đời ở kiếp, đó là một điều người ta tưởng rằng tốt của cuộc đời, mà mọi người ai cũng mong muốn được như vậy. Nhưng xét cho cùng, hai người sống chung nhau như vậy, họ có rất nhiều sự đau khổ, chỉ vì họ không lưu ý mà thôi, chứ lưu ý họ sẽ thấy rõ hơn. Nếu hai vợ chồng ly dị chia lìa, họ sẽ có những sự đau khổ trong ly dị chia lìa. Còn không ly dị chia lìa, họ lại có những điều không khổ trong không ly dị chia lìa. Cho nên Đức Phật dạy, đời là biển khổ. Nhưng mấy ai lưu ý, cứ khổ mặc khổ, nên luôn luôn lúc nào cũng sống trong khổ, ngày nào cũng khổ, giờ nào cũng khổ. Mọi người lấy cái khổ làm niềm vui. Vui trong đau khổ là vui chỗ nào đó quý vị? Bởi vui và khổ là hai mặt của cuộc đời. Có vui thì không có khổ, có khổ thì không có vui. Cho nên nói lấy khổ làm vui là không đúng. Nhưng chấp nhận chịu đựng khổ để sống thì đúng. Cười ra nước mắt, đó là cuộc sống của con người. Người ta thường bị tâm mình lừa gạt đời sống lứa đôi là hạnh phúc. Vì thế họ không biết, không thấy đời là khổ đau, là con đường tái sinh luân hồi. Nên trai gái lớn lên đều bắt đầu yêu thương nhau để chịu khổ, để làm tất cả tội ác. Người ta gọi là hạnh phúc, chứ nào tìm đâu ra hạnh phúc. Chúng ta phải biết con đường trai gái yêu nhau là con đường đau khổ nhất của cuộc đời. Lời nói này có đúng không quý vị? Quý vị cứ nhìn xem có đôi vợ chồng nào là hạnh phúc thật đâu. Chỉ là ảo tưởng, từ cái khổ này chưa dứt sẽ tiếp nối cái khổ khác, khổ chồng lên lớp lớp trùng trùng. Ví dụ, khi còn sống độc thân chưa lập gia đình, thì khi đau chỉ có một mình, thì cái khổ cũng chỉ có một mình. Còn khi có hai người, thì chồng đau hay vợ đau, thì cả hai người đều khổ. Người đau cũng khổ, người không bệnh đau cũng khổ. Khổ vì lo rầu, khổ vì phải chăm sóc thuốc thang cho người bệnh, do đó ăn không ngon, ngủ không yên, vân vân. Tất cả những điều này không phải khổ sao? Khi còn độc thân, chỉ có một ý kiến nên không có sự tranh cãi bất đồng. Nhưng khi có hai người thì lại có hai ý kiến. Có hai ý kiến thì có sự bất đồng ý, mà có sự không đồng ý là có sự tranh cãi, mà có sự tranh cãi là không có sự bằng lòng, Không có sự bằng lòng là có sự phiền não tức giận. Có sự phiền não tức giận là có sự đau khổ, phải không quý vị? Khi sống độc thân thì không có sự sinh con đẻ cái. Sinh con đẻ cái không phải là sự đau khổ sao? Để minh chứng sự đau khổ của tình yêu lứa đôi qua bài Ước Mơ. Hai chữ ước mơ tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi con người. Sống trên đời, ai cũng lựa chọn cho mình một ước mơ để vững bước trong cuộc sống và định hướng tốt đẹp cho tương lai. Nhưng ước mơ không chỉ đơn thuần là làm thế nào để có nghề nghiệp ổn định cho riêng mình, mà còn là khát vọng và mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc. Hồi nhỏ khi nhắc đến ước mơ là tôi lại mong sao có một ngày nào đó có thể được bay lên bầu trời để tận mắt thấy những vì sao, được thấy chị Hằng trên cung trăng. Nhưng dần lớn lên tôi mới biết đó chỉ là ảo tưởng. Và giờ đây ước mơ lớn nhất của tôi là được sống trong một gia đình hạnh phúc. Có lẽ đối với tôi như thế là quá đủ rồi. Sinh ra tôi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và chị tôi. Tôi nghĩ số phận của mình quá may mắn. Nhưng càng lớn lên tôi mới hiểu rằng mặc dù được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, nhưng cuộc sống gia đình tôi không được hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, cứ tối đến ba mẹ tôi cãi nhau. Có khi vì bố tôi uống rượu say về phá tung đồ đạc. Mỗi lần như thế là hai chị em tôi chỉ biết khóc, không dám can ngăn. Cứ như thế tuổi thơ trôi qua trong những nỗi đau về tinh thần. Nhưng cha mẹ tôi không biết, họ cho rằng cuộc sống như vậy đã đủ với chị em tôi. Có những đêm tôi khóc thầm, mong sao cha mẹ có thể hiểu được tâm trạng của tôi và van họ đừng tiếp tục cãi nhau nữa. Nhưng có lẽ sự thật quá bất công. Tôi mong sao mình có thể biến thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời. Có lẽ như vậy thì tôi không phải nghe cha mẹ xích mích cãi nhau, và tôi không phải khóc nữa. Nước mắt rồi cũng có ngày khô cạn, và đôi khi nước mắt không thể giải quyết được sự việc. Tôi biến thành một vì sao hay một vật vô tri nào thì đó cũng chỉ là ảo ảnh. Giờ đây tôi đã lớn, thời gian đã trôi qua, tất cả vạn vật đã thay đổi, nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn là con số không. Nhiều lúc tôi tự nghĩ tại sao cái ước mơ nhỏ bé đó lại không thể trở thành hiện thực. Tại sao những bậc làm cha làm mẹ không nghĩ rằng những sự việc mà họ làm đã gây tổn thương chính con của họ? Người ta thường nói, tôi sẽ không lo nghĩ, tôi sẽ không mơ tưởng những ý nghĩ kỳ quái mà chính tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy tôi đã lớn, nhưng một khi vào nhà các bạn chơi, thấy cha mẹ bạn thật hạnh phúc, tôi lại muốn khóc. Nhưng khóc để làm gì, khi sự thật không thể thay đổi, mặc dù nước mắt tôi đã cạn khô. Nguyễn Thị Thu Thảo. Đọc qua đoạn văn trên, chúng ta xét thấy tình yêu trai gái đâu có gì là hạnh phúc, mà toàn là khổ đau. Đứng bên ngoài tưởng là thiên đàng, không ngờ khi bước chân vào mới thấy đó là địa ngục. Địa ngục không của riêng ai, có đúng không quý vị? Con người vì tâm ái dục làm mê mờ lý trí, nên cứ ngỡ tưởng trai gái yêu nhau là hạnh phúc. Yêu nhau mà cha mẹ đôi bên không bằng lòng thì đó là nỗi khổ đau vô cùng vô tận của trai gái. Còn yêu nhau mà cha mẹ đôi bên chấp nhận thì lại có cái khổ khác, cái khổ của sự ràng buộc hôn nhân của cả hai gia đình cha mẹ đôi bên. Đó là một chùm nhân quả khổ đau. Cái gì đến rồi phải đến theo trình tự của nghiệp báo nhân quả mà con người không thể làm chủ và lường trước được. Chỉ có đương đầu và chịu đựng đời đời kiếp kiếp, nối tiếp nhau mãi mãi như ngọn đuốc. Ngọn đuốc này vừa tắt thì ngọn đuốc khác tiếp nối cháy lên vô lượng kiếp khổ đau. Kết luận và áp dụng. Nhân quả nghiệp báo như các con đã học, nó không tha cho một người nào cả khi các con làm điều ác. Vì biết rõ nhân quả nghiệp báo như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày các con phải cẩn thận. Mỗi việc làm, lời nói phải suy nghĩ chín chắn rồi mới làm và nói, chứ không được dục ăn, dục nói như trước kia nữa. Các con đã học đạo đức thì phải áp dụng đạo đức vào cuộc sống để không có nhân quả nghiệp báo nào tác động các con được. Các con nên nhớ kỹ lời dạy này. Đoạn 13. Năm nay tuy tuổi đã xấp xỉ gần 80, nhưng bà lại gặp một tin vui bất ngờ. Sau 55 năm, bà tìm được địa chỉ của người mình mong đợi. Người bà yêu không ai khác là bạn học cùng trường. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo tình yêu trai gái ý hành. Giải trình án: từ lúc tuổi còn trẻ, bây giờ tuổi đã 80, thế mà tình yêu vẫn chôn chặt trong lòng, chưa dám hở môi nói với ai, ngay cả chồng con cũng chẳng dám thổ lộ. Như vậy, tình yêu thương trai gái thuở ban đầu đã ghi đậm vào tâm hồn một nỗi lòng thương nhớ không quên. Nguyễn Du nói: nỗi riêng riêng những bàng hoàng, khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan. Tuy đã có chồng con cháu chích chà chắc, nhưng mỗi khi nửa đêm canh khuya thanh vắng còn lại một mình, thì lại nhớ mối tình đầu năm xưa. Khi nhớ nhau làm sao tâm hồn không ray rứt. Bởi vậy, tình yêu thương trai gái là khổ. Tình yêu thương ấy là tình yêu thương lãng mạn. Nguyễn Du đã nói đến sự đau khổ day dứt của tình yêu ấy bằng câu thơ rất hay và rất đúng tâm lý con người: dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Bà cụ già này cũng vậy, trên 55 năm, có chồng con cháu chích chà chắc, thế mà mối tình đầu vẫn chưa tan. Một nỗi nhớ thương đeo đẳng cho đến khi chết, tình yêu của bà cũng không quên. Đúng là bà, người rất chung tình, nhưng đối với chồng thì bà không phải là người chung thủy. Khi chưa có chồng có vợ, còn là một cô gái, một chàng trai thanh niên thì yêu thương người nào cũng được. Nhưng không nên yêu thương những người có vợ hay những người có chồng, vì yêu thương như vậy là phá hoại gia đình và làm tan cửa nát nhà người khác. Trai gái yêu thương nhau cũng phải cẩn thận lựa chọn, chứ không phải đụng đâu yêu thương đó. Nhưng dù sao tình yêu trai gái có chọn lựa hay không chọn lựa, nó vẫn là con đường đau khổ của loài người. Không yêu thương là thoát khổ, là chấm dứt tái sinh luân hồi. Không yêu thương trai gái là làm chủ nghiệp báo nhân quả. Sống trong cuộc đời mà ra khỏi cuộc đời, không còn mọi sợi dây ái kiết sử vô hình trói buộc. Hạnh phúc thay cho những ai thoát khỏi tình yêu thương trai gái. Thoát khỏi tình yêu thương trai gái là thoát khỏi quy luật nhân quả. Hạnh phúc thay cho những ai biết trai gái yêu nhau là con đường dẫn đến tái sinh luân hồi, khổ đau muôn kiếp. Hạnh phúc thay cho những ai có đầy đủ nghị lực và ý chí kiên cường, vượt thoát sự cám dỗ của tình yêu thương trai gái. Hạnh phúc thay cho những ai sống trong đời người mà không bị nghiệp đời ràng buộc. Kết luận và áp dụng: các con nên nhớ, tình yêu thương giữa trai gái là tình yêu thương tốt đẹp, nhưng phải dừng tình dục dục. Vì tình dục dục là con đường đau khổ không riêng gì của người nào. Vì người nào bước chân vào tình dục dục thì không có người nào thoát khổ. Cho nên các con, các cháu là những thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ cần phải cảnh giác tình dục dục. Nó là một loại dục ích kỷ, cá nhân, thường xâm chiếm làm hư hoại tình yêu thương trong sạch, vô tư và thanh cao của con người. Các con hãy nhớ lấy lời dạy này. Đoạn 14. Tình yêu chớm nở thì người bà yêu đã theo tiếng gọi của tỉnh nhà vào quân đội để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công. Người thanh niên đó đi từ chiến trường này sang chiến trường khác, chuyển từ công tác này sang công tác nọ. Khi ở trong nước, khi được đi học nước ngoài, cũng bôn ba khắp nơi. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo có duyên không nợ. Giải trình án: nhân duyên nghiệp báo của tiền kiếp có yêu nhau mà không có duyên nợ nhau để thành vợ thành chồng, rồi mỗi người phải đi mỗi ngả. Như nhà thơ Thế Lữ nói: anh đi đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Chẳng muốn trong mâm sum họp lại, bận lòng chi nữa lúc chia phôi. Tình yêu trai gái là đau khổ như vậy. Thơ văn người xưa cũng như người nay đều nói lên lòng đau khổ của tình yêu trai gái như đoạn thị điểm: ngoài đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn xanh. Đưa chàng lòng giặc giặc buồn, bộ không bằng ngựa, thủy không bằng thuyền. Hay nước trong chảy lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây. Huy Cận. Sóng gợn Trường Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song. Thuyền về bến cũ sầu muôn ngã, củi một cành khô lạc mấy dòng. Tình yêu trai gái mới chỉ bắt đầu mà còn đau khổ như vậy, huống là đã thành vợ thành chồng thì còn biết bao nhiêu sự đau khổ, phải không quý vị? Vì vậy ai dám bảo tình yêu trai gái là hạnh phúc. Nhìn thế gian này con người quá điên đảo, lấy khổ đau làm hạnh phúc an vui. Vì thế không có người nào thoát khỏi tình yêu thương trai gái và chồng vợ. Thậm chí như trong bài học này, một bà lão 80 tuổi gần đất xa trời, thế mà vẫn còn sống lãng mạn yêu thương như cô gái mới 18 xuân thị. Được biết địa chỉ của người yêu trong tuổi học trò thì mau mau tìm cách liên lạc để tỏ tình với nhau, thật là chung tình. Tình yêu thương ấy vẫn còn nồng cháy như lúc còn thanh niên. Như vậy suốt thời gian có chồng có con, bà vẫn luôn luôn nhớ đến phái dậy tình xưa. Vì thế trong Chinh Phụ ngâm khúc: nước trong chảy lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi giả nhớ chẳng khuây. Đó có phải chăng con người quá ngu si, lấy khổ đau làm hạnh phúc? Hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy toàn nhớ thương và đau khổ. Nếu không nhớ thì thôi, mà nhớ thì khổ đau vô cùng. Có phải vậy không quý vị? Kết luận và áp dụng: có duyên không nợ. Đó là lời nói của những trai gái yêu thương mà không đi đến hôn nhân để thành vợ thành chồng. Hôn nhân chỉ là một sự ràng buộc trong tình nhục dục để họ không còn bỏ nhau. Bởi vậy tình nhục dục không có bền chắc nên buộc hôn nhân. Nếu không có hôn nhân thì tình nhục dục chỉ là một trò chơi qua đường để thỏa mãn sắc dục, rồi đường ai nấy đi, ai khổ ráng chịu. Vì vậy nhục dục là thứ ích kỷ. Bởi vậy các con, các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ phải tránh xa tình nhục dục. Vì thật sự có hôn nhân thành vợ thành chồng keo sơn gắn bó với nhau, nhưng nó là con đường đau khổ. Các con các cháu có tin không? Nếu không tin các con các cháu hãy nhìn xem, trên đời này có đôi vợ chồng nào mà không khổ đau, không cực nhọc, mặc dù họ rất chung tình, chung thủy thương yêu nhau. Đoạn 15. Cũng như bà, theo quy luật của tạo hóa, anh có gia đình vợ con, nay cũng có cháu nội cháu ngoại như bà, và tuổi tác cũng đã lúc gần đất xa trời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: theo quy luật nhân quả các pháp đều vô thường. Giải trình án: quy luật nhân quả các pháp vô thường. Cuộc đời yêu nhau nhưng không thể sống độc thân như vậy, nên cả hai không biết tin tức của nhau. Sống trong chiến tranh nên đều nghĩ rằng đã chết, nên ông lấy vợ, bà có chồng. Mối tình đầu được xem như đã trôi vào dĩ vãng, nhưng dù sao cũng không thể quên. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tình yêu trai gái không vướng vào thì thôi, mà đã vướng vào thì rất khó bỏ ra. Một giây đã buộc, ai chẳng cho ra. Cha mẹ đã có kinh nghiệm này thì nên hướng dẫn con mình hãy thoát ra, chứ đừng để con cái mình vướng vào cạm bẫy con đường tình yêu và gia đình. Vì đó là con đường dẫn đến khổ đau muôn đời muôn kiếp. Bởi vậy đường trai gái yêu nhau có gia đình là con đường đau khổ. Từ xưa đến nay, có gia đình nào trên hành tinh này là hạnh phúc trọn vẹn không khổ đâu. Người ta nói tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, nhưng sự thật tìm hạnh phúc trong gia đình không bao giờ có. Người ta chúc phúc cho nhau đầu bạc răng long. Dù cho vợ chồng có sống với nhau đầu bạc răng long, nhưng họ phải chịu biết bao là sự đau khổ trong cuộc sống gia đình. Muốn biết những sự khổ đau của gia đình thì chúng ta nên tóm lược lại những ý chính như: khổ vì hai tư tưởng, khổ vì phải chiều chuộng nhau, khổ vì phải lo lắng cho nhau, khổ vì bệnh tật tai nạn của nhau, khổ vì lo cơm ăn áo mặc, nhà ở, khổ vì sợ thua kém bạn bè, khổ vì mang nặng đẻ đau, khổ vì phải nuôi con khôn lớn nên người, khổ vì chồng say xỉn đánh đập chửi mắng, khổ vì vợ ham mê bài bạc, khổ vì con cái bê tha dạy bảo không nghe lời, khổ vì dâu con cứng đầu cứng cổ, khổ vì ghen tuông chồng có con này con kia hay vợ cặp ông này ông kia, vân vân. Mẹ út là một câu chuyện gia đình trong báo Tuổi Trẻ thứ 5 ngày 4 tháng 10 năm 2007. Tác giả Nguyễn Thị Đào để minh chứng sự đau khổ của đời người qua đường chồng vợ như sau. Nhìn con say sưa trong giấc ngủ, lòng tôi nhói đau khi nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, khi đường đời chỉ lại còn mình tôi và đứa con thơ dại. Bất chợt tôi quay lưng lại phía sau và bắt gặp cái nhìn đau xót của mẹ tôi. Sau buổi ăn tối, tôi đã nói cho mẹ biết quyết định ly hôn của tôi vì không thể nào cứu vãn được nữa. 10 tuổi đầu, Út đã mồ côi mẹ. Út sống chung với người cha nghiện rượu và người anh trai đã có vợ. 17 tuổi, cha nhận lời gả Út cho một người bạn nhậu, nên Út đã bỏ nhà trốn lên Sài Gòn, phụ việc trong một quán cơm bình dân. Út được ông bà chủ thương và nhận làm con nuôi. Trong số khách hàng lâu năm của quán ăn này, có một người đàn ông lịch lãm, lớn tuổi, để ý thương Út. Ông ta bảo có gia đình nhưng đã đi vượt biên sau ngày 30 tháng 4 năm 75 và mấy năm liền chưa có tin tức. Ngày Út về sống chung với ông ấy, chỉ có bữa tiệc nhỏ gồm có cha mẹ nuôi và vài người bạn thân. Khi Út có thai được 5 tháng thì người chồng thú tội với Út là đã có vợ và 6 con đang ở quê nhà tại Long An vì chuyện vượt biên bất thành. Nghe tin ấy, Út đã lang thang nhiều ngày không về nhà, ngồi cả ngày bên dòng sông mà không đủ can đảm nhảy xuống sông tự tử. Sau cùng, Út quyết định trở về nhà và tìm người vợ lớn. Em khờ dại lầm lỡ, lại chị hãy tha thứ cho em, nhận đứa em tội nghiệp này. Con em không có tội thì làm sao hủy hoại nó cho được. Còn nếu như em tạo ra nó mà không cho nó có cha thì cuộc đời của nó bị dẫn đục, tương lai của nó bị lu mờ. Người vợ lớn đã chấp nhận Út. Từ đấy, Út cam phận làm nhỏ, nên dù có khổ sở cay đắng tủi nhục, Út cũng chẳng than thở nửa lời. Đôi lúc những cơn ghen ngầm của người vợ lớn làm cho Út phải nghẹn ngào, nước mắt chan cơm. Đã nhiều lần Út định bồng con rời khỏi nhà, nhưng khi nghĩ con không có cha sẽ mặc cảm tự ti với đời, thế là Út không đủ can đảm ra đi. 3 năm sau, chồng Út thất bại trong việc làm ăn, buồn bực, sinh bệnh rồi mất sức lao động. Người vợ lớn gốc người thành thị, từ nhỏ đã không quen làm lụng, lại hay đau bệnh, gia đình đâm ra khốn khó. Chồng của Út trao cho Út một số tiền và bảo Út đi tìm cuộc sống mới để tránh khổ về sau. Út nức nở nói rằng dẫu có ăn xin, Út cũng theo chồng đến ngày nhắm mắt. Ngày trước thiên hạ cho Út vì tiền nên mới cam tâm làm bé, chịu đựng khổ cực như thế. Bây giờ Út bỏ đi là công nhận những lời gièm pha đó là đúng hay sao? Út quyết định đứng ra gánh vác gia đình, nuôi dạy các con. Sự chịu thương chịu khổ và sự thảo tật buôn bán sớm hôm của Út đã thuyết phục được người vợ lớn và các con. Chẳng biết từ lúc nào, người vợ lớn đã giao quyền cho Út mọi việc, kể cả việc định vợ gả chồng cho các con, và các con cũng tự thay đổi tiếng dì Út bằng tiếng mẹ trìu mến. 30 mấy năm vất vả, hy sinh tất cả cho con, giờ đây Út cảm thấy được bù đắp vì được sống vui vẻ, hạnh phúc với 7 đứa con và đàn cháu nội ngoại đông đủ, mặc dù Út chỉ duy nhất sinh nở một lần. Chuyện đời của Út chính là cuộc đời của mẹ. Con là đứa con gái út của người vợ lớn mà mẹ làm vú nuôi con từ lúc 4 tuổi. Đứa con gái ruột của mẹ theo chồng đi xa. Tình thương của mẹ dành cho các con giờ đây chỉ dồn vào một mình con, vì chỉ còn có con là sống gần gũi nhất với mẹ. Con đau 1 thì mẹ khổ 10. Ngày ấy mẹ ui cút dốt nát nên lầm lỡ, còn con hôm nay có tới 2 người mẹ mà cuộc đời lại khổ đến thế thì mẹ thật không cam tâm. Mẹ mong con hãy suy nghĩ kỹ và quyết định cuộc đời của con bằng trái tim của người mẹ. Đêm ấy tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho đời mẹ và khóc vì ân hận mình đã sống quá hẹp hòi ích kỷ. Tôi chỉ biết đòi hỏi chồng phải yêu thương và lo lắng cho vợ con mà không nghĩ đến áp lực nặng nề anh ấy đang gánh chịu. Tại sao tôi lại có thể bắt để cho tôi anh ấy chọn lựa giữa vợ con và gia đình của anh? Chính mẹ Út đã khơi dậy trong tôi tình cảm thiêng liêng của người mẹ. Chỉ đến khi được làm mẹ, người ta mới thấm thía trong lòng thương con đến nhường nào. Nếu như 5 năm trước mẹ Út không kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời của mẹ, thì chắc tôi đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Có được mái ấm gia đình như hiện nay, tôi mãi mãi không bao giờ quên ơn sâu và tấm lòng nhân hậu cao cả của mẹ Út. Nguyễn Thị Thảo, thành phố Hồ Chí Minh. Đọc câu chuyện trên đây, quý vị cứ suy ngẫm, có phải đời sống con người là biển khổ không? Tất cả mọi người trên hành tinh này đều lấy khổ làm vui, làm hạnh phúc. Đó là một sự vô minh hết sức mà con người ít ai chấp nhận mình vô minh. Nhưng đó là một sự thật điên đảo ngu si của loài người. Có đúng như vậy không quý vị? Đạo Phật dạy, đời người là khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Vậy chúng ta là con người, chứ đâu phải là loài động vật, sao mà không biết, không chịu tư duy, suy nghĩ, có phải đúng như vậy không? Tại sao lại phải cam chịu sống trong biển khổ đau như vậy? Đâu phải sự đau khổ đó không có lối ra. Có lối ra nên mới có những người làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, mà danh từ gọi những bậc đó là A-la-hán. Chúng ta là con người cũng như các ngài, phải dùng dậy chiến đấu với giặc sinh tử, phải làm chủ, không chịu làm nô lệ tai sai của chúng. Mặt trận sinh tử luân hồi là một trận địa rất cam go và ác liệt, nhưng chúng ta quyết định phải giành phần thắng lợi về mình. Vì trước chúng ta đã có những người chiến thắng giặc sinh tử luân hồi này. Họ còn để lại cho chúng ta những tài liệu chiến thuật, chiến lược diệt trừ chúng. Thì làm gì chúng ta lại chịu thua, phải không quý vị? Chúng ta quyết định phải chiến thắng giặc sinh tử luân hồi một cách dễ dàng, không đầu hàng, không khuất phục, không làm nô lệ. Và mãi mãi bắt chước ông cha của chúng ta. Họ đã để lại những gương anh hùng dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không chùn bước một cách gan dạ kiên cường. Gương xưa còn đó, có đúng như vậy không quý vị? Mẹ Út tuy chiến thắng hoàn cảnh ngang trái của mình để đem lại bằng một tình thương yêu mọi người, mẹ Út phải hy sinh cả cuộc sống cá nhân của mình, phải chịu trăm cay ngàn đắng mới thu phục được lòng tin và yêu thương của mọi người thân trong gia đình. Sự êm thấm yên vui trong gia đình hôm nay có được là nhờ một lòng hy sinh cao cả. Nhưng mẹ Út vẫn chạy lanh quanh trong vòng khổ đau của quy luật nhân quả sai khiến, từ cái khổ này đến cái khổ khác, chứ không có lối thoát ra. Mẹ Út điên đảo tưởng rằng mình đã hy sinh như vậy thì sẽ được bù đắp bằng tình yêu thương của con cái là hạnh phúc an vui. Nào ngờ trong tình yêu thương của con cái thì mẹ Út lại phải gánh chịu những sự đau khổ của con cái khác nữa. Cho nên con người đi tìm hạnh phúc an vui mà đi tìm trong đường luân hồi tình yêu thương trai gái, là đi tìm cái mơ mộng, cái hảo quyền, cái bóng dáng, chứ không bao giờ con đường đó có chân hạnh phúc an vui được. Con đường đau khổ của kiếp làm người. Theo luật nhân quả thì con người không ai thoát ra khỏi quy luật tình yêu trai gái, ngoại trừ những người học Phật Pháp và tu tập chứng quả vô lậu, thì họ mới có thể làm chủ và điều khiển quy luật này. Chỉ có đạo Phật mới nhìn thấu suốt được con đường tình ái, tức là con đường tình yêu thương trai gái, là con đường đau khổ dẫn đến luân hồi tái sinh muôn vạn kiếp. Cho nên một người tu theo đạo Phật mà chưa thông suốt tâm ái dục này là chưa thông suốt Phật giáo. Bởi Phật giáo ra đời vốn chỉ dạy cho con người hiểu rõ nguyên nhân khổ đau của con người là cái gì. Chân lý tập đế không phải là ái dục sao? Ái dục không phải là con đường tình yêu thương trai gái sao? Đối với đạo Phật, trai gái yêu nhau là một sự khổ đau. Người tu sĩ Phật giáo họ yêu thương mọi người, mọi loài bình đẳng như nhau. Vì thế họ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Từ tình yêu trai gái, nó không dừng ở đó mà nó đòi hỏi đi xa hơn. Đó là tình yêu thương nhục dục. Từ tình yêu thương nhục dục mới khiến con người làm ra biết bao nhiêu tội ác, có thể làm cha mẹ vẫn giết con như thường mà báo chí thông tin. Những bà mẹ trẻ nạo móc bỏ thai nhi. Ai có vào bệnh viện Từ Dũ thì sẽ rõ, Ngày nào cũng có người nạo móc thai nhi, thật là đau xót vô cùng. Nỗi đau không những của riêng ai, còn nếu để nuôi lớn thì bụng mang dạ chữa, đó cũng là một cách khổ sở vô cùng. Rồi đến khi sinh nở phải chịu khổ đau tận cùng. Do đó người ta cầu khẩn trời Phật gia hộ, mẹ tròn con vuông. Từ đó câu này trở thành câu tục ngữ. Thật sự trong đời này, người ta thường nhắn nhủ người phụ nữ rất chí tình: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Những câu ca dao tục ngữ như vậy thường nói cái khổ của người phụ nữ trên tình yêu ái dục. Trên tình yêu ái dục, người phụ nữ phải gánh chịu trăm ngàn khổ đau. Từ tình yêu đi đến hôn nhân, người phụ nữ phải chiều chuộng chồng con, phải quần quật nặng gánh chuyện nội trợ, rồi những chuyện nghịch ý không cùng một quan niệm sống, nhưng phải thầm lặng chịu đựng để làm vui cửa vui nhà, chứ nào có thật sự vui đâu. Vả lại khi có chồng rồi, không được tự do như lúc chưa có chồng. Khi có chồng mà tiếp giao với một người khác phái trang lứa tuổi như mình, thì coi chừng chồng ghen tuông. Ghen tuông thì khó thể nào tránh khỏi bạo lực gia đình. Nếu bạo lực gia đình không xảy ra, thì gia đình cũng lục đục, cơm không lành, canh không ngon, không làm sao tránh khỏi. Khi xảy ra bạo lực gia đình, thì có thể đi đến ly dị. Tất cả những điều khổ đau này, người phụ nữ phải lãnh đủ cả mọi sự khổ. Nếu khép mình làm người vợ tốt trong gia đình thì được yên thân, nhưng không an thân đâu quý vị ạ. Rồi đây bụng mang dạ chữa, nặng nhọc trăm bề khổ sở, cho đến ngày sinh nở, một chết một sống, vô cùng đau đớn. Như vậy chưa hết khổ đâu, phải suốt 3 năm nuôi con cho bú mốm, tam niên nhũ bộ, phải chịu dơ chịu bẩn, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Rồi khi con đau ốm bệnh tật thì mẹ khổ trăm bề. Vốn con người có sức chịu đựng giỏi trong mọi khổ đau, để tuân theo quy luật nhân quả trả vai. Như vậy, chúng ta truy ra nguyên nhân sinh ra muôn vàn đau khổ của người phụ nữ, không phải là tình yêu trai gái sao? Đúng là tình yêu trai gái là nguyên nhân sinh ra muôn vàn sự khổ đau. Vậy sao người ta lại yêu nhau? Lại còn gọi người có tình yêu thương trai gái gắn bó là người có quả tim vàng. Theo chúng tôi nghĩ, không có quả tim vàng mà có tràn đầy quả khổ đau của kiếp người. Chỉ có những người không biết mới chấp nhận tình yêu trai gái không quên mới gọi là quả tim vàng. Tại sao con người không thông minh nhận ra đâu là con đường khổ, đâu là con đường không đau khổ, chỉ mê mờ ham muốn chạy theo những phút tri hoang sắc dục của tình yêu trai gái mà phải gánh chịu suốt cả một đời người trăm cay muôn ngàn dạng khổ đau? Biết tình yêu trai gái là trăm cay muôn vạn sự khổ đau, sao mọi người không dừng lại mà cứ lao thẳng vào, để rồi như con cá mắc cạn trên khô, thật là tội nghiệp. Đức Phật xác định con người là vô minh, tức là con người thiếu sự hiểu biết quy luật nhân quả. Nhưng khi đã chỉ dạy cho họ hiểu biết, giác ngộ được tình yêu trai gái là con đường khổ, con đường tái sinh luân hồi, thế mà họ vẫn không dừng lại, là cớ sao vậy? Biết rõ nơi đó là hang hùm, rắn độc, nơi đó sẽ giết hại và làm đau khổ con người, thế mà mọi người vẫn chui vào hang hùm, đùa giỡn với rắn độc. Nhưng khi bị hùm ăn, rắn độc cắn, thì than thân trách phận, kêu trời kêu Phật, thật là đáng thương. Nhưng biết làm sao khuyên và giúp họ, bởi vì mỗi người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay thế cho mình được. Đây là lời nhắn nhủ của Đức Phật đã dạy cách đây 2551 năm, nhưng giá trị lời nói này mãi mãi không mờ phai trong lòng người. Kết luận và áp dụng. Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy các con còn có những gì mà không buông xả cho sạch? Chỉ còn duy nhất là tâm bất động trước ác pháp và cảm thọ. Đó là một trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Hãy cố gắng lên các con ạ. Đời là vô thường, có ai sống mãi với chúng ta đâu. Rồi đây mọi người đều theo nghiệp thiện ác mà đi tái sinh luân hồi. Vậy còn gì nữa mà chúng ta không buông xuống cho thật sạch, phải không các con? Đoạn 10. Bà cố vượt qua nỗi buồn tê tái trong lòng mình, nhưng rất vui vẻ lạc quan. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức vượt qua nhân quả ý hành. Giải trình án: vốn con người có sức chịu khổ, khi chịu đựng những sự khổ đau thì gọi là vượt qua. Nhưng bảo rằng tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, là không khổ đau là không đúng. Bởi nói đến gia đình là nói đến mọi sự khổ đau đều tập trung nơi đó. Thế mà con người ít ai tránh khỏi. Con người cứ trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, như một điệp khúc khổ đau lặp đi lặp lại mãi mãi, từ đời này đến đời khác không bao giờ dứt. Đúng vậy, quy luật nhân quả sinh tồn của muôn loài trên hành tinh sống này duy nhất chỉ có con đường này. Con đường này gọi là con đường tái sinh luân hồi như trên đã nói. Muốn chấm dứt tái sinh luân hồi thì tình yêu trai gái sắc dục phải chấm dứt. Nếu không chấm dứt con đường đau khổ này thì loài người mãi mãi phải chịu khổ đau muôn đời muôn kiếp. Khi yêu thương nhau cách xa thì khổ đau, gần nhau thì lời qua tiếng lại cũng khổ đau. Khi yêu thương nhau, bệnh đau phải chăm sóc cho nhau cũng khổ đau. Khi yêu thương nhau, thấy ai thân mật với người mình yêu thương thì sinh tâm ghen tuông, tức giận hay buồn phiền, đó là những sự khổ đau. Khi có con có cháu, nếu có đứa nào bệnh tật hay chết thì nỗi khổ đau lại chồng chất lên nhau suốt từ năm này đến năm khác. Nói đến gia đình, ai cũng tưởng nó hạnh phúc, nhưng nào ngờ gia đình là cảnh địa ngục trần gian, gia đình là con đường sinh tử luân hồi. Người có trí hiểu biết gia đình là nghiệp báo theo quy luật nhân quả trả vai từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên gia đình là cái rọ để nhốt mọi người cùng chung nhân quả, để gắn bó cùng chịu khổ đau. Chính con đường sinh tử luân hồi cũng là nơi đây như trên đã nói. Vì vậy nó là con đường đau khổ nhất trên hành tinh sống này. Thế mà mọi người đang sống trên hành tinh này đều nghĩ tưởng gia đình là hạnh phúc. Nhưng khi bước vào thành lập gia đình thì hạnh phúc đâu không thấy, chỉ toàn thấy muôn vàn thứ khổ đau. Từ những khổ đau này đến những khổ đau khác, khổ đau triền miên. Cho đến khi xuôi hai tay đi vào lòng đất lạnh thì lại tiếp tục tái sinh. Như vậy làm sao hết khổ được? Bởi vậy, ai là người hiểu được con đường tình yêu trai gái đầy gian truân khổ ải này? Và chính ai là người đã vượt ra khỏi con đường này? Ôi, con đường nhiều cay đắng và chông gai. Từ xưa đến giờ, ai cũng lầm lạc tưởng là trai gái yêu nhau đi đến hôn nhân là hạnh phúc. Nhưng nào ngờ đó là một lộ trình mở ra để đưa con người đi vào nghiệp tái sinh luân hồi, vô vàn muôn sự khổ đau. Kết luận và áp dụng: vượt qua nhân quả chỉ là một lời nói suông. Vậy bằng cách nào để vượt qua nhân quả? Phải có phương pháp, phải có sự tập luyện. Vượt qua nhân quả có nghĩa là làm chủ nhân quả. Muốn làm chủ nhân quả thì duy nhất chỉ có tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Muốn được tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì các con phải triển khai tri kiến giới luật đức hạnh, nhân bản nhân quả. Hằng ngày sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh bằng đức hiếu sinh đa hướng. Bất cứ một ác pháp nào xảy đến đều phải đem lòng yêu thương và tha thứ. Có thực hiện tâm như vậy thì mới tìm thấy sự bất động của tâm. Sự bất động của tâm chính là sự vượt qua nhân quả, hay còn gọi là làm chủ nhân quả. Các con nên nhớ lời dạy này, chính nó là lời vàng từ kim khẩu Đức Phật đã dạy trong Tạng Kinh Nikaya. Đoạn 11. Săn sóc ông chồng vô cùng chu đáo, bà lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, lo từng giấc ngủ khi thấy chồng trở mình. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức tránh nhiệm bổn phận hiếu sinh ý hành, thân hành. Giải trình án: đọc đoạn văn trên đây, chúng ta mới thấy hai chữ bổn phận và trách nhiệm của người vợ, người mẹ thật là trăm ngàn thứ khổ. Phải lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, phải lo sao cho giấc ngủ chồng con yên ổn khi trở mình. Như vậy, người phụ nữ làm hết trách nhiệm và bổn phận của mình có khổ không quý vị? Bởi vậy, một người sáng suốt soi rọi lại cuộc sống của mình mới thấy cuộc sống gia đình là địa ngục. Còn ai cho nó là thiên đàng hạnh phúc thì đó không thực tế, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bởi vậy người đi tìm sự bình an hạnh phúc trong lứa đôi thì không bao giờ có chăng cũng chỉ là giấc mơ, nhưng khi choàng tỉnh là một sự đau khổ ê chề. Tình yêu trong đôi lứa là miếng mồi dụ mọi người lọt bẫy xa lưới, để rồi chỉ còn biết chịu đựng cho hết cuộc đời mà thôi. Nhưng không rõ nó thì kiếp khác lại cũng tái diễn như vậy, nghĩa là khổ đau rồi lại tiếp tục khổ đau mãi mãi. Tình yêu lứa đôi là một định luật đau khổ của loài người muôn đời muôn kiếp, mà loài người mê muội nên xây dựng một nền tảng hạnh phúc ảo tưởng. Vì thế nó trở thành một truyền thống duy trì nòi giống. Con người duy trì nòi giống trong lộ trình đau khổ, mà không tìm một lộ trình duy trì nòi giống qua con đường không đau khổ. Có một con đường duy trì loài người mà không phải là con đường lứa đôi, vạn vật được hợp duyên để sinh ra có 4 cách. 1. Thấp sinh là những sinh vật sinh nơi ẩm thấp. 2. Noãn sinh là những sinh vật sinh ra trứng, từ trứng mới nở thành con. 3. Thai thì không gây sinh là những sinh vật sinh ra bằng con. 4. Hóa sinh là những sinh vật sinh ra bằng cách tự hợp các duyên tạo thành ra con người. 3 loại sinh đầu tiên đều phải hợp duyên, sinh ra bằng quy luật nhân quả âm dương, tức giống đực và giống cái. Dù là cây cỏ cũng phải qua quy luật này. Còn loại sinh thứ 4 thì không qua quy luật nhân quả âm dương, mà bằng tứ thần túc hợp duyên theo ý thức điều khiển pháp hướng tâm. Như vậy, con người muốn sinh nơi không đau khổ, nơi thanh tịnh, thì chỉ có sinh nơi hóa sinh. Hóa sinh ở đây không có nghĩa là biến hóa như mọi người tưởng tượng, dùng thần thông biến hóa, hoặc hóa sinh như con sâu bướm. Sâu bướm mọc cánh mọc chân thành con bướm, rồi bướm giao hợp sinh ra trứng, trứng nở ra ấu trùng, tức là con sâu. Con sâu lần lớn lên, mọc cánh mọc chân thành lại bướm. Do không hiểu, các nhà đại thừa cho đó là hóa sinh. Như trên đã nói, bướm giao hợp mới sinh ra trứng. Như vậy là bướm sinh ra bằng con đường noãn sinh. Từ sâu thành bướm là sự phát triển của con bướm, chứ không phải hóa sinh. Một người tu hành đúng chánh pháp của Phật, tâm tham, sân, si, mạn, nghi đã xa lìa và diệt hẳn, nên không còn tái sinh theo 3 con đường tháp sinh, thai sinh và noãn sinh. 3 con đường đi tái sinh này do nghiệp lực nhân quả tương ưng chiêu cảm, chứ con người không có quyền điều khiển sự tái sinh này. Vì thế, trai gái yêu nhau là một quy luật nghiệp báo của nhân quả, mà tất cả các loài hữu tình hay vô tình đều bị lực hút tương ưng đi tái sinh, chứ không người nào có được quyền làm chủ tái sinh luân hồi. Vì thế, người nào muốn làm chủ tái sinh luân hồi thì phải tu hành chứng quả A-la-hán. Người chứng quả A-la-hán mới có tứ thần túc. Nhờ có tứ thần túc, con người mới đủ năng lực hợp các duyên rồi mới hóa sinh. Nhưng đối với người tu chứng quả A-la-hán, họ lại không bao giờ hóa sinh. Khi bỏ thân nghiệp tứ đại này, họ sẽ vào niết bàn vĩnh viễn. Vì hóa sinh vẫn còn mang thân tứ đại, mà thân tứ đại là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi phải chịu luật vô thường. Vì thế, người tu chứng quả A-la-hán không ai còn muốn tái sinh trở lại đời này nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói, ta chỉ còn một đời này nữa mà thôi. Có người bảo rằng, nếu ai cũng tu hành chứng quả A-la-hán hết, thì trên hành tinh này sẽ không còn có con người nữa. Lời nói này không đúng, vì loài người không thể chấm dứt trên hành tinh này được. Khi môi trường sống vẫn còn, thì luật nhân quả vẫn còn chi phối vạn vật. Cho nên luật nhân quả vẫn còn, thì quy luật sinh diệt của nhân quả vẫn còn. Mà quy luật nhân quả sinh diệt vẫn còn, thì tái sinh luân hồi phải theo 3 đường, thấp sinh, thai sinh và noãn sinh. Kết luận và áp dụng. Làm người ai cũng có trách nhiệm và bổn phận, nhưng trách nhiệm và bổn phận của mỗi người, dù nam hay nữ, đều phải sống có đạo đức. Nhờ sống có đạo đức mới đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho mọi người và cho mọi vật. Vì vậy các con nên biết, Chính trách nhiệm và bổn phận đạo đức của con người là trên hết, không có trách nhiệm bổn phận nào ngoài đạo đức các con ạ. Con người lấy đạo đức làm cuộc sống là trách nhiệm và bổn phận đúng đắn nhất cho sự sống trên hành tinh này. Đoạn 12. Đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo nhiều đời. Giải trình án: đoạn trên đây nói đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Đời sống con người nghe nói câu này cho là hạnh phúc, nhưng không đâu quý vị ạ. Quý vị cứ xem xét, đôi vợ chồng có duyên nợ ăn đời ở kiếp, đó là một điều người ta tưởng rằng tốt của cuộc đời, mà mọi người ai cũng mong muốn được như vậy. Nhưng xét cho cùng, hai người sống chung nhau như vậy, họ có rất nhiều sự đau khổ, chỉ vì họ không lưu ý mà thôi, chứ lưu ý họ sẽ thấy rõ hơn. Nếu hai vợ chồng ly dị chia lìa, họ sẽ có những sự đau khổ trong ly dị chia lìa. Còn không ly dị chia lìa, họ lại có những điều không khổ trong không ly dị chia lìa. Cho nên Đức Phật dạy, đời là biển khổ. Nhưng mấy ai lưu ý, cứ khổ mặc khổ, nên luôn luôn lúc nào cũng sống trong khổ, ngày nào cũng khổ, giờ nào cũng khổ. Mọi người lấy cái khổ làm niềm vui. Vui trong đau khổ là vui chỗ nào đó quý vị? Bởi vui và khổ là hai mặt của cuộc đời. Có vui thì không có khổ, có khổ thì không có vui. Cho nên nói lấy khổ làm vui là không đúng. Nhưng chấp nhận chịu đựng khổ để sống thì đúng. Cười ra nước mắt, đó là cuộc sống của con người. Người ta thường bị tâm mình lừa gạt đời sống lứa đôi là hạnh phúc. Vì thế họ không biết, không thấy đời là khổ đau, là con đường tái sinh luân hồi. Nên trai gái lớn lên đều bắt đầu yêu thương nhau để chịu khổ, để làm tất cả tội ác. Người ta gọi là hạnh phúc, chứ nào tìm đâu ra hạnh phúc. Chúng ta phải biết con đường trai gái yêu nhau là con đường đau khổ nhất của cuộc đời. Lời nói này có đúng không quý vị? Quý vị cứ nhìn xem có đôi vợ chồng nào là hạnh phúc thật đâu. Chỉ là ảo tưởng. Từ cái khổ này chưa dứt sẽ tiếp nối cái khổ khác, khổ chồng lên lớp lớp trùng trùng. Ví dụ, khi còn sống độc thân chưa lập gia đình, thì khi đau chỉ có một mình, thì cái khổ cũng chỉ có một mình. Còn khi có hai người, thì chồng đau hay vợ đau, thì cả hai người đều khổ. Người đau cũng khổ, người không bệnh đau cũng khổ. Khổ vì lo rầu, khổ vì phải chăm sóc thuốc thang cho người bệnh, do đó ăn không ngon, ngủ không yên, vân vân. Tất cả những điều này không phải khổ sao? Khi còn độc thân, chỉ có một ý kiến nên không có sự tranh cãi bất đồng. Nhưng khi có hai người thì lại có hai ý kiến. Có hai ý kiến thì có sự bất đồng ý, mà có sự không đồng ý là có sự tranh cãi, mà có sự tranh cãi là không có sự bằng lòng, không có sự bằng lòng là có sự phiền não tức giận. Có sự phiền não tức giận là có sự đau khổ, phải không quý vị? Khi sống độc thân thì không có sự sinh con đẻ cái. Sinh con đẻ cái không phải là sự đau khổ sao? Để minh chứng sự đau khổ của tình yêu lứa đôi qua bài Ước Mơ. Hai chữ ước mơ tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi con người. Sống trên đời, ai cũng lựa chọn cho mình một ước mơ để vững bước trong cuộc sống và định hướng tốt đẹp cho tương lai. Nhưng ước mơ không chỉ đơn thuần là làm thế nào để có nghề nghiệp ổn định cho riêng mình, mà còn là khát vọng và mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc. Hồi nhỏ khi nhắc đến ước mơ là tôi lại mong sao có một ngày nào đó có thể được bay lên bầu trời để tận mắt thấy những vì sao, được thấy chị Hằng trên cung trăng. Nhưng dần lớn lên, tôi mới biết đó chỉ là ảo tưởng. Và giờ đây, ước mơ lớn nhất của tôi là được sống trong một gia đình hạnh phúc. Có lẽ đối với tôi như thế là quá đủ rồi. Sinh ra, tôi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và chị tôi. Tôi nghĩ số phận của mình quá may mắn. Nhưng càng lớn lên, tôi mới hiểu rằng mặc dù được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, nhưng cuộc sống gia đình tôi không được hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, Cứ tối đến ba mẹ tôi cãi nhau, có khi vì bố tôi uống rượu say về phá tung đồ đạc. Mỗi lần như thế là hai chị em tôi chỉ biết khóc, không dám can ngăn. Cứ như thế tuổi thơ trôi qua trong những nỗi đau về tinh thần. Nhưng cha mẹ tôi không biết, họ cho rằng cuộc sống như vậy đã đủ với chị em tôi. Có những đêm tôi khóc thầm, mong sao cha mẹ có thể hiểu được tâm trạng của tôi và gian họ đừng tiếp tục cãi nhau nữa. Nhưng có lẽ sự thật quá bất công. Tôi mong sao mình có thể biến thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời. Có lẽ như vậy thì tôi không phải nghe cha mẹ xích mích cãi nhau, và tôi không phải khóc nữa. Nước mắt rồi cũng có ngày khô cạn, và đôi khi nước mắt không thể giải quyết được sự việc. Tôi biến thành một vì sao hay một vật vô tri nào thì đó cũng chỉ là ảo ảnh. Giờ đây tôi đã lớn, thời gian đã trôi qua, tất cả vạn vật đã thay đổi, nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn là con số không. Nhiều lúc tôi tự nghĩ tại sao cái ước mơ nhỏ bé đó lại không thể trở thành hiện thực. Tại sao những bậc làm cha làm mẹ không nghĩ rằng những sự việc mà họ làm đã gây tổn thương chính con của họ? Người ta thường nói, tôi sẽ không lo nghĩ, tôi sẽ không mơ tưởng những ý nghĩ kỳ quái mà chính tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy tôi đã lớn, nhưng một khi vào nhà các bạn chơi, thấy cha mẹ bạn thật hạnh phúc, tôi lại muốn khóc. Nhưng khóc để làm gì, khi sự thật không thể thay đổi, mặc dù nước mắt tôi đã cạn khô. Nguyễn Thị Thu Thảo. Đọc qua đoạn văn trên, chúng ta xét thấy tình yêu trai gái đâu có gì là hạnh phúc, mà toàn là khổ đau. Đứng bên ngoài tưởng là thiên đàng, không ngờ khi bước chân vào mới thấy đó là địa ngục. Địa ngục không của riêng ai, có đúng không quý vị? Con người vì tâm ái dục làm mê mờ lý trí, nên cứ ngỡ tưởng trai gái yêu nhau là hạnh phúc. Yêu nhau mà cha mẹ đôi bên không bằng lòng thì đó là nỗi khổ đau vô cùng vô tận của trai gái. Còn yêu nhau mà cha mẹ đôi bên chấp nhận thì lại có cái khổ khác, cái khổ của sự ràng buộc hôn nhân của cả hai gia đình cha mẹ đôi bên. Đó là một chùm nhân quả khổ đau. Cái gì đến rồi phải đến theo trình tự của nghiệp báo nhân quả mà con người không thể làm chủ và lường trước được. Chỉ có đương đầu và chịu đựng đời đời kiếp kiếp, nối tiếp nhau mãi mãi như ngọn đuốc. Ngọn đuốc này vừa tắt thì ngọn đuốc khác tiếp nối cháy lên vô lượng kiếp khổ đau. Kết luận và áp dụng. Nhân quả nghiệp báo như các con đã học, nó không tha cho một người nào cả khi các con làm điều ác. Vì biết rõ nhân quả nghiệp báo như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày các con phải cẩn thận. Mỗi việc làm, lời nói phải suy nghĩ chín chắn rồi mới làm và nói, chứ không được dục ăn, dục nói như trước kia nữa. Các con đã học đạo đức thì phải áp dụng đạo đức vào cuộc sống để không có nhân quả nghiệp báo nào tác động các con được. Các con nên nhớ kỹ lời dạy này. Đoạn 13. Năm nay tuy tuổi đã xấp xỉ gần 80, nhưng bà lại gặp một tin vui bất ngờ. Sau 55 năm, bà tìm được địa chỉ của người mình mong đợi. Người bà yêu không ai khác là bạn học cùng trường. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo tình yêu trai gái ý hành. Giải trình án: từ lúc tuổi còn trẻ, bây giờ tuổi đã 80, thế mà tình yêu vẫn chôn chặt trong lòng, chưa dám hở môi nói với ai, ngay cả chồng con cũng chẳng dám thổ lộ. Như vậy, tình yêu thương trai gái thuở ban đầu đã ghi đậm vào tâm hồn một nỗi lòng thương nhớ không quên. Nguyễn Du nói: nỗi riêng riêng những bàng hoàng, khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan. Tuy đã có chồng con cháu chích chà chắc, nhưng mỗi khi nửa đêm canh khuya thanh vắng còn lại một mình thì lại nhớ mối tình đầu năm xưa. Khi nhớ nhau làm sao tâm hồn không ray rứt. Bởi vậy tình yêu thương trai gái là khổ. Tình yêu thương ấy là tình yêu thương lãng mạn. Nguyễn Du đã nói đến sự đau khổ day dứt của tình yêu ấy bằng câu thơ rất hay và rất đúng tâm lý con người: dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Bà cụ già này cũng vậy, trên 55 năm, có chồng con cháu chích chà chắc, thế mà mối tình đầu vẫn chưa tan. Một nỗi nhớ thương đeo đẳng cho đến khi chết, tình yêu của bà cũng không quên. Đúng là bà, người rất chung tình, nhưng đối với chồng thì bà không phải là người chung thủy. Khi chưa có chồng có vợ, còn là một cô gái, một chàng trai thanh niên thì yêu thương người nào cũng được, nhưng không nên yêu thương những người có vợ hay những người có chồng, vì yêu thương như vậy là phá hoại gia đình và làm tan cửa nát nhà người khác. Trai gái yêu thương nhau cũng phải cẩn thận lựa chọn, chứ không phải đụng đâu yêu thương đó. Nhưng dù sao tình yêu trai gái có chọn lựa hay không chọn lựa, nó vẫn là con đường đau khổ của loài người. Không yêu thương là thoát khổ, là chấm dứt tái sinh luân hồi. Không yêu thương trai gái là làm chủ nghiệp báo nhân quả. Sống trong cuộc đời mà ra khỏi cuộc đời, không còn mọi sợi dây ái kiết sử vô hình trói buộc. Hạnh phúc thay cho những ai thoát khỏi tình yêu thương trai gái. Thoát khỏi tình yêu thương trai gái là thoát khỏi quy luật nhân quả. Hạnh phúc thay cho những ai biết trai gái yêu nhau là con đường dẫn đến tái sinh luân hồi, khổ đau muôn kiếp. Hạnh phúc thay cho những ai có đầy đủ nghị lực và ý chí kiên cường, vượt thoát sự cám dỗ của tình yêu thương trai gái. Hạnh phúc thay cho những ai sống trong đời người mà không bị nghiệp đời ràng buộc. Kết luận và áp dụng. Các con nên nhớ, tình yêu thương giữa trai gái là tình yêu thương tốt đẹp, nhưng phải dừng tình dục dục. Vì tình dục dục là con đường đau khổ không riêng gì của người nào. Vì người nào bước chân vào tình dục dục thì không có người nào thoát khổ. Cho nên các con, các cháu là những thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ cần phải cảnh giác tình dục dục. Nó là một loại dục ích kỷ, cá nhân, thường xâm chiếm làm hư hoại tình yêu thương trong sạch, vô tư và thanh cao của con người. Các con hãy nhớ lấy lời dạy này. Đoạn 14. Tình yêu chớm nở thì người bà yêu đã theo tiếng gọi của tỉnh nhà vào quân đội để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công. Người thanh niên đó đi từ chiến trường này sang chiến trường khác, chuyển từ công tác này sang công tác nọ. Khi ở trong nước, khi được đi học nước ngoài, cũng bôn ba khắp nơi. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo có duyên không nợ. Giải trình án: nhân duyên nghiệp báo của tiền kiếp có yêu nhau mà không có duyên nợ nhau để thành vợ thành chồng, rồi mỗi người phải đi mỗi ngã. Như nhà thơ Thế Lữ nói: anh đi đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Chẳng muốn trông mong sum họp lại, bận lòng chi nữa lúc chia phôi. Tình yêu trai gái là đau khổ như vậy. Thơ văn người xưa cũng như người nay đều nói lên lòng đau khổ của tình yêu trai gái như Đoàn Thị Điểm: ngoài đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn xanh. Đưa chàng lòng giặc giặc buồn, bộ không bằng ngựa, thủy không bằng thuyền. Hay nước trong chảy lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây. Huy Cận: sóng gợn Trường Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song. Thuyền về bến cũ sầu muôn ngã, củi một cành khô lạc mấy dòng. Tình yêu trai gái mới chỉ bắt đầu mà còn đau khổ như vậy, huống là đã thành vợ thành chồng thì còn biết bao nhiêu sự đau khổ, phải không quý vị? Vì vậy ai dám bảo tình yêu trai gái là hạnh phúc? Nhìn thế gian này con người quá điên đảo, lấy khổ đau làm hạnh phúc an vui. Vì thế không có người nào thoát khỏi tình yêu thương trai gái và chồng vợ. Thậm chí như trong bài học này, một bà lão 80 tuổi gần đất xa trời, thế mà vẫn còn sống lãng mạn yêu thương như cô gái mới 18 xuân thị. Được biết địa chỉ của người yêu trong tuổi học trò thì mau mau tìm cách liên lạc để tỏ tình với nhau, thật là chung tình. Tình yêu thương ấy vẫn còn nồng cháy như lúc còn thanh niên. Như vậy suốt thời gian có chồng có con, bà vẫn luôn luôn nhớ đến tình xưa. Vì thế trong Chinh Phụ ngâm khúc: nước trong chảy lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây. Đó có phải chăng con người quá ngu si, lấy khổ đau làm hạnh phúc? Hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy toàn nhớ thương và đau khổ. Nếu không nhớ thì thôi, mà nhớ thì khổ đau vô cùng. Có phải vậy không quý vị? Kết luận và áp dụng: có duyên không nợ. Đó là lời nói của những trai gái yêu thương mà không đi đến hôn nhân để thành vợ thành chồng. Hôn nhân chỉ là một sự ràng buộc trong tình nhục dục để họ không còn bỏ nhau. Bởi vậy tình nhục dục không có bền chắc nên buộc phải có hôn nhân. Nếu không có hôn nhân thì tình nhục dục chỉ là một trò chơi qua đường để thỏa mãn sắc dục, rồi đường ai nấy đi, ai khổ ráng chịu. Vì vậy nhục dục là thứ ích kỷ. Bởi vậy các con, các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ phải tránh xa tình nhục dục. Vì thật sự có hôn nhân thành vợ thành chồng keo sơn gắn bó với nhau, nhưng nó là con đường đau khổ. Các con các cháu có tin không? Nếu không tin các con các cháu hãy nhìn xem, trên đời này có đôi vợ chồng nào mà không khổ đau, không cực nhọc, mặc dù họ rất chung tình, chung thủy thương yêu nhau. Đoạn 15. Cũng như bà, theo quy luật của tạo hóa, anh có gia đình vợ con, nay cũng có cháu nội cháu ngoại như bà, và tuổi tác cũng đã lúc gần đất xa trời. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: theo quy luật nhân quả, các pháp đều vô thường. Giải trình án: quy luật nhân quả, các pháp vô thường. Cuộc đời yêu nhau nhưng không thể sống độc thân như vậy, nên cả hai không biết tin tức của nhau. Sống trong chiến tranh nên đều nghĩ rằng đã chết, nên ông lấy vợ, bà có chồng. Mối tình đầu được xem như đã trôi vào dĩ vãng, nhưng dù sao cũng không thể quên. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tình yêu trai gái không vướng vào thì thôi, mà đã vướng vào thì rất khó bỏ ra. Một giây đã buộc, ai chẳng cho ra. Cha mẹ đã có kinh nghiệm này thì nên hướng dẫn con mình hãy thoát ra, chứ đừng để con cái mình vướng vào cạm bẫy của con đường tình yêu và gia đình, vì đó là con đường dẫn đến khổ đau muôn đời muôn kiếp. Bởi vậy đường trai gái yêu nhau có gia đình là con đường đau khổ. Từ xưa đến nay, có gia đình nào trên hành tinh này là hạnh phúc trọn vẹn không khổ đâu. Người ta nói tình yêu thương gia đình là hạnh phúc, nhưng sự thật tìm hạnh phúc trong gia đình không bao giờ có. Người ta chúc phúc cho nhau đầu bạc răng long, dù cho vợ chồng có sống với nhau đầu bạc răng long, nhưng họ phải chịu biết bao là sự đau khổ trong cuộc sống gia đình. Muốn biết những sự khổ đau của gia đình thì chúng ta nên tóm lược lại những ý chính như: khổ vì hai tư tưởng, khổ vì phải chiều chuộng nhau, khổ vì phải lo lắng cho nhau, khổ vì bệnh tật tai nạn của nhau, khổ vì lo cơm ăn áo mặc, nhà ở, khổ vì sợ thua kém bạn bè, khổ vì mang nặng đẻ đau, khổ vì phải nuôi con khôn lớn nên người, khổ vì chồng say xỉn đánh đập chửi mắng, khổ vì vợ ham mê bài bạc, khổ vì con cái bê tha dạy bảo không nghe lời, khổ vì dâu con cứng đầu cứng cổ, khổ vì ghen tuông chồng có con này con kia hay vợ cặp ông này ông kia, vân vân. Mẹ Út là một câu chuyện gia đình trong báo Tuổi Trẻ thứ 5 ngày 4 tháng 10 năm 2007. Tác giả Nguyễn Thị Đào để minh chứng sự đau khổ của đời người qua đường chồng vợ như sau: nhìn con say sưa trong giấc ngủ, lòng tôi nhói đau khi nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, khi đường đời chỉ lại còn mình tôi và đứa con thơ dại. Bất chợt tôi quay lưng lại phía sau và bắt gặp cái nhìn đau xót của mẹ tôi. Sau buổi ăn tối, tôi đã nói cho mẹ biết quyết định ly hôn của tôi vì không thể nào cứu vãn được nữa. 10 tuổi đầu, Út đã mồ côi mẹ. Út sống chung với người cha nghiện rượu và người anh trai đã có vợ. 17 tuổi, cha nhận lời gả Út cho một người bạn nhậu, nên Út đã bỏ nhà trốn lên Sài Gòn, phụ việc trong một quán cơm bình dân. Út được ông bà chủ thương và nhận làm con nuôi. Trong số khách hàng lâu năm của quán ăn này, có một người đàn ông lịch lãm, lớn tuổi để ý thương Út. Ông ta bảo có gia đình nhưng đã đi vượt biên sau ngày 30 tháng 4 năm 75 và mấy năm liền chưa có tin tức. Ngày Út về sống chung với ông ấy, chỉ có bữa tiệc nhỏ gồm có cha mẹ nuôi và vài người bạn thân. Khi Út có thai được 5 tháng thì người chồng thú tội với Út là đã có vợ và 6 con đang ở quê nhà tại Long An vì chuyện vượt biên bất thành. Nghe tin ấy, Út đã lang thang nhiều ngày không về nhà. ngồi cả ngày bên dòng sông mà không đủ can đảm nhảy xuống sông tự tử. Sau cùng, Út quyết định trở về nhà và tìm người vợ lớn. Em khờ dại lầm lỡ, lại chị hãy tha thứ cho em, nhận đứa em tội nghiệp này. Con em không có tội thì làm sao hủy hoại nó cho được. Còn nếu như em tạo ra nó mà không cho nó có cha, thì cuộc đời của nó bị dẫn đục, tương lai của nó bị lu mờ. Người vợ lớn đã chấp nhận Út. Từ đấy, Út cam phận làm nhỏ, nên dù có khổ sở cay đắng tủi nhục, Út cũng chẳng than thở nửa lời. Đôi lúc những cơn ghen ngầm của người vợ lớn làm cho Út phải nghẹn ngào, nước mắt chan cơm. Đã nhiều lần Út định bồng con rời khỏi nhà, nhưng khi nghĩ con không có cha sẽ mặc cảm tự ti với đời, thế là Út không đủ can đảm ra đi. 3 năm sau, chồng Út thất bại trong việc làm ăn, buồn bực, sinh bệnh rồi mất sức lao động. Người vợ lớn gốc người thành thị, từ nhỏ đã không quen làm lụng, lại hay đau bệnh, gia đình đâm ra khốn khó. Chồng của Út trao cho Út một số tiền và bảo Út đi tìm cuộc sống mới để tránh khổ về sau. Út nức nở nói rằng dẫu có ăn xin, Út cũng theo chồng đến ngày nhắm mắt. Ngày trước thiên hạ cho Út vì tiền nên mới cam tâm làm bé, chịu đựng khổ cực như thế. Bây giờ Út bỏ đi là công nhận những lời gièm pha đó là đúng hay sao? Út quyết định đứng ra gánh vác gia đình, nuôi dạy các con. Sự chịu thương chịu khổ và sự thảo tật buôn bán sớm hôm của Út đã thuyết phục được người vợ lớn và các con. Chẳng biết từ lúc nào, người vợ lớn đã giao quyền cho Út mọi việc, kể cả việc định vợ gả chồng cho các con. Và các con cũng tự thay đổi tiếng dì Út bằng tiếng mẹ triều mến. 30 mấy năm vất vả, hy sinh tất cả cho con. Giờ đây Út cảm thấy được bù đắp vì được sống vui vẻ, hạnh phúc với 7 đứa con và đàn cháu nội ngoại đông đủ, mặc dù Út chỉ duy nhất sinh nở một ở một lần. Chuyện đời của Út chính là cuộc đời của mẹ. Con là đứa con gái út của người vợ lớn mà mẹ làm vú nuôi con từ lúc 4 tuổi. Đứa con gái ruột của mẹ theo chồng đi xa. Tình thương của mẹ dành cho các con giờ đây chỉ dồn vào một mình con, vì chỉ còn có con là sống gần gũi nhất với mẹ. Con đau 1 thì mẹ khổ 10. Ngày ấy mẹ ui cút dốt nát nên lầm lỡ, còn con hôm nay có tới 2 người mẹ mà cuộc đời lại khổ đến thế thì mẹ thật không cam tâm. Mẹ mong con hãy suy nghĩ kỹ và quyết định cuộc đời của con bằng trái tim của người mẹ. Đêm ấy tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho đời mẹ và khóc vì ân hận mình đã sống quá hẹp hòi ích kỷ. Tôi chỉ biết đòi hỏi chồng phải yêu thương và lo lắng cho vợ con mà không nghĩ đến áp lực nặng nề anh ấy đang gánh. Tại sao tôi lại có thể bắt anh ấy chọn lựa giữa vợ con và gia đình của anh? Chính mẹ Út đã khơi dậy trong tôi tình cảm thiêng liêng của người mẹ. Chỉ đến khi được làm mẹ, người ta mới thấm thía trong lòng thương con đến nhường nào. Nếu như 5 năm trước mẹ Út không kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời của mẹ, thì chắc tôi đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Có được mái ấm gia đình như hiện nay, tôi mãi mãi không bao giờ quên ơn sâu và tấm lòng nhân hậu cao cả của mẹ Út. Nguyễn Thị Thảo, thành phố Hồ Chí Minh. Đọc câu chuyện trên đây, quý vị cứ suy ngẫm, có phải đời sống con người là biển khổ không? Tất cả mọi người trên hành tinh này đều lấy khổ làm vui, làm hạnh phúc. Đó là một sự vô minh hết sức mà con người ít ai chấp nhận mình vô minh. Nhưng đó là một sự thật điên đảo ngu si của loài người. Có đúng như vậy không quý vị? Đạo Phật dạy, đời người là khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Vậy chúng ta là con người, chứ đâu phải là loài động vật, sao mà không biết, không chịu tư duy, suy nghĩ, có phải đúng như vậy không? Tại sao lại phải cam chịu sống trong biển khổ đau như vậy? Đâu phải sự đau khổ đó không có lối ra. Có lối ra nên mới có những người làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, mà danh từ gọi những bậc đó là A-la-hán. Chúng ta là con người cũng như các ngài, phải dùng dậy chiến đấu với giặc sinh tử, phải làm chủ, không chịu làm nô